chương 361, chỗ dựa của Liễu Sinh Hùng. Trần Cảnh Quan, thật xin lỗi. Nếu Tiêu Tiên Sinh thực sự quan tâm tới cô, không cần tới mấy ngày, mấy người có thể gặp nhau được rồi. Cắt đứt cuộc gọi video với Tiêu Phạm, Liễu Sinh Hùng liền chuyển sang nói với Trần Dương, khẽ cười mang theo ý trêu chọc. Người có ý gì? Trần Dương lạnh lùng nhìn y, lãnh đạm hỏi, thần sắc điềm tình, tuy nhiên sâu trong ánh mắt có ý kinh hoàng không thể che giấu. Bất cứ là ai ở trong tình huống của Trần Dương lúc này, muốn thực sự điềm tĩnh là điều khó có thể làm được. Xem ra Trần Dương cũng không có gì không ổn cả, quần áo là loại thanh niên nước đông đảo thường mặc, đúng quy củ, không có nửa điểm đặc thù, trang điểm cũng nhạt, không có gì đặc biệt để người khác chú ý. Nếu muốn thực hiện nhiệm vụ lâu dài ở nước đông đảo này, chỉ có thể dung nhập vào địa phương nơi đây, càng bình thường càng tốt. Chỉ có điều Trần Dương xinh đẹp trời sinh, bất kể cô giả dạng bình thường thế nào vẫn sẽ bị nam nhân chú ý. Điểm bất đồng duy nhất với những nữ tử ở đây chính là, cổ tay trắng nõn của Trần Dương đang đeo một bộ còng long cong sáng bóng. Còng tay loại mới nhất, cứ coi như có, đại sư mở khóa, ở đây, nếu không có chìa khóa thực, thì rất khó mở ra. Trần Cảnh Quan, không gạt cô, tôi mời tiêu tiên sinh tới Bắc Điền chính là muốn gợi yêu ta chết hắn. Liễu Sinh Hùng cười nói. Trần Dương từ ghế sofa đứng thẳng dậy, gắt gao nhìn Liễu Sinh Hùng. Ngươi nói cái gì? Liễu Sinh Hùng đối mặt với hai con mắt phẫn nộ của cô, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh, mỉm cười nói, tôi nói, tôi muốn gợi yêu ta ết tiêu phàm, gợi yêu ta ết chết bạn trai cô. Audio điện tử võ tấn bền Trần Dương gắt gao nhìn chằm chằm y một lúc, bỗng nhiên mỉm cười, chậm rãi ngồi trở lại ghế, khóe miệng hiện lên vẻ khinh miệt, nhẹ lắc đầu, coi thường nói, ngươi đừng có nằm mơ, ngươi vốn không phải đối thủ của anh ấy. Cho dù ngươi có luyện thêm 30 năm nữa, vẫn không thể cản một chiêu nửa thức của tiêu phàm. Lời mới vừa rồi của Liễu Sinh Hùng, Trần Dương nửa tin nửa ngờ. Trong suy nghĩ của cô, Liễu Sinh Hùng và tiêu phàm không có thâm cửu đại hận gì, trước kia luận võ, y bị thua tiêu phàm. Tuy rất mất mặt nhưng ít nhất cũng chưa phải là đại thù sinh tử gì. Vì sao Liễu Sinh Hùng trăm phương nghìn kể muốn đẩy tiêu phàm vào chỗ chết? mấy gã quỷ tử này đều muốn khám phá bộ dạng của mình, liễu sinh hùng phụng mệnh làm việc, bắt mình lại, chính là muốn mượn cơ hội để tiêu phàm tới Bắc Điền, tiện đường mượn việc công trả thù riêng. Liễu sinh hùng cười cười, nói Trần Cảnh Quan, cô thực thuần khiết. Điểm thiệt thòi của cô chính là đặc công chuyên nghiệp, khờ dại như vậy cô cho rằng buổi tối đó tôi đã dốc toàn lực sao. Tôi không lộ ra vẻ yếu thế, hắn sẽ tới nơi này cứu cô sao. Bày ra thế yếu, dụ địch xông vào, binh pháp hoa hạ các cô viết rất rõ ràng. Truyền thống văn hóa của hoa hạ các cô đúng là rất tinh thâm, đáng tiếc hậu nhân mấy người lại không tích cực đoạt lấy, một chút da lông cũng không học được. Quốc gia lớn như vậy, năm đó bị chúng ta đánh cho ngay sức chống trả cũng không có nói xong, liễu sinh hùng lắc lắc đầu, trên mặt càng tỏ vẻ khinh thường. Lần này, Trần Dương không muốn cùng y tranh luật, não bộ nhanh chóng vận động, suy nghĩ một lúc rồi cười lạnh, nói ngươi cho rằng ta thật sự tin vào mấy chuyện ma quỷ của ngươi ư nếu ngươi không sợ tiêu phàm thì thủ đoạn cũng không hèn hạ như vậy liễu sinh ta xem ngươi chính là một gã tiểu nhân điển hình không chịu chấp nhận thua tiểu nhân không chịu chấp nhận thua sao liễu sinh hùng ngơ ngẩn một chút sau đó lập tức cười ha ha vừa cười vừa lắc đầu trần cảnh quan xem ra cô không hiểu rõ bạn trai cô rồi hắn có rất nhiều chuyện gạt cô nói thật cho cô biết lần này tôi gờ yêu ta ít hắn, không phải vì lần luận bàn đó. Mà là vì, hắn đã gờ yêu ta ít em trai tôi. Tôi muốn báo thù. Người hoa hạ các cô có câu, nợ máu trả máu, gờ yêu ta ít người đền mạng. Cô hiểu không? Giọng điệu Liễu sinh hùng rất nghiêm túc, nhìn thẳng Trần Dương, nói từng câu từng chữ. Trần Dương ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, cô thực sự không biết điều này. Dường như đối với lời của Liễu Sinh Hùng mà nói, cô quả thực không hiểu hết được, bạn trai tiêu phàm tại sao lại gợi yêu ta hết em trai của Liễu Sinh Hùng. Chuyện này xảy ra khi nào? Nói ra thì tiêu trưởng phòng phòng tôn giáo thật đúng là một nhân vật không chịu được yên tĩnh, nhìn qua thì tao nhã, khiêm cung hữu lễ, nhưng lại gợi yêu ta hết người không chớp mắt, đây chính là điều Trần Dương tận mắt nhìn thấy, không hề giả dối một chút nào. Xem chừng, kẻ chết trong tay tiêu phàm chính là mấy phần tử phạm tội quốc tế ở khu biệt thự Tây Sơn. Nếu không thì lại cộng thêm một tên đệ đệ của Liễu Sinh Hùng nữa. Trần Dương tròn mắt một lúc, nói, Liễu Sinh, nếu ngươi nhất định phải làm, thì có thể khiến ngươi thất vọng rồi. Kỳ thực tiêu phàm không phải là bạn trai ta, lần đó là hắn đi giúp ta thôi, cái danh nghĩa ấy chủ để dễ nói chuyện thôi. Ngươi cho rằng bắt được ta thì hắn nhất định sẽ tới Bắc Biển này sao? Ánh mắt Liễu Sinh Hùng nhất bỗng trở nên linh hoạt, sắc bén vô cùng, trên mặt hiện lên nụ cười độc ác. Trần Cảnh Quan tiêu phàm tốt nhất không nên để tôi thất vọng nếu hắn khiến tôi thất vọng tôi có thể cam đoan cô sẽ càng thêm tuyệt vọng cho nên cô tốt nhất hãy tự cầu nguyện hắn chính là bạn trai cô trần dương nghiêm nghị không sợ hãi cười lạnh nói nếu hắn thực sự tới đây liễu sinh người cũng hãy tự cầu nguyện chết sao cho đỡ khó nhìn đi liễu sinh hùng hung ác chừng mắt nhìn cô kêu to người đâu tất nhiên lần này y nói bằng tiếng nước đông đảo Hai cô gái trẻ tuổi mặc kimono màu sáng đẩy cửa đi tới, cúi chào Liễu Sinh Hùng, đồng thanh nói, "Chủ nhân, có gì dặn dò ạ?" À? "Mời Trần tiểu thư đi nghỉ ngơi." Liễu Sinh Hùng vung tay lên, nói, "Tuân mệnh." Hai nữ tử mặc kimono lại khom người chào Liễu Sinh Hùng, sau đó chuyển hướng sang Trần Dương. "Trần tiểu thư, mời." Không ngờ họ lại nói bằng tiếng Hán, chỉ có điều không chuẩn bằng Liễu Sinh Hùng, ngữ điệu nghe vào có chút kỳ dị. Trần Dương chậm rãi đứng dậy, điềm tĩnh tự nhiên, có điều giờ phút này, nội tâm của Trần Dương không được bình tĩnh như vẻ ngoài. Theo cô nhìn thì hai nữ tử mặc kimono này đều là những cao thủ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhìn họ kính cẩn trước mặt Liễu Sinh Hùng như vậy, lại còn gọi chủ nhân, Trần Dương thêm vài phần nghi ngờ thân phận thật của Liễu Sinh Hùng. Người này có thể khẳng định không phải cảnh sát bình thường, cũng không phải là đặc công bình thường. Đặc công bình thường không thể có phái đoàn lớn như vậy được theo hai nữ tử mặc kimono đi ra khỏi phòng, Trần Dương lại kinh ngạc. Gian ngoài không ngờ lại có hai hàng kiếm khách áo đen đứng chỉnh tề, một đám kè kè chuôi kiếm, nhìn không chớp mắt, có vẻ rất có tố chất, trên người tản mát một loại khí tức lạnh băng, làm cho người ta vừa thấy, lòng liền phát lạnh. Trần Dương gần như lập tức kết luận, Liễu Sinh Hùng hẳn là một gia tộc cổ xưa hoặc là một trường phái nhân vật trọng yếu cổ xưa, đã đạt được một tiềm lực khủng bố mà người ngoài không thể biết được. Trần Dương tin đây không phải là Liễu Sinh Hùng cố ý cho cô thấy. Điều đó không cần thiết. Thân phận hiện tại của cô, chẳng qua chỉ là tù nhân của Liễu Sinh Hùng tê mà thôi, Liễu Sinh Hùng không cần phơi bày hết thảy ra cho cô xem. Ra khỏi gian ngoài, Trần Dương liền phát hiện, bản thân mình đang đi vào giữa một căn phòng cổ, có chút giống với mấy đại trạch viện cổ xưa của nhà giàu nước cô, hơn nữa còn được bảo tồn khá tốt, mang theo khí tức vô cùng cổ xưa hai nữ tử mặc kimono dẫn Trần Dương đi qua hành lang gỗ gấp khúc phía trên, cách một đoạn, Trần Dương có thể nhìn thấy hai gã kiếm sĩ si áo đen, án kiếm mà đứng ở đó. Cả tòa nhà bị một mảnh sát khí bao phủ, làm lòng người cảm thấy vô cùng áp lực. Lòng Trần Dương trầm xuống. Trước đó, lòng tin của cô đối với tiêu phàm chưa bao giờ dao động, nhưng hiện tại, lòng tin ấy bắt đầu dao động rồi. Lần này, tiêu phàm phải đối mặt không chỉ với một mình liễu sinh hùng, mà là một môn phái cổ xưa môn phái này không chỉ có mình liễu sinh hùng là cao thủ. Hơn nữa bây giờ là thời đại của vũ khí nóng, tiêu phàm dù thân bác kích thuật rất giỏi, thân thủ lại nhanh nhẹn, nhưng cũng không nhanh bằng đạn được. Đừng tới ngàn vạn lần đừng tới. Trần Dương không kìm lòng nổi ở trong lòng cầu nguyện. Thấy Trần Dương được hai nữ tử mặc kimono dẫn đi, liễu sinh hùng cũng lập tức đi ra khỏi phòng, lúc ra gian ngoài, lại có hai nữ tử khác quỳ dạp xuống lấy guốc gỗ cho y guốc gỗ gõ trên nền đá xanh phát ra âm thanh, cộp cộp trong đại viện an tính, tiếng guốc vang lên nghe đặc biệt chói tai. Không lâu sau đó, thanh âm guốc gỗ cũng ngừng lại trước một tiểu viện đơn độc. Tiểu viện này thuộc phía tây bắc biệt thự, vô cùng hẻo lánh cũng vô cùng an tĩnh, an tĩnh như thể không có người ở vậy. Liễu sinh hùng ở trước cửa tiểu viện quỳ xuống, thanh âm cung kính. Đệ tử Liễu sinh hùng bái kiến hai vị lão tổ tông. Trong viện vẫn yên lặng như trước, sau một lúc truyền ra âm thanh cực kỳ già nua. Hùng nhất, có chuyện gì? Bẩm lão tổ tông, Hùng nhất mời hai vị tổ tông rời núi, đối phó địch nhân. Đối phó địch nhân sao? Kẻ thù nào lại quan trọng tới mức phải cần tới hai lão già chúng ta tự thân xuất mã vậy? Giọng nam cực kỳ già nua có chút kinh ngạc. Không biết bao nhiêu năm qua, không ai kinh động tới bọn họ rồi. Một người à? Người nào vậy? Dạ, thưa lão tổ tông. Trước đó không lâu, Liễu Sinh Hùng Nhị đi châu Á làm nhiệm vụ, đã chết trong tay người này. Trong vòng ba ngày tới, người này sẽ tới Bắc Điền ạ. Hừ, Liễu Sinh Hùng Nhị, người muốn hai lão già chúng ta tự thân xuất mã, vì báo thù cho loại phế vật này sao? Giọng nam già nua bỗng nhiên lạnh lùng, vô cùng không hài lòng. Liễu Sinh Hùng không chút kinh hoàng, tựa hồ mọi thứ đều trong dự liệu, nhẹ hạ thấp người, chậm rãi nói, hai vị tổ tông, người này là tiêu phàm, Căn cứ theo tình báo thì tiêu phàm chính là đại trưởng giáo chân nhân phái vô cực môn. Đại trưởng môn chân nhân phái vô cực môn ư. Giọng nam già nua lập tức kêu lên, thanh âm cực kỳ kinh ngạc, trong giọng nói còn toát lên hận ý không thể diễn tả. Hắn có liên quan gì với lão tử triệu chỉ thủy? Là đồ đệ ạ. À. Lão tổ tông, tiêu phàm là đệ tử chân truyền của triệu chỉ thủy, truyền nhân y bát. Trong sân nhỏ lại một mảnh yên tĩnh một lúc sau mới truyền ra một giọng lầm bẩm ơ tây tiếng nước đông đảo. Một nụ cười đắc ý tràn ra từ khóe miệng liễu sinh hùng. chương 362, ân oán năm đó. Anh thật sự muốn đi đông đảo sao? Lên ghế lái chiếc xe Mercedes-Benz, Tân Lâm không vội lái xe, quay đầu nhìn tiêu phàm hỏi, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc thế. Ừ, tiêu phàm nhẹ nhàng vuốt cằm. Đó là một cái bẫy. Tân Lâm thoáng cao giọng một chút. Anh biết, Mục tiêu đầu tiên của Liễu Sinh Hùng là anh, anh đi đông đảo rồi, gã sẽ thể hiện tất cả lực lượng ra. Muốn tiêu diệt bọn họ, đây là cơ hội tốt nhất. Lần này không đi, lần sau không biết gã sẽ đưa ra yêu cầu gì. Tân Nhi, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm cướp, chứ không có ngàn ngày để phòng trộm cướp. Trong xe bình tĩnh trở lại một chút, Tân Lâm thản nhiên nói. Em cùng đi với anh. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười gật đầu. Tân Lâm lái xe đi thẳng đến căn nhà cấp 4 của Văn Nhị Thái Gia. Chuyện này, Tiêu Phàm khẳng định phải thương lượng với Nhị Sư Huynh một chút. Mặc dù Liễu Sinh Hùng nói chỉ một mình Tiêu Phàm đến. Nhưng việc này, sao có thể để bọn quỷ đó khống chế hoàn toàn như vậy? Có việc này. Văn Nhị Thái vừa nghe, đôi lông mày trắng như tuyết dựng lên. Sư đệ, đệ sao lại gây thù với Liễu Sinh Hùng vậy? Nếu chỉ là bàn luận một lần, quyết không đến tình trạng như thế này khóe miệng tiêu phàm hiện lên một nụ cười khổ nói. Sư huynh, thật sự đệ vẫn không nghĩ ra. Mấy năm nay trên giang hồ tiêu phàm trải qua không ít chuyện, nhưng đa số đều là lúc ở trong nước. Làm sao ở nước đông đảo này cũng có được, quả thật không rõ cho lắm. Nhìn tư thế này của liễu sinh hùng là muốn đập chết hắn rồi. Hai hàng lông mày tân lâm nhíu lại, bỗng nhiên nói. Lần trước ở thị trấn Dương Tây, có một ninja đông đảo, tự xưng là truyền nhân của phái vụ ẩn, bị em gỡ yêu ta hết. Trong trường hợp này, Tiêu Phàm cũng biết, lúc ấy trong phòng chữa bệnh cho Uyển Thiên Thiên, bỗng nhiên Diệp Vương xuất hiện, dẫn cơ khinh xa và Phạm Nhạc đi. Chỉ còn lại một người hộ pháp là Tân Lâm, chính tên ninja đảo quốc kia, xuống tay không lưu tình. Đáng tiếc Tiêu Phàm cũng chưa từng tận mắt thấy Liễu Sinh Hùng hai em trai Liễu Sinh Hùng bằng không hoặc nhiều hoặc ít có thể từ diện mạo của hai anh em họ tìm ra một ít manh mối. Tay trái Văn Nhị Thái ra bấm niệm thần chú, để chiêm nghiệm, chậm rãi gật đầu nói. Căn cứ biểu tượng của quẻ, giữa hai người này có chút liên hệ, xem ra liễu sinh hùng này là nhầm vào sư đệ trả thù rồi. Sư đệ, đệ nhất định đã gây thủ oán với liễu sinh hùng này, người này rốt cuộc thuộc loại trường phái nào. Tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút nói. Đệ cũng không biết rõ lắm về các trường phái võ thuật đông đảo. Tuy nhiên kiếm thuật của liễu sinh hùng, xem ra là nhất đao lưu, bên trong mang theo vài phần tà khí, đầy u ám, u ám là sao, chẳng lẽ là cửu quỷ lưu? Văn nhị thái giật mình kinh hãi. Tân lâm vội vàng hỏi. Ông cụ, cửu quỷ lưu, là trường phái gì? Chỉ cần nghe tên này cũng có thể biết, trường phái này vô cùng tà dị. Văn nhị thái ra vuốt vuốt tròm dâu trắng như tuyết, chậm rãi nói. Cửu quỷ lưu, là một trường phái võ thuật ở bắc bộ nước đông đảo, am hiểu côn thuật và kiếm thuật. Đi đều là nét bút nghiêng, vẫn còn liên hệ nhất định với phái vô ẩn thực lực của trường phái này ở đông đảo rất lớn, nhất là ở phía bắc đảo, được cho là phái quan trọng nhất, và được liên hệ với rất nhiều chính khách trong quốc hội của đông đảo. Nếu liễu sinh hùng này thật sự là truyền nhân của cửu quỷ lưu, như vậy gã kiêu ngạo như vậy cũng dễ giải thích. Gia tộc liễu sinh vốn là gia tộc thừa kế lớn nhất của cửu quỷ lưu. Tân Lâm Trầm Tư nói, ông cụ, tên ninja đông đảo bị tôi gờ yêu ta hết, theo như gã nói là đệ tử của phái vụ ẩn. Văn Nhị Thái lập tức nói, t r u i e -n, n c u a t u i n e t cái đó thì đúng rồi cửu quỷ lưu đúng là chi nhánh lớn nhất trong phái vụ ẩn nhớ năm đó sư phụ còn giao thủ với ninja của cửu quỷ lưu tinh thần tiêu phàm và tân lâm đều sôi lên tiêu phàm kinh ngạc nói sư phụ và ninja của cửu quỷ lưu đã giao thủ ư việc này là thế nào sư phụ không có ghi lại trong thập di thiên sao có liên quan đến bản tự ghi chép của tổ sư chỉ thủy quan, cơ bản tiêu phàm đều có vinh dự đọc qua rồi, cũng không có đoạn này. Văn nhị thái cười, ngạo nghễ nói. Mười mấy năm kháng nhật, bọn tiểu quỷ sư phụ gởi yêu ta ít nhiều lắm, lấy đâu ra thời gian ghi chép lại tất cả. Đây là một lần ta với ông cụ trong lúc nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nhắc tới đấy. Lần đó là ở tỉnh Trung Nguyên, năm 43 thì phải, nạn đói vừa mới giảm bớt, người chết đói đầy đường, tiếng kêu than khắp trời đất. Nói tới đây, Văn Nhị Thái nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt thể hiện một chút vẻ thương xót. Nạn đói lớn năm 42, ông tận mắt chứng kiến, rất thê lương, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh hãi. Lần đó ở Trung Nguyên, sư phụ nghe nói có một đám ngoại xâm chuyên bắt các phó sư của chúng ta về luyện công, vô cùng tà ác, sau khi nghe ngóng cẩn thận, mới biết được là ninja của cửu quỷ lưu. Lúc này sư phụ liền chặn hết cửa đi, dồn đại chiến xuống dưới, 78 tên ninja ở trên cơ bản bị sư phụ Giotaess sạch, chỉ có hai tên mạnh nhất chạy trốn. Sư phụ vốn tính đuổi theo bắt lại chưa có tận gốc, không ngờ đại đội quỷ tới trước tiếp ứng, sư phụ cũng chỉ phải tạm thời dừng tay. Sau đó sư phụ còn đặc biệt đi tìm hiểu tin tức cứ điểm của bọn quỷ, không phát hiện hai tên ninja trọng thương kia, đoán không chừng là trốn về Đông đảo Bồn quốc rồi. Cũng may cho bọn chúng chạy trốn nhanh, mới thoát được hai cái mạng chó. Bằng không, với tính tình đó của sư phụ sẽ nhổ cỏ nhổ trận gốc. Tuy nhiên hai tên quỷ bị thương rất nặng, một trong hai tên còn bị mù một mắt, người kia bị sư phụ chém rơi mất một tay, cho dù là trốn được về nước đông đảo, xem chừng không chết cũng tàn phế. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết là còn sống ở trên đời này không, hẳn là đã chết sớm rồi. Ông cụ thật là giỏi. Tân Lâm nghe thấy hiểu ý, cười tàn thường nói. Cô vốn là người tính tình cực điềm đạm, tuy nhiên chỉ thủy tổ sư là ân sư thụ nghiệp của tiêu phàm, cũng là người, xúc tiến, phía sau chủ yếu cho hai người họ, với cảm quan của chỉ thủy tổ sư, tự nhiên khác so với người khác. Sảng khoái. Tiêu Phàm từ đáy lòng cũng thấy khâm phục. Sư đệ, sảng khoái là sảng khoái, tuy nhiên sư phụ cũng nói, mấy tên ninja đều khá trẻ, học vấn tinh thông, cho nên ông cụ lấy ít địch nhiều, thắng được gọn gàng nhưng kiếm thuật côn thuật của cửu quỷ lưu và nghệ thuật ám sát và gián điệp trong thời phong kiến Nhật Bản của các ninja của phái vô ẩn đều cực kỳ bí mật, cho thấy tiềm lực rất mạnh. Nếu thật là luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, cũng không phải dễ đối phó như vậy đâu. Hơn nữa bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, các loại vũ khí gợi yêu ta người vô cùng sắc bén ùn ùn. Sư đệ một mình đi đến đông đảo, chỉ sợ không phải thượng sách. Văn nhị thái trực tiếp đưa ra ý kiến phản đối của mình tân lâm vội vàng nói ông cụ cho nên chúng tôi mới đến để thương lượng với ông đây tiêu phàm lại chậm rãi nói sư huynh huynh không nghĩ là người này đã sớm tính toán rất kỹ sao bên tây sơn vừa mới gây ra một động tĩnh liễu sinh hùng ở đông đảo lập tức phối hợp bên tây sơn gây ra loại động tĩnh này chính là muốn đánh lạc hướng sư huynh và tư viễn bọn họ để sư huynh không dám rời xa kinh sư tân lâm cũng lập tức hồi phục tinh thần nói Đúng vậy, bọn họ căn bản là một phe, bằng không, một mình liễu sinh hùng làm sao biết ninja trong phái vụ ẩn kia chết trong tay chúng ta. Lúc ấy ta còn thấy lạ, cái ninja đảo quốc kia không khỏi quá cùi bắp một chút, bây giờ mới biết được, kế hoạch của bọn họ đủ chu đáo, suy nghĩ đủ sâu xa. Tiêu phàm thản nhiên nói. Tân Nhi, em ở thị trấn Dương Tất gờ yêu ta ít chết chính là cái tên ninja đảo quốc kia, tuy rằng cực kỳ cải bắp, phỏng trừng thân phận rất khó lường, có thể có quan hệ rất gần gũi với Liễu Sinh Hùng. Đặc biệt đảo quốc bên kia mời một tên ninja gà mờ như vậy đi tìm cái chết, tiêu phí không nhiều lắm, lại có thể trói toàn bộ gia tộc Liễu Sinh kia, thậm chí toàn bộ cử quỷ lưu, lên chiến xe, vụ kinh doanh này quả thật làm được rồi, rất có lời. Mặc dù chỉ cần phân tích, cũng đã biết rất gần sự thật, thậm chí chính là chân tướng rồi. Một gã liễu sinh hùng hai gà mờ chết trong tay Tân Lâm. Lập tức liền khiêu động toàn bộ gia tộc liễu sinh nếu thật là tốn tiền đi mời liễu sinh hùng đến đối phó với tiêu phàm, không nói đến cái giá phải trả nhất định vô cùng đắt, mấu chốt là không nhất định mời được. Liễu sinh hùng cũng giống như liễu sinh hùng hai, đều không có đầu óc, rất chập chờn. Sư đệ đã quyết định chưa? Văn nhị thái nhíu mày hỏi. Ừ, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu. Bên kia bộ phận an ninh có ý kiến gì không? Bọn họ đương nhiên là không đồng ý mạo hiểm để đệ đi, không chừng khẳng định cũng có kế hoạch của bọn họ. Văn Nhị Thái lúc này mới khẽ vuốt cằm nói, "Nếu như vậy, ta đề nghị sư đệ vẫn nên phối hợp hành động cùng bọn họ cho thỏa đáng. Dù sao đây cũng là nước ngoài, bọn họ lại là chuyên gia, rất nhiều tài liệu có thể lợi dụng." Trên mặt Tiêu Phàm lại xuất hiện một chút thần sắc kỳ lạ, thản nhiên lắc đầu nói, "Sư huynh, Trần Dương ở trong tay Liễu Sinh Hùng, đệ cho rằng vẫn là phải chiếu theo yêu cầu của Liễu Sinh Hùng. Về hành động của bộ phận an ninh, đệ thấy sẽ có người phối hợp với họ." giọng điệu thật là chắc chắn. Văn Nhị Thái cảm thấy kỳ lạ, hỏi ngược lại. Sư đệ lấy cái gì để khẳng định như vậy? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Sư huynh, nghe nói đệ còn một vị sư tỷ là đệ tử ký danh của sư phụ phải không? Lông mày Văn Thiên dựng lên, kinh ngạc nói. Đúng, là có một người như thế. Tuy nhiên vị sư muội này, ngay cả ta cũng chưa từng gặp, thậm chí không biết cô ta tên là gì. Chỉ có điều đệ tử ký danh của sư phụ, trong gia phả của sư môn đều không có ghi lại. Tại sao đột nhiên sư đệ lại hỏi đến cô ấy? Tiêu phàm cười cười nói. Không có gì, đệ chỉ là muốn biết một chút về tình hình vị sư tỷ này, tỷ ấy hẳn là tứ sư tỷ, cơ bản cũng cùng tuổi với ngũ sư huynh. Văn Nhị Thái nói, căn bản đệ tử ký danh không tính trong hàng thứ trên gia phả. Tuy nhiên dường như sư phụ cũng hao tổn với cô ấy không ít tâm huyết. Đệ muốn sắp xếp như vậy cũng được, tóm lại cũng là truyền thừa của vô cực môn tân lâm hỏi lạ lùng ông cụ sao lại xuất hiện tình huống như vậy sư muội đồng môn còn chưa tính chưa từng gặp mặt như thế nào mà tên của cô ta cũng không biết văn nhị thái liếc cô một cái nói nếu là sư phụ sắp xếp như vậy làm đệ tử tự nhiên không thể hỏi nhiều sư phụ chúng tôi chắc chắn có suy nghĩ của mình tân lâm liền gật đầu bất kể nói thế nào đây là sự việc nội bộ vô cực môn lúc này Tân Lâm cũng không nên tìm hiểu nhiều quá. Chỉ thủy tổ sư một đại tông sư, bất kể làm gì, luôn có nguyên nhân. Tuy nhiên bỗng nhiên vào lúc này tiêu phàm lại nhắc đến vị, tứ sư tỷ, này, lại không biết nguyên nhân tại sao. Lương trước tất cũng không chỉ đơn giản như vậy rồi. Chẳng lẽ mỗi vị trưởng giáo chân nhân của vô cực môn đều thần bí như vậy hay sao? chương 363, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, phải có trách nhiệm tiêu phàm nhận được điện thoại của thư ký thôi ở tứ hợp viện. Trưởng phòng Tiêu có bận không? Trong điện thoại, thư ký thôi rất khách khí, từ sau khi ông cụ bình phục, thái độ khác thường, trở nên vô cùng sinh động, phân lượng của thư ký thôi trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên thái độ đối với Tiêu Phàm cũng càng ngày càng khách khí. Đương nhiên đây là bởi vì nguyên nhân Tiêu Phàm thay đổi trong địa vị ở Tiêu gia, chẳng những ông cụ, bao gồm Tiêu Trạm thậm chí Diệp Khí Vân và bên trong Tiêu hệ đại tướng, thái độ đối với Tiêu Phàm cũng thay đổi rất lớn lục hồng và phương lê cũng đã tỏ vẻ rõ ràng và ý đồ thân cận tiêu ra lúc này tiêu Gia, thậm chí tiêu hệ đều đang trong phát triển và khuếch trương cao người ngoài không biết ngọn nguồn nhưng làm nhân viên công tác bên cạnh ông cụ thư ký thôi tự nhiên vô cùng rõ ràng tạo nên sự biến hóa này chính là tiêu phàm mà vôn ai cũng không coi trọng bị kinh sư hào môn thế ra coi như trò cười thậm chí có một lời đồn đại nói phương lê cố ý muốn tiêu phàm làm con rể chỉ có điều trở ngại là con gái ông ta tuổi còn nhỏ, tạm thời không làm rõ được chuyện này. Chức vụ của Phương Lê, mặc dù mới chỉ là cấp thứ trưởng, nhưng thực lực toàn bộ nhà họ Phương ở kinh thành lại không nhỏ. Cho dù còn chưa nói tới là quyền quý nhất, nhưng cũng được cho là gia đình có thế lực rồi. Không ngờ coi trọng tiêu phàm như vậy, đạo sĩ phải chăng vận khí đã đến rồi sao? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói: "Chú thôi, thư ký thôi đã nói Trưởng phòng Tiêu, thủ trưởng mời cậu đến đây ngay, ông ấy có một số việc cần cậu chứng thực. Ồ, đúng rồi, Bộ trưởng Tiêu lập tức sẽ đến. Xem ra bộ phận an ninh đã thông báo với cha con Tiêu lão gia và Tiêu Trạm về tình huống này, cha con Tiêu gia nhất thời liền ngồi không yên. Nói đùa gì vậy? Để Tiêu Phàm một mình đi đến đông đảo chiến đấu với phần tử tội phạm quốc tế sao? Được, chú thôi, cháu tới đó liền. Chú thôi, mẹ cháu có đến không sao? việc này giải thích với ông cụ và cha cậu là một cách nếu có giản tú hoa ở đó thì lại có cách giải thích khác thư ký thôi nói theo tin tức chú có được thì bộ trưởng tiêu một mình đến đây chủ nhiệm giản khả năng không có thời gian đi tự nhiên nói khách khí như vậy kỳ thật chính là muốn lừa giản tú hoa nếu giản tú hoa đã biết chuyện này vậy căn bản cũng không có bất kỳ đường thương lượng gì nếu tiêu phàm có thể đi ra ngoài một bước mới là lạ cắt điện thoại với thư ký thôi tiêu phàm đứng dậy từ biệt văn nhị thái gia. Sư đệ, muốn đánh phải cân nhắc, không nên làm việc vì tiện. Văn nhị thái thực sự nghiêm trọng nói. Vâng, đệ biết rồi. Tiêu phàm gật gật đầu. Tứ hợp viện của văn nhị thái ra cách tứ hợp viện của tiêu lão ra không xa. Chiếc xe Mercedes benz cua vài vòng, chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Theo lẽ thường, Tân Lâm ở trong xe. Đối với bề trên tiêu gia mà nói, Tân Lâm là không tồn tại, bây giờ toàn bộ nhà lão tiêu, biết được sự tồn tại của tân lâm, chỉ có tiêu thiên. Tiêu phàm chậm rãi đi về phía tứ hợp viện quen thuộc từ xưa. Ở Khánh Nam dưỡng thương nửa năm, sau khi khỏi bệnh về kinh, tiêu phàm lại thường xuyên sang đây thăm ông cụ. Tuy rằng nghịch thiên cải mệnh không hoàn toàn thành công, thất bại trong gang tắc, càn khôn đại hoàn đan, vẫn phát tác dụng nhất định, ít cũng đã qua một năm, thể trạng ông cụ coi như không tệ. Tuy nhiên tiêu phàm cũng có thể nhìn ra được, sau lần xuất viện đó, thần khí của ông cụ tự nhiên kém hơn một chút rồi. Dù sao so với diện mạo tuổi 80 đến 90 của người già mà nói, tự nhiên không thể tránh nổi quy luật của người già. Sống nhiều thêm được một ngày, cũng là rất quý rồi. Nhưng không khí trong tứ hợp viện hôm nay có chút sơ sắc tiêu điều, điều. Tự nhiên, cũng chỉ có tiêu phàm có được giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén mới có thể cảm thấy được. Tiêu chạm đã tới trước hắn một bước, ngồi cùng ông cụ ở trong phòng, sắc mặt ông cụ cũ cũng coi như bình thản, trái lại tiêu chạm xa sầm mặt mày, vẻ mặt thật là không vui. Trước đó không lâu, bên trên đã tìm ông nói qua, dựa theo nghị định lúc trước, ông sắp bàn giao chức bộ trưởng, đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Ai ngờ đúng lúc này lại có người báo cáo với ông, nước đông đảo có phần tử khủng bố, chỉ mặt gọi tên con của ông phải đi đông đảo cứu người. lộn xộn cái gì? đối với tiêu chạm mà nó, tin tức này quả thực không ra sao cả tiêu phàm tại sao lại có quan hệ với phần tử khủng bố ở nước đông đảo. Giữa phòng tôn giáo và nước đông đảo, vốn không có ảnh hưởng gì lẫn nhau, tác động qua lại. Phần tử khủng bố nước đông đảo thế nào lại chỉ nhằm vào tiêu phàm? Tại sao lại phát sinh tình huống này? Nhưng thông báo với tiêu gia tình huống này, chính là tổng cảnh giam của bộ phận an ninh, tương đương vị trí của tiêu phàm, tin tức đáng tin cậy không có gì nghi ngờ. Một vị lãnh đạo cấp tỉnh cấp bộ chắc chắn như núi như vậy, sao có thể lấy chuyện như vậy để đùa giỡn với tiêu phàm chứ bản thân tiêu phàm cũng là tính tình uy nghiêm nói năng thận trọng thư ký thôi dường như cũng biết sự tình không phải đơn giản đưa cho tiêu chạm một chén nước trà liền lui ra ngoài cửa phòng chờ y tá trương cũng lui ra ngoài trên thực tế từ thời gian đó đến nay ông cụ cũng không có bệnh gì lượng công việc của y tá trương so với trước kia giảm đi không ít nhìn thấy tiêu phàm đã đi đến thư ký thôi vội vàng đón tiếp hạ giọng nói Trưởng phòng Tiêu, đến rồi à? Ai nha, chuyện này làm sao đây? Sau khi ông cụ nghe báo cáo, rất tức giận, ném cả chén trà. Tiêu Phàm cũng giật mình kinh hãi. Tính cách ông cụ vẫn không màng danh lợi, mặc dù vào thời điểm trước cũng rất ít khi nổi giận. Lần này không ngờ quăng cả chén trà đi, bởi vậy có thể thấy được thái độ của ông cụ đối với chuyện này. Tiêu Phàm. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đã vang lên tiếng ông cụ gọi từ trong phòng xem ra ông cụ vẫn chú ý động tĩnh ở ngoài cửa chuyện này đối với ông cụ mà nói thật sự không phải là nhỏ thậm chí so với cái gọi là đại sự quốc gia còn quan trọng hơn nhiều bất kế như thế nào tiêu phàm cũng là cháu của lão huống chi tiêu phàm bây giờ không còn là người xuất gia lúc trước bị người ta cười nhạo nữa trong suy nghĩ của ông cụ tiêu phàm mơ hồ trở thành nhân tài xuất hiện trong gia tộc của lão tương lai là trụ cột của lão tiêu ra thư ký thôi liền bắt tay to thật chặt không nói thêm lời nào đi cùng hắn vào trong phòng ông nội cha nhìn qua sắc mặt ông cụ coi như bình thản tuy nhiên ánh mắt lợi hại như đao quét thẳng qua tiêu chạm hẳn là không còn bình thản như vậy rồi hư một tiếng trực tiếp hỏi sao lại thế này con giải thích rõ xem nào tiêu phàm cười nói cha bộ trưởng thông báo tình hình với cha như thế nào thì sự việc chính là như vậy tiêu chạm vung tay lên vẻ mặt càng thêm phẫn nộ. Không đúng, thứ nhất, Trần Dương kia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với con? Tại sao cha không biết con có một người bạn gái? Thứ hai, vì sao phần tử khủng bố đông đảo kia chỉ mặt gọi tên con đi qua bên đó? Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một chút nói. Cha, Trần Dương là bạn con, tuy nhiên không phải là bạn gái. Con với cô ấy có sự qua lại khác, cái gì mà có qua lại khác? Tiêu chạm trời sinh tính tình cẩn thận, nghiêm túc, nói nước đôi lập lờ như vậy có thể không ứng phó được với ông ấy hơn nữa vào thời điểm quan trọng như vậy một câu tiêu chạm cũng sẽ không bỏ qua tiêu phàm dừng lại một chút mới lên tiếng quan hệ thầy trò con dạy cho cô ấy một chút phương pháp tu luyện nội công tiêu chạm liền choáng một chút mặc dù đã từng chứng kiến một chút pháp thuật thần kỳ của tiêu phàm nhưng trong suy nghĩ của tiêu chạm cái gọi là nội công thật đúng là cái danh từ ngạc nhiên cổ quái chỉ xuất hiện ở trong các tác phẩm nghệ thuật không hoàn toàn đáng tin cậy. Trong một số công văn của chính phủ lúc rảnh rỗi cũng có thể gặp phải từ ngữ này. Nhưng mà tiêu chạm muốn liên hệ, nội công, với con mình với nhau, vẫn tương đối khó khăn. Vậy, cái phần từ khủng bố đông đảo kia, tên là Liễu Sinh Hùng, gã lại xảy ra chuyện gì? Ừ, con ngồi xuống trước đi, ngồi xuống rồi nói. Lão tiêu ra bây giờ nói, giọng điệu có chút ôn hòa. Vâng, cảm ơn ông nội. Tiêu Phàm nghe lời ngồi xuống một bên, đối diện ông cụ và Tiêu Trạm. Liễu Sinh Hùng nghiêm chỉnh mà nói, không phải phần tử khủng bố, thân phận thật của gã hẳn là nhân viên tình báo của nước Đông Đảo. Trần Dương bị gã bắt cóc, không chừng cũng là quyết định của cơ quan tình báo cao cấp của nước Đông Đảo. Về phần quan hệ giữa Liễu Sinh Hùng với con, quả thật có chút ân oán cá nhân. Trước đó không lâu, Liễu Sinh Hùng vừa tới quốc nội chúng ta, Tiêu Phàm liền đem chuyện so tài ở quán judo nói đơn giản rõ ràng một chút. Đối với ông cụ và cha, tạm thời hắn chỉ có thể nói như vậy. Cũng không thể nói cho bọn họ biết, vệ sĩ của mình từng gờ yêu ta chết một ninja của đông đảo, bởi vậy mới kết thù kết oán. Như vậy nội dung vở kịch, võ hiệp, ông cụ còn dễ nói, chỉ sợ tiêu chạm tuyệt đối không thể chấp nhận. Cũng vì chuyện này, tiêu chạm có chút nửa tin nửa ngờ. Thật nếu như vậy, liễu sinh hùng kia cũng không tránh khỏi thua không chịu nổi. Tuy nhiên sự lo lắng của tiêu chạm trái lại buông lỏng đến hơn phân nửa. Chỉ cần là, luận bàn, so với phần tử khủng bố còn đỡ hơn nhiều. Về phần chuyện của Trần Dương, tự nhiên do bộ phận an ninh đi giải quyết. Nhân viên đặc công ở hải ngoại bị bắt, hoặc là tình huống bí mật, diễn ra vô số, đại đa số cuối cùng đều lấy phương thức, trao đổi, để giải quyết. Tiêu phàm, rốt cuộc con muốn giấu giếm chúng ta cái gì? Ông cụ nhìn hắn, thần sắc ôn hòa, hỏi lại một cách nghiêm túc. Ông cụ là loại người, nếu rơi vào tay Tiêu Phàm như vậy liền nói qua, cũng không tránh khỏi rất khôi hài rồi. Tiêu Phàm thở dài nói: "Ông nội, kỳ thật lần này Trần Dương đã bị vạ lây, tên liếu sinh hùng người Đông đảo kia là nhằm vào cháu. Nếu lần này không giải quyết triệt để vấn đề này, chẳng những Trần Dương sẽ hy sinh vô ích, phiền toái như trước sẽ vẫn còn, cháu từng giây từng phút đều phải đề phòng." nếu sự việc do cháu gây ra cháu đây vốn không có làm rùa đen rụt đầu quỷ khiêu chiến với cháu dù sao cũng phải dạy cho gã một bài học ông cụ lập tức bắt đầu trầm mặc mặt mày tiêu chạm lại càng nhăn nhó cháu đi đi lát sau ông cụ chậm rãi nói bộ phận an ninh kia ông sẽ đốc thúc họ bảo bọn họ trợ giúp tốt nhất cho cháu bố tiêu chạm kinh ngạc kêu lên ông cụ khoát tay áo nói giải phóng nam tử hán đại trượng phu, phải có trách nhiệm. Nếu là chuyện của mình, phải tự mình giải quyết, không để con gái người ta hy sinh. Tiêu Trạm lập tức nghẹn lời. Tiêu phàm đứng dậy, cúi thật sâu vái ông cụ trương 364, gia chủ. Bây giờ vẫn là 7 tháng, thủ đô Hoa Hạ đang là mùa hè nóng bức khó chịu, nhưng phi cơ hạ xuống tại sân bay Bắc Điền, tiêu phàm ra khỏi cabin, lập tức liền cảm nhận được một cảm giác mát nhẹ khoan khoái phía bắc đảo là hòn đảo ở phía bắc lớn nhất đông đảo quốc, vĩ độ rất cao. Tiêu phàm không phải từ sân bay thủ đô bay thẳng tới đây. Bắc Điền là một trong thành phố lớn nhất của bắc đảo, có chuyến bay thẳng từ thủ đô Hoa Hạ tới đây, nhưng tiêu phàm không có ngồi chuyến bay bay thẳng, bởi như vậy, hành tung của hắn sẽ quá dễ bị người ta nắm giữ. Hắn cất cánh từ sân bay thủ đô, đến thủ đô đông đảo quốc dừng lại một buổi tối. Sau đó lại theo từ sân bay thủ đô Đông Đảo Quốc bay đến thành phố Bắc Điền. Vì thận trọng để đạt được mục đích, lúc Tiêu Phàm rời kinh, đã dùng tên và chứng minh thư là Tiêu Nhất Hành, còn có hộ chiếu. Cái tên Tiêu Nhất Hành này và tên Tiêu Phàm là giống nhau, có đầy đủ cả bộ giấy chứng nhận hữu hiệu. Tiêu Phàm tuy rằng cũng đủ khiêm tốn, nhưng vẫn có rất nhiều người biết Tiêu Phàm là cán bộ cấp trưởng phòng của cục tôn giáo, nhưng người biết Tiêu Nhất Hành lại rất ít. Đến người của cục hai cũng không biết hắn rời khỏi thủ đô khi nào, Tiêu Phàm không có chào hỏi với bọn họ cũng không phải tiêu phàm không tin các đồng chí của cục 2, mấu chốt là phải suy tính tới an nguy của Trần Dương, tiêu phàm không có ý định vừa lên liền đi dò xét điểm mấu chốt của Liễu Sinh Hùng. Nếu chẳng may tên quỷ này nói được làm được, tiêu phàm bên này thêm một người, gã ta liền hạ độc thủ đối với Trần Dương, vậy thì phiền toái. Hơn nữa căn cứ theo phân tích của tiêu phàm, Liễu Sinh Hùng có khả năng rất lớn là nhân viên tình báo của Đông Đảo Quốc. Giữa các cơ quan tình báo chính trị với nhau, chuyện phái gián điệp và phản gián điệp là rất thường xảy ra, hệ thống giữ bí mật của cục hai bộ phận an ninh cũng không phải tuyệt đối có thể tín nhiệm. Tiêu phàm tuy rằng đủ tự tin, nhưng cũng không tự đại. Thời điểm phải cẩn thận, hắn đều cẩn thận hơn so với bất cứ kẻ nào. Ứng ừ với yêu cầu của Liễu Sinh Hùng, hắn phải đơn độc một mình đến Bắc Điền, không có bất kỳ người nào đi theo. Thậm chí Tân Lâm cũng không ở bên cạnh hắn. May mà tiếng đông đảo của tiêu phàm vẫn miễn cưỡng không có trở ngại, mặc dù không thông thạo tiếng hoa hạ chuẩn giống như liễu sinh hùng, nhưng hội thoại bình thường hàng ngày vẫn là không thành vấn đề. Nếu không thật đúng là khá phiền toái. Liễu sinh hùng yêu cầu tiêu phàm trong vòng 3 ngày chạy tới Bắc Điền, tiêu phàm tới trước một ngày. Trái lại có thể thong dong làm việc, trước tiên giàn xếp một chút. Tiêu phàm ở trong một khách sạn tên là Bản Điền, quy mô không nhỏ, phương tiện cũng không có trở ngại. Sở dĩ lựa chọn khách sạn này, bởi vì khách sạn Bản Điền là khách sạn ngoại giao, ngày bình thường tiếp đãi đa số đều là khách hoa Hạ Quốc. Từ sau khi dần dần giàu lên, rất nhiều người nước hoa thích đến đông đảo quốc du lịch, Bắc đảo là một trong thắng địa du lịch của đông đảo quốc, hoang vắng, rất nhiều nơi đều bảo lưu nguyên trạng thiên nhiên. Khách sạn Bản Điền là khách sạn được xác định của mấy công ty du lịch hoa Hạ Quốc quy mô rất lớn. Bắc đảo nổi danh nhất chính là cảnh tuyết, hiện giờ đang là mùa hè, không có cảnh tuyết. Du khách đến Bắc đảo du lịch ít hơn, khách sạn bản điền kinh doanh tương đối vắng, tuy nhiên vẫn là có hai đoàn du lịch nhỏ ở lại khách sạn bản điền. Nếu Liễu Sinh Hùng chỉ là một tên cướp bình thường, Tiêu Phàm không cần chú ý cẩn thận như thế, chung quy Bắc Điền cũng không phải thành phố quá nhỏ, một người ngoại quốc tùy tiện ở trong một khách sạn nào đó, bọn cướp có thể biết được trước tiên sao? Nhưng Liễu Sinh Hùng rõ ràng không giống với bọn cướp khác, người này chẳng những là nhân viên tình báo, thế lực của gia tộc hoặc là môn phái ở Bắc đảo phỏng trừng cũng vô cùng khó lường. Tiêu Phàm vừa bước lên thổ địa Bắc Điền, chẳng khác nào bước vào hang sói, tứ phía thụ địch rồi. Tiêu Phàm ở trong khách sạn bản Điền chính là một căn phòng xa hoa. Cũng không phải Tiêu chân nhân thích sĩ diện, mấu chốt ở chỗ phòng xa hoa cũng đủ rộng rãi, có không gian hoạt động trọng đại. Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể xê dịch được. Tiêu Phàm vừa mới vào ở khách sạn bản Điền không lâu, gian phòng cách phách đã tới một người phụ nữ đông đảo, tên là Vũ Cung Linh Tử, ước chừng trên dưới 30 tuổi, Cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp, diễm lệ. Khách sạn của Đông đảo có cùng một đặc điểm, đó là đặc biệt sạch sẽ, tiện nghi trong phòng rất nhân tính hóa. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đi chú ý những việc đó. Mới vừa vào cửa, cổ tay vừa lật, mai rùa trắng nõn liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Quyền Vũ Giáp là chi bảo trấn giáo của vô cực môn, chẳng những có công hiệu thần kỳ trên phương diện bói toán, mà còn có công năng báo động trước, nhất định thành phố Bắc Điền đã thuộc đại bản doanh của Liễu Sinh Hùng, Tiêu Phàm tuy rằng áp dụng cách giữ bí mật nhất định, nhưng loại trình độ giữ bí mật này rốt cuộc có thể có hiệu quả lớn hay không, cũng khó mà nói được. Suy xét đến trong vòng 3 ngày nhất định phải đối mặt gặp Liễu Sinh Hùng, Tiêu Phàm cũng vốn không có sử dụng thuật dịch dung để thay đổi bề ngoài. Không có tất yếu, ngược lại tự dưng bị Liễu Sinh Hùng dò xét được một ít rồi. Tiêu Phàm trong tay cầm Huyền Vũ Giáp, tuần tra một vòng trong căn phòng, không có phát hiện dị thường, trong lòng bình yên thêm vài phần. Liền vào lúc này, trên vách tường vang lên tiếng đánh động nhẹ nhàng, ba dài hai ngắn, rất có quy luật, liên tiếp gõ ba lần. Tiêu phàm hiểu ý cười, ở trên vách tường gõ ba tiếng ba dài hai ngắn để trả lời. Tân Lâm đã tới rồi, sẽ ở phòng cách vách hắn. Tuy nhiên, nếu Tân Lâm không nói cho hắn biết mình chính là vũ cung linh tử, dựa vào thuật dịch dung tinh diệu của thất diệu cung, cho dù đối diện gặp mặt, tiêu phàm cũng phải chố mắt một chút, mới có thể dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén dị thường để nhận ra Tân Lâm sau khi dịch dung giả dạng. Bắc Điền là một thành phố cổ xưa, có rất nhiều kiến trúc cổ bảo tồn hoàn hảo. Trang viên của Liễu Sinh Hùng ở Đông Bắc chính là một trong số đó. Ở thành phố Bắc Điền, gia tộc Liễu Sinh là gia tộc truyền thừa cổ xưa nhất. Thanh danh của gia tộc Liễu Sinh ở Bắc Điền rất lớn, các gia tộc khác hoàn toàn không thể sánh bằng. Gia tộc Liễu Sinh chẳng những tài hùng thế lớn, hơn nữa tinh thông kiếm thuật judo và thuật pháp cổ xưa, bình thường dân chúng trong thành phố Bắc Điền đối với cái trang viên cổ xưa ở Đông Bắc kia chính là vừa kính vừa sợ, bình thường không dám đến gần. Trong gian phòng khách với phong cách vừa cổ xưa vừa tinh xảo tại trang viên Liễu Sinh, Liễu Sinh Hùng đang ngồi xếp bằng trên thảm, một thân kimono màu đen, hai mắt khép hờ, một thanh trường kiếm đen thui đặt ở bên phía tay phải. Dưới tét của gã, một người phụ nữ trẻ mặc kimono màu lam nhạt hoa trắng khoanh chân ngồi ở một bên gã thân mình hơi hơi gấp khúc, đối với Liễu Sinh Hùng vẫn duy trì lễ tiết kính cẩn. Đăng, một tiếng vang lên. Cửa phòng vốn an tĩnh đến cực điểm, bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, một người mặc y phục đen bó sát người đeo trường kiếm trên lưng, quỳ một chân trên đất. Gia chủ, nói đi. Liễu Sinh Hùng thản nhiên nói. Vâng, ninja áo đen khẽ khom người. Khởi bẩm gia chủ, tiêu phàm đã tới rồi. Ở tại phòng 306, Khách sạn Bản Điền, đăng ký tên là Tiêu Nhất Hành, người nọ, 27 tuổi. Liễu sinh hùng khẽ mỉm cười, nói. Động tác thật khá nhanh đấy, một mình hắn tới sao? Trước mắt là như vậy, không có người nào đồng hành cùng hắn. Ở cách vách hắn, chính là một người phụ nữ đông đảo, tên là Vũ Cung Linh Tử, 31 tuổi, người Kinh Đô, thân phận là một phóng viên của tạp chí xã. Chúng tôi đã xác minh, thân phận này là thật. Hả? người kinh đô phóng viên của tạp chí xã liễu sinh hùng cười rộ lên khóe miệng hiện lên một chút ý cười châm chọc ninja áo đen vội vàng nói gia chủ nếu như đối với người phụ nữ này có hoài nghi chúng tôi lập tức lại tiến hành điều tra liễu sinh hùng nói ta cũng không thể xác định người phụ nữ này khả nghi nhưng loại thời điểm này bất kỳ loại người nào xuất hiện ở bên cạnh tiêu phàm mặc kệ nam nữ già trẻ đều phải cẩn thận để ý gia tộc của người này ở bên đó thế lực rất lớn, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu. Mặc dù đang dưới sự uy hát yêu ta ép của ta, hắn là một thân một mình đến Bắc Điền. Nhưng hết thảy khẳng định cũng chỉ là biểu tượng, những người của cơ quan tình báo tuyệt đối sẽ không thật sự để hắn lẻ loi một mình đến mạo hiểm đâu, bên cạnh của hắn rốt cuộc cất giấu người nào, chúng ta hiện tại vẫn không biết. Bởi vậy, tuyệt đối không thể lờ là, ninja áo đen trần chờ một chút, không người nói. Gia chủ, cát đằng cho rằng, Bất kể người nọ ở bên đó lợi hại cỡ nào, nhưng hiện tại hắn tới Bắc Điền rồi. Bắc Điền là địa bàn của gia tộc Liễu Sinh chúng ta, hắn có lợi hại đến mấy, chúng ta muốn gỡ yêu ta ít hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Thật sao, các đằng quân thật sự cho rằng như vậy sao? Liễu Sinh Hùng không kìm được mỉm cười, nhìn ninja áo đen đang quỳ một chân, giọng điệu mang theo ba phần chế diễu. Ninja áo đen cao giọng nói. Đúng vậy, gia chủ cát đằng cho là như vậy đấy. Ở Tây, một khi đã như vậy, cát đằng quân cứ dựa theo kế hoạch đã định mà làm. Cáp y, ninja áo đen lại khẽ khom người, thấy liễu sinh hùng không có phân phó khác, bóng người trượt lóe, trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy ninja áo đen biến mất ở cửa, nữ tử mặc kimono màu lam nhạt rốt cục nhịn không được, hạ giọng nói. Gia chủ, nếu cái tên tiêu phàm kia thật sự lợi hại như ngài nói như vậy, các đằng quân dựa theo kế hoạch sớm đã định để làm, tỷ lệ thành công thật sự không cao. Liễu sinh hùng liếc mắt nhìn cô một cái, thân sắc trở nên vô cùng ôn hòa, mỉm cười nói. Thu tử, cô là đang nghi ngờ ta tại sao phải để vệ sĩ của gia tộc đi chịu chết phải không? Nữ tử mặc kimono màu lam nhạt vội vàng khẽ không người, nói. Thu tử không dám, chính là cảm thấy, không cần phải hy sinh vô ích, chúng ta có thể có lựa chọn khác tốt hơn lựa chọn tốt hơn. Liễu sinh hùng lặp lại một câu, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc trở nên ác liệt. Thu tử, cô có biết lúc trước hùng nhị đi sang bên đó, ta vì sao không có ngăn cản cậu ấy không? Bởi vì hùng nhị rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Ta hy vọng cậu ấy sang bên đó có thể mở mang kiến thức một chút, nhận thức ra thiếu sót của mình. Nhưng ta thật không ngờ, cậu ấy lần đầu tiên đến đó, liền gặp phải cao thủ mạnh. Đây là do vận khí của cậu ấy không tốt. Qua nhiều năm như vậy, các tinh anh của gia tộc liễu sinh chúng ta đã trải qua mấy lần thực chiến. Mọi người đều là mù quáng tự tin, mù quáng lạc quan, thậm chí bao gồm bản thân ta. Cho đến khi ta ở bên kia gặp tiêu phàm này, thu tử, cô biết không, hắn tay không phá hết nhất đao trảm của ta đấy. Tay không ư, thu tử chấn động, thất thanh kêu lên. Cô chỉ nghe liễu sinh hùng nói tiêu phàm rất lợi hại, nhưng lại không biết cái người nọ không ngờ tay không phá hết nhất đao trảm của liễu sinh hùng làm cận vệ của gia chủ, thủ tử bia rất rõ, khi liễu sinh hùng toàn lực thi triển, nhất đao chảm, là uy thế bực nào. Tay không phá vỡ, nhất đao chảm, quả thực không thể tin nổi. mươi 365, bọ ngựa bắt phe. Đúng vậy, chính là tay không, cho nên, để các đằng bọn họ đi nếm chút mùi thất bại cũng tốt. Để bọn họ nhận thức một chút, cái gì là cao thủ chân chính. Ngẫu nhiên bị đánh bại, đối với phát triển sau này của gia tộc liễu sinh chúng ta, không có chỗ gì hại liễu sinh hùng vừa chậm rãi nói giọng điệu vô cùng ngưng trọng nhưng gia chủ bây giờ là thời đại vũ khí nóng thu tử vẫn còn có chút nghi hoặc ở bắc điền gia tộc liễu sinh vẫn là đại gia tộc đệ nhất ở chính giới thương giới và võ thuật giới đều có thế lực rất lớn nhưng theo sự tiến bộ của thời đại gia tộc liễu sinh đạt được phương thức tôn kính cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa hiện giờ thanh thế của gia tộc liễu sinh ở bắc điền thậm chí ở toàn bộ bắc đảo chủ yếu là dựa vào tài nguyên chính thương giới hùng hậu đến thu hoạch, thế lực giới võ thuật đã trở nên không phải quan trọng như vậy rồi. Mà ở thời đại vũ khí lạnh, võ sĩ si tinh anh của gia tộc Liễu Sinh là một thế lực lớn mà bất luận kẻ bề trên nào cũng không dám xem nhẹ. Thời đại vũ khí nóng ư? Thu tử, cô cho là ở thời đại vũ khí nóng, vũ khí lạnh liền không có tác dụng sao? Bất kể là vũ khí gì, luôn phải do người đi khống chế đấy. Tay cầm kiếm không chắc, kiếm khách như vậy liền vô dụng cùng một đạo lý, tay cầm súng không vững, chiến sĩ như vậy cũng là không dùng được. Nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại của chiến tranh vĩnh viễn đều là con người, không phải vũ khí. Ví dụ như đối phó với Tiêu phàm này, cô cho rằng có thể dùng phi cơ đại pháo đến oanh tạc khách sạn bản biển sao?" Thu tử hạ giọng nói. "Phi cơ đại pháo không thực tế, nhưng súng bắn tỉa có thể suy xét." Ở gia tộc Liễu Sinh, Thu tử ước chừng là, tôi tớ, duy nhất có thể nói vài câu với Liễu Sinh hùng bắn tỉa. Liễu Sinh Hùng một đôi lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng không có vội vã nói. Căn cứ vào tin tức bên kia lấy được, bọn họ đã từng thử phương diện này. Liễu Sinh Hùng cũng thừa nhận, cái gã cao tư người Đức kia là tay súng độc hành nhanh nhất gần đây. Liễu Sinh Hùng nghiên cứu qua tư liệu của cao tư, cảm thấy người Đức này đối với sử dụng súng ống có ngộ tính quá mức, từ trước tới giờ hành động vẫn chưa từng bị thua. Cho đến khi gặp Tiêu Phàm. Nhưng Đối với cái chết của Cao Tư, tin tức của bên kia khiến Liễu Sinh Hùng có cái chút mê hoặc. Nghe nói Cao Tư là chết dưới móng vuốt sắc bén của một loại động vật nào đó, căn cứ vào vết chảo đến phân tích, loại động vật này rất có khả năng là mèo. Hơn nữa Cao Tư trước khi chết thậm chí ngay cả súng cũng không kịp bắn. Bất kể là súng bắn tỉa loại 50 trọng hình Barrett hay là súng lục Browning Cao Tư mang theo tùy thân dùng để phòng thân, đạn vẫn còn đầy, một phát cũng chưa bắn một gã sát thủ độc hành bị mất mạng ở dưới tay mèo cao điểm này khiến liễu sinh hùng nửa tin nửa ngờ mèo loại động vật này từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy chứ liễu sinh hùng đối với súng bắn tỉa cự ly xa trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng những người khác hiển nhiên không nghĩ như vậy ngay tại thời điểm ninja ra áo đen cát đằng rời khỏi trang viên liễu sinh không lâu trong rừng rậm trên sườn núi phía đông trang viên liễu sinh thò ra hai chiếc kính viễn vọng một chiếc kính viễn vọng là song đồng, còn một chiếc lại là kính nhắm hồng ngoại tuyến phối ở trên súng bắn tỉa trọng hình. Trang viên liễu sinh ở góc đông bắc thành phố, phía đông là một tòa núi nhỏ, rừng cây rậm rạp, hướng ra ngoài chính là vùng ngoại thành. Phía tây lại là một mảnh nhà cao tầng, đi lên núi nhỏ phía đông, toàn cảnh của trang viên liễu sinh liền thu hết vào mắt. Đàm Hiên hai tay giơ kính viễn vọng quân dụng bội số lớn, tỉ mỉ địa quan sát trang viên liễu sinh ở chân núi. Đàm Hiên của giờ phút này không còn là quý phụ nhân ăn mặc đoan trang quý phái quốc nội nữa, mà là một thân mặc quần áo bó sát màu đen, ngay cả mái tóc mềm mại đều lấy khăn lụa đen bó lại. Áo khoác da đen đã che lấp được dáng người yểu điệu của bà. Bên người bà là một lùm bụi cây thấp bé, trong bụi cây thò ra một họng súng bắn tỉa trọng hình tối om. Tay súng là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, cũng giống như Đàm Hiên, xuyên thấu qua kính nhắm súng bắn để quan sát tình hình của trang viên liễu sinh đàm tỷ, trang viên này khá lớn đấy. Chỉ chốc lát, tay súng bắn tỉa ngẩng đầu lên, hạ giọng nói. Mặt chữ điền, trên mặt là bộ dâu sầm sầm, không ngờ chính là phó cục trưởng cục hai bộ an ninh, Phương Trọng Minh. Từ ánh mắt ông ta nhìn đàm hiên có thể nhìn ra được, ông ta đối với đàm hiên là vừa kính vừa sợ. Phó cục trưởng cục hai bộ an ninh ở trong cơ quan tình báo quốc nội, Phương Trọng Minh cũng được xem như một thủ lĩnh có phân lượng. Ai ngờ lại đích thân chạy tới Bắc Biên, ở đây đảm đương tay súng, thậm chí còn không phải là người phụ trách, chẳng qua chỉ là một gã, người hầu. Đàm Hiên không có để ống dòm xuống, tiếp tục quan chắc, lạnh lùng nói. Thế lực của gia tộc Liễu Sinh ở Bắc Điền lớn bao nhiêu, không phải là anh không rõ ràng. Trang viên này là nơi ở của bọn họ. Nhưng trang viên lớn như vậy, vị trí hiện tại của tôi rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Phương Trọng Minh thẳng thắn nói. Tuy rằng toàn bộ trang viên đều trong vòng bao trùm của tầm bắn súng bắn tỉa, trang viên này thật sự quá lớn, chỗ xa nhất cách vị trí phương trọng minh ẩn núp bắn tỉa hơn 1.000 mét. Chỉ dựa vào một mình y và một cây súng hỏa lực trợ giúp, cho dù hành động ban ngày, cũng là xa xa không đủ. Nếu hành động vào buổi tối, dựa vào dụng cụ nhắm hồng ngoại tuyến, vậy thì càng phản ứng không kịp. Hơn nữa mục tiêu của lần hành động này không phải đánh tan phòng thủ của gia tộc Liễu Sinh, mà là cứu người, Đối với yêu cầu của trợ giúp hỏa lực lại càng cao. Đây là nơi ở của gia tộc Liễu Sinh ở Đông đảo quốc nội. Hành động nhất định phải bảo đảm một lần thành công, một khi lỡ tay, bọn họ sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Thậm chí những chiến hữu tham dự cứu viện lần này có thể toàn thân trở ra hay không đều rất khó nói. Hành động lần này cũng không có nhận được sự cho phép từ phía chính phủ Đông đảo quốc, lại càng không cần phải nói tới hợp tác. Thông qua đường ngoại giao để đàm phán thủ tục dườm ra, hiệu suất thấp, quả thực không gì sánh kịp. Nếu thực đợi phía chính phủ của đông đảo quốc ra câu trả lời chính thức, chỉ sợ Trần Dương sẽ gặp bất chắc lâu rồi. Đàm Hiên nóng lòng vì con gái, quả quyết sẽ không cho phép loại tình hình này phát sinh. Bởi vì là bí mật hành động, không được phía chính phủ đông đảo quốc cho phép, thời gian lại vô cùng khẩn trương, gấp gáp, nên chỉ kịp tạo ra một đội ngũ cứu viện nho nhỏ. Đương nhiên, đều là tinh anh của cơ quan tình báo, hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ của cục hai bộ an ninh ngay cả phương trọng minh vị phó cục trưởng này đều đích thân đảm đương tay súng bắn tỉa đàm hiên thản nhiên nói hiện tại chỉ là trước tiên tìm hiểu một chút kết cấu chỉnh thể của trang viên không có nói phải lập tức hành động ừ hiện giờ mấu chốt là phải biết vị trí cụ thể của trần dương đàm tỷ thực không biết liếu sinh hùng là kết thù kết oán như thế nào với tiêu phàm phương trọng minh nghi ngờ nói cho tới bây giờ Phương Trọng Minh vẫn là như rơi vào sương mù dày đặc. Gia tộc liễu sinh của Đông Đảo Quốc và tiêu gia của Hoa Hạ Quốc làm sao lại có liên quan? Tại sao liễu sinh hùng muốn đẩy tiêu phàm vào chỗ chết mới vui sướng chứ? Đại thù A, còn liên lụy Trần Dương gặp vạ lây. Đàm Hiên không có trả lời y vấn đề này, hỏi ngược lại. Trọng Minh, tiêu phàm đã tới rồi chứ? Đã đến, hắn mặc dù không có chủ động liên hệ với chúng ta nhưng hành tung của hắn chúng ta vẫn nắm rất rõ ràng nói tới đây phương trọng minh liền mỉm cười một chút khóe miệng hiện lên một tia trào phúng tiêu đại thiếu này còn cho là mình thần không biết quỷ không hay cỡ nào chứ đổi lại chứng minh thư và hộ chiếu có thể giấu giếm được bộ an ninh cho rằng các đồng chí của bộ an ninh đều là kẻ bất tài sao tuy nhiên nói thật phương trọng minh thật ra khá khâm phục tiêu phàm gan dạ sáng suốt không ngờ thật sự cứ như vậy lẻ loi một mình tiến đến thành phố bắc điền Người tuổi trẻ bây giờ a, à, thành yêu tình, thật đúng là cái gì cũng không sợ. Tốt, theo dõi tình huống bên kia của bọn họ bất cứ lúc nào. Đợi Tiêu Phàm thu hút chủ lực bên này đi, chúng ta liền hành động. Đàm Hiên bình tĩnh nói. Theo dõi tình huống của khách sạn bất cứ lúc nào không thành vấn đề, chúng tôi sớm đã có an bài. Tuy nhiên, đợi Tiêu Phàm thu hút chủ lực của bên này. Đàm tỷ, chị cảm thấy đáng tin cậy sao? Phương Trọng Minh hít khà zz hí zzz nói, dường như có chút đau răng. Khách sạn bản điền bên kia đã sớm an bài nội ứng. Khách của khách sạn bản điền đại đa số đều là du khách hoa hạ, sớm đã thu hút sự coi trọng của cơ quan tình báo, ở khách sạn sắp xếp mấy nội gián, chẳng qua chỉ là chuyện của một bữa ăn sáng thôi. Để bảo đảm đạt được mục đích, trong một đoàn khách du lịch vào ở khách sạn bản điền gần đây, cũng sắp xếp người của Bộ An ninh. Lần này xảy ra chuyện đột xuất, khiến cho các lãnh đạo của bộ an ninh đều trở tay không kịp, khiến cho hỏng be bét. Trần Dương phải cứu ra, an nguy của Tiêu Phàm cũng không thể phớt lờ. Thậm chí trong suy nghĩ của thủ trưởng bộ phận an ninh, an nguy của Tiêu Phàm còn cấp thiết hơn an nguy của Trần Dương. Nếu không phải Tiêu Phàm kiên trì muốn đi Bắc Điền, bộ an ninh tuyệt đối sẽ không chủ động đưa ra loại yêu cầu này. Tối ngày hôm trước, Tiêu lão gia tử tự mình gọi điện thoại cho một vị lãnh đạo quân đội nào đó của cơ quan phân công quản lý tình báo ông cụ nói rất là khiêm tốn, tỏ vẻ ủng hộ cháu của mình giúp sức vì nước, an nguy quốc gia, mỗi người đều có trách nhiệm. Tuy nhiên ông cụ cũng thể hiện, tiêu phàm dù sao cũng không phải là nhân viên đặc công chuyên nghiệp, kinh nghiệm đấu tranh còn khiếm khuyết, hy vọng cơ quan an ninh có thể phối hợp với hắn nhiều hơn. Nếu tiêu lão gia tử tự mình gọi điện thoại chú ý chuyện này, bất kể ông cụ tỏ thái độ như thế nào, đối với toàn bộ bộ môn an ninh đều là một áp lực vô cùng lớn. Tiêu phàm không phải chuyên nghiệp đặc công, không có hy sinh nghĩa vụ nha nghe xong lời nói của phương trọng minh đàm hiên rốt cuộc buông kính viễn vọng xuống quay đầu liếc mắt nhìn phương trọng minh một cái nói trọng minh anh không tin tiêu phàm sao phương trọng minh cười ha hả nói cũng không phải là không tin hắn chính là cảm thấy chúng ta không thể hoàn toàn ký thác hy vọng lên trên người hắn đàm hiên lắc đầu nói trọng minh anh sai lầm rồi hy vọng của chúng ta thật đúng là phải ký thác vào trên người của hắn. Nếu tiêu phàm không thể thu hút chủ lực của trang viên đi, chỉ dựa vào mấy người chúng ta này, muốn đột phá phòng ngự trang viên, gần như là không thể nào. Anh quá coi thường trang viên này rồi. Đàm hiên hai hàng lông mày gắt gao nhào lên. Trọng Minh, không cần nói đến trong trang viên vệ sĩ đông, cao thủ nhiều như mây. Cho dù là bố cục trang viên này, nếu như không được bản đồ, muốn vòng đi ra ngoài đều rất không dễ dàng vậy ư, nhìn qua hình như cũng không có gì đặc biệt. Phương Trọng Minh lại từ trên cao nhìn xuống nhìn lại trang viên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Anh nhìn từ trên xuống dưới, đương nhiên không có gì đặc biệt. Chỗ đặc biệt đều bị che lại rồi, chờ anh thực sự vào trang viên, anh liền biết lợi hại. Đàm Hiên thản nhiên nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 366, nữ thích khách. Đối với tình huống xung quanh khách sạn không quen thuộc, Tiêu Phàm không có ý định đi ra ngoài dùng cơm, liền trong phòng gọi cơm, cũng là món ăn của đông đảo. Khách sạn bản điền phục vụ vô cùng chu đáo, điện thoại gọi đi không đến mấy phút, chuông cửa đã bị ấn vang. Mời vào. Tiêu Phàm dùng tiếng đông đảo nói. Cửa phòng vốn là hờ khép đấy, không có đóng cửa. Một nữ tử đông đảo trẻ tuổi mặc một bộ kimono đẹp đẽ, tóc búi cao, trang điểm nồng đậm và ăn mặc diêm rúa, hai tay đang cầm một hộp tiện lợi làm bằng gỗ, đẩy cửa ra, cúi người chào thật sâu. Tiêu tiên sinh chào ngài, thức ăn ngài đặt đã tới. Giọng nói trong trẻo, cũng là êm tai. Mang tới đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Nữ tử Đông Đảo trẻ tuổi đi tất trắng, một đường bước tới, đặt hộp tiện lợi màu đỏ lên bàn trà phòng khách, đưa lưng về phía Tiêu Phàm, cái mông bọc quá chặt, đầy đặn cao cao, rất là mê người. Bình thường đàn ông độc thân trẻ tuổi lần đầu đến Đông Đảo du lịch nhìn thấy cái mông đầy đặn vô cùng phong tình này đều sẽ có chút thất thần. Liền trong giây lát thất thần này, nguy hiểm chợt giáng xuống. Hàn quang chợt lóe, một thanh đoạn kiếm vô cùng sắc bén nhanh như thiểm điện đánh về phía tiêu phàm. Lúc này người phụ nữ kia thậm chí chưa có hoàn toàn xoay người, gần như chỉ dựa vào trực cảm nào đó, dao găm trong tay liền chuẩn xác vô cùng phi về phía cổ của tiêu phàm. Vừa nhanh vừa chuẩn, vô cùng tàn nhẫn. Sau khi một kiếm đâm ra, nữ tử đông đảo mặc kimono kia mới dựa vào quán tính vận kiếm xoay thân mình lại đối mặt với tiêu phàm trên khuôn mặt chát dày son phấn hiện lên một chút ý châm chọc trong mắt lóng lánh hào quang khát máu nữ nhân này chấp hành loại nhiệm vụ này đã không phải là lần đầu tiên chưa từng có bất kỳ lần nào lỡ tay một kiếm đâm ra ở giữa cổ họng đối phương lập tức biến thành một thi thể mất thăng bằng chưa từng có ngoại lệ chỉ là cái người hôm nay phải ám sát thật sự rất yếu ớt rồi nhã nhận thanh tú như vậy hoàn toàn khác với các đối tượng của những lần ám sát khác nữ tử này thậm chí trong nháy mắt đã động lòng chắc ẩn hơi luyến tiếc xuống tay giotta ít loại công tử bột này thật không có cao ái bản quyền sau đó mắt tam giác hung ác của nữ tử này mở thật lớn lộ ra thần sắc tuyệt đối không dám tin tay phải cầm kiếm theo phản xạ có điều kiện dùng sức kéo lại mũi kiếm lại trở nên giống như đúc bằng sắt chặt chẽ cố định ở giữa hai ngón giữa của tay phải tiêu phàm bất kể ả xuất ra bao nhiêu khí lực đều giống như chuồn chuồn rung động cột đá không mảy may nhúc nhích mặc dù trên mặt phủ một tầng son phấn thật dày sắc mặt của nữ tử vẫn là trong nháy mắt đỏ bừng lên dường như cả người ả trong phút chốc máu đều đang tập trung đến bộ vị cổ trên cổ gân xanh từng tia từng tia hiện lên thần thái trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ động tác luyện quen như vậy xem ra giotas qua không ít người nhỉ tiêu phàm hai ngón tay giữa kẹp lấy dao găm của ả nhẹ giọng nói ra, vẻ mặt rất thản nhiên. Nữ tử dù sao cũng là thích khách tinh anh đã qua huấn luyện, chố mắt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Gần như là lập tức liền phục hồi lại tinh thần, một tiếng khẽ quát, bay lên một cước, đá vào thân dưới của Tiêu Phàm, động tác vẫn mau lẹ vô luân, vừa chuẩn vừa độc. Sát thủ bình thường gặp phải loại tình hình này, bình thường đều là theo bản năng buông dao găm ra, lập tức lui về phía sau, trước tiên cầu tự bảo vệ mình. Nữ tử này phương pháp lại là trái ngược trực tiếp một chiêu kéo chân tiêu phàm, hung tàn bạo ngược, quả nhiên không thể so sánh tầm thường. Tử sĩ huấn luyện, cử quỷ lưu, vốn không có cách nói lâm chiến lui về phía sau này, bất kể nam hay nữ đều là giống nhau. Hoặc là không ra tay, một khi ra tay liền nhất định phải phân thắng bại định sinh tử. Tiêu phàm, hừ, lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, hai ngón tay kẹp lấy dao găm nhẹ nhàng nhấc lên trên. Nữ tử chỉ cảm thấy cổ tay kịch chấn, một cỗ lực lớn không thể chống đỡ đánh tới, rốt cuộc đắn đo không được, năm ngón tay buông lỏng, dao gam sáng như tuyết lập tức đã vào trong tay tiêu phàm. Sau đó, xương đùi phải giấy lên một trận đau nhức. Nữ hầu kêu thảm một tiếng, cả người lập tức bay lên khỏi mặt đất, mắt cá chân chân phải bị tiêu phàm nắm trong tay, tựa như quạt gió, trên không trung vòng vo một vòng, một trận thanh âm cốt cách vỡ vụn liên tiếp không ngừng truyền vào trong tai nữ tử. Hô, một tiếng, thân mình gần trăm cân ngã mạnh xuống sàn nhà. Cho đến lúc này, cái loại đau nhức sâu tận xương tủy này mới đâm vào trong óc nữ tử, há to miệng, lại nửa tiếng đều không phát ra, dáng người xinh đẹp được bọc bở kimono tinh mỹ, giờ phút này đang vặn vẹo trên thảm thành một hình dạng kỳ quái đến cực điểm. Dưới tình huống bình thường, cho dù là là diễn viên tạp kỹ hoặc là vận động viên nhu thuật, hai chân đều khó có khả năng vặn vẹo thành tư thế như vậy. Quy Upsilon Upilot màu trắng lộ ra, đã bị nhuộm ướt một mảnh toàn bộ thân hình hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân. Nữ tử chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nhiều năm, căn cứ vào kinh nghiệm Giota ít người vô cùng phong phú của ả, ả hoàn toàn có thể phán đoán được, chiều vừa rồi kia của tiêu phàm đã khiến toàn bộ khớp xương của ả đều bị dập nát. Người đàn ông mới nhìn qua như nhã nhận tú khí này không giữ lại cho ả bất kỳ một xương cốt nguyên vẹn nào. Giota ít người Giota ít tới tiêu chuẩn này, nữ tử thật sự không biết phải dập đầu phục sát đất tiêu phàm bao nhiêu lần, Ít nhất cho dù ả luyện hơn 100 năm nữa cũng tuyệt đối không đạt được cảnh giới như vậy Công tác chuẩn bị của người thật là làm không đến nơi đến chốn. Tất cả nhân viên phục vụ của khách sạn đều dùng tiếng Hán để giao tiếp với du khách Hơn nữa sát khí trên người ngươi quá nặng Tiêu phàm liếc qua nữ sát thủ vặn vẹo thành hình dạng cổ quái, thản nhiên nói Nữ tử một câu đều nói không nên lời Nam tử hoa hạ này gợi yêu ta ít người còn ác hơn so với thích khách, cử quỷ lưu, bọn họ không ra tay thì thôi một khi ra tay sẽ không lưu lại bất luận cơ hội lật ngược tình thế nào trước khi ý thức của nữ thích khách hoàn toàn mơ hồ à kinh ngạc nhìn thấy tiêu phàm không ngờ chậm rãi ngồi xuống sofa đặt dao găm sang một bên cầm cái hộp tiện lợi kia mở ra bắt đầu dùng cơm lúc này hắn rõ ràng còn có thể nuốt trôi cơm hơn nữa là ăn thức ăn ả đưa tới động tác không chút hoang mang đâu vào đấy đây là người nào sớm biết rằng đời này sẽ gặp phải một nam nhân như vậy, có lẽ ta cũng sẽ không hướng ra chủ tuyên thể nguyện trung thành rồi, ta sẽ hướng về người nam nhân này tuyên thể nguyện trung thành. Đây là ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu nữ thích khách, lập tức liền chừng hai mắt, rơi vào trong bóng tối vô biên. Tiêu phàm từ từ ăn món ăn đông đảo, bữa cơm này vô cùng nhạt, cũng là vô cùng phù hợp với khẩu vị của tiêu phàm. Cùng với tu vi dần dần tinh thâm, tiêu phàm gần đây lại dần dần tiến triển tới trạng thái bán tích cốc, Ngày bình thường chủ yếu là ăn một ít dược vật và thực phẩm thiên nhiên ít khí bổ chung. Tuy nhiên tình hình lần này đến đông đảo không giống bình thường, tiêu phàm nhất định phải duy trì thể lực dư thừa, bổ sung dinh dưỡng nhất định là rất cần thiết. Trong món ăn đặt có thêm, gia vị, nào khác hay không, tiêu phàm vẫn có thể phân biệt ra được. Tuy nhiên món ăn này, tiêu phàm cuối cùng không có ăn hết. Không phải tiêu chân nhân cố ý lãng phí lương thực mà là có người nhất định muốn tới quấy giày. Với ninja đông doanh khác mà nói, các đằng tú xuyên là một kẻ tính tình nôn nóng. Người đẹp vào cái gian phòng kia lâu như vậy rồi, không ngờ không có tin tức gì truyền tới. Ám sát hoặc là thành công, hoặc là thất bại, đều hẳn là có một kết quả, tại sao đến hiện tại giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Người đẹp đã là thủ hạ tinh nhuệ nhất, nữ thích khách kinh nghiệm phong phú nhất của các đằng tú xuyên rồi, chỉ ít có kỷ lục ám sát thành công trên 3 lần, chưa từng có phát sinh tình hình như hôm nay, không lý do a. À lại đợi hai phút, vẫn không có nửa phần động tính, các đằng tú xuyên rốt cục nhịn không được rồi, giơ tay phải lên, vung mạnh lên. Bốn gã ninja áo đen sớm đã vận sức chờ phát động mạnh mẽ rút đao ra khỏi vỏ, phần phật vọt vào căn phòng 306. Bởi vì là ở khách sạn, những gia tướng mà gia tộc liễu sinh nuôi dưỡng này thật ra không có hồ đánh kêu gờ yêu ta hết, mà là trầm mặc, chỉ là hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, không dám có chút sơ suất thậm chí bởi vì khẩn trương mà dùng sức quá mức các đốt ngón tay đều có chút trắng bệch các đằng tú xuyên lập tức cũng vào phòng gã trái lại không có rút đao trường kiếm vẫn ở bên hông trong phòng chỉ có một mình tiêu phàm tình báo này khẳng định chuẩn xác không thể nghi ngờ đối với năng lực của nhóm kiếm sĩ này các đằng tú xuyên vẫn là rất tự tin chẳng phải chỉ là một gã nam tử kia sao thậm chí đến kỹ xảo của ninja các đằng tú xuyên đều chưa từng thi triển Thứ nhất đây là khách sạn, cũng là vô cùng không thích hợp để thi triển ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja. Cái gọi là ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja, đơn giản chính là kết hợp giữa ảo thuật và thủ thuật che mắt thôi. Ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja, cao thấp, liền xem trình độ cao minh và tiêu chuẩn kết hợp cao thấp của hai cái Muốn thi triển ninjatsu, đối với hoàn cảnh cũng là có yêu cầu nhất định đấy. Thứ hai, Cát Đằng Tú Xuyên cho rằng không cần thiết phải làm việc thận trọng như thế. Đó chính là quá coi trọng cái người kia rồi. Năm người, năm thanh kiếm, chặt người nó thành thịt vụn, cắt đầu về giao cho gia chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Ở trong đầu Cát Đằng Tú Xuyên, nhiệm vụ hôm nay tiếp nhận chính là đơn giản như vậy. Bởi vậy, Cát Đằng Tú Xuyên đối với sự khẩn trương của mấy tên thủ hạ cho là rất không đúng những tên rác rưởi này. Những kẻ chưa từng trải qua thực chiến, chính là không thể tiến nhiệm A. Nếu muốn luyện được tinh binh, vẫn phải thực chiến, giống như nữ tử xinh đẹp kia, gợi yêu ta ít nhiều vài người, kinh nghiệm liền có, cũng chấn định. Thực chiến, cho tới bây giờ đều là trường luyện binh tốt nhất. Theo các võ sĩ thế hệ trước nói, mấy chục năm trước, nơi luyện binh của gia tộc liễu sinh chính là chiến trường kia, đối tượng luyện binh chính là những võ sư kia. Giota ít chết nam nhân của những gia tộc võ sư kia, lăng nhục nữ nhân của bọn họ, ninja mạnh nhất, chính là được luyện ra như vậy. Sau đó, các đằng tú xuyên liền thấy được nữ tử xinh đẹp gã vô cùng nể trọng, hết sức coi trọng. Nữ tử ngày bình thường vô cùng chú ý dung mạo hiện giờ đang ở dưới chân tiêu phàm với một loại tư thế cực kỳ chướng tai gai mắt, hai chân vặn vẹo thành hình thái cực kỳ quái dị. Quy Úc Xilon ập y lót tuyết trắng bị nhuộm ẩm một mảng lớn, rõ ràng cho thấy không thể khống chế tiểu tiện. Cát đằng Tú Xuyên mặc dù không có lại gần tiến hành điều tra tỉ mỉ, bằng trực giác cũng có thể nhận thấy được, thích khách đắc lực nhất dưới trướng gã giờ phút này đã biến thành một người chết. Nữ tử xinh đẹp nằm ở dưới chân tiêu phàm, thân hình đầy đặn mềm mại kia đã không còn bất luận sinh khí gì nữa rồi. Cát đằng Tú Xuyên hai mắt liền đỏ, ngập tràn máu. Nữ tử xinh đẹp lại bị gờ yêu ta ết, hơn nữa bị chết khuất nhục như thế, đây là điều cát đằng Tú Xuyên tuyệt đối khó có thể chấp nhận. Ngu ngốc, Cát đằng tú xuyên lập tức phát ra một tiếng sói chu nổi giận. Vụt, đao sắc bén, sáng như tuyết của võ sĩ đông đảo được tuốt ra khỏi vỏ. chương 367, kẻ gờ yêu ta người, phải bị gờ yêu ta Gờ yêu ta hắn đi. Gờ yêu ta chết tên đáng ghét này đi. Cát đằng tú xuyên điên cuồng kêu lên, những võ sĩ vung đao trong tay chạy về phía trước. Y-A-A, A-A, gạch nối dài gạch nối dài ngoặc kép. Bốn gã ninja áo đen lớn tiếng chu lên, hai tay cầm đao, mãnh liệt xông về phía tiêu phàm. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không chút hoang mang thả đôi đũa trúc đang cầm trong tay xuống, tay phải vỗ một cái lên bàn trà, cây dao găm ở bên cạnh bắn lên. Tay tiêu phàm đưa ra, bắt được dao găm, lúc này mới từ từ đứng dậy. Cứ chậm rãi như cậy, bốn tên võ sĩ mang đao kèm theo tiếng thét thê lương xông tới trước mắt, ngay sau đó muốn đem tiêu phàm chém thành mấy khối bóng người chợt lóe, ánh đao như giải lụa trên không trung uốn lượn nửa vòng tròn. Tiêu Phàm trở lại chỗ cũ, chậm rãi ngồi xuống, đem dao găm trong tay từ từ đặt lên trên bàn trà. Bốn gã ninja áo đen dừng bước, giống như mấy khối tượng đất, đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Hai mắt cắt đằng tú xuyên trừng lớn. Bốn vết máu chảy ra từ cổ bốn gã ninja áo đen, ban đầu chỉ là một đường máu nhỏ, nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng phát triển thành bốn dòng suối máu, Máu tươi dày đặc phun ra, tạo thành bốn đầu máu tươi. Bụp bụp, bốn thanh đao trong tay bọn họ gần như đồng thời rơi xuống đất. Bốn gã ninja áo đen không rên một tiếng cũng ngã xuống đất thật mạnh, giống như bốn khúc gỗ mục đổ xuống đất. Cát đằng tú xuyên chỉ cảm thấy căng thẳng chỗ bụng dưới. Một cỗ nứa bản quyền tiểu Opsilon khó có thể ngăn chặn đang chảy mạnh xuống dưới. Bị dọa đến mức đái ra quần. Việc này thật sự rất mất mặt, hoàn toàn không phù hợp với thân phận của võ sĩ nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể đôi khi rất khó để khống chế. May mắn vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cát đằng tú xuyên cả người nhanh chóng co lại, cứng rắn đem cổ nứ bản quyền tiểu Upsilon nén trở lại. Nếu thật sự đứng trước mặt tên này mà bị dọa tới mức đái ra quần thì võ sĩ cát đằng cũng không cần phải sống nữa, phải lập tức mổ bụng tạ tội. Trong lịch sử gia tộc liễu sinh, còn không có gia tướng vô dụng như vậy, thậm chí trong lịch sử toàn bộ nước đông đảo, đều tìm không ra võ sĩ làm mất mặt như vậy bốn gã đồng bọn trong nháy mắt bị gyota không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến các đằng tú xuyên bị dọa tới mức xón tiểu điều các đằng tú xuyên đang lo sợ chính là y căn bản không nhìn thấy rõ tiêu phàm ra tay như thế nào bóng người chợt lóe ánh đao chợt lóe bốn gã ninja trong nháy mắt bị gyota mà tiêu phàm giống như vẫn ngồi ở chỗ kia dường như chưa từng chuyển động u p sao găm trong tay tiêu phàm đặt trên bàn trà thủy tinh phát ra tiếng va chạm trong trẻo, Rất nhẹ, rất dịu dàng. Nhưng giờ phút này các đằng tú xuyên lại cảm thấy nó chói tai như thế, giống như sấm sét cuồn cuộn, chấn động đầu óc y. Ngươi là gia tướng của gia tộc liễu sinh sao? Tiêu phàm nhìn các đằng tú xuyên trên trán nổi lên gân xanh, hầu kết không ngừng lên xuống, nhẹ giọng hỏi. Giọng điệu ôn hòa, không mang theo chút sát khí. Thật giống như vừa rồi chính bốn gã ninja kia là tự mình gờ yêu ta ết mình, không có bất kỳ liên hệ nào tới tiêu chân nhân hắn. Trên chán cát đằng tú xuyên mồ hôi rơi như mưa, hai tay cầm kiếm trong nháy mắt đều đã bị mồ hôi thấm ướt, hai tay không thể không nắm chặt một chút, nếu không e rằng đao võ sĩ trong tay đều đã rơi xuống. Người tên là gì? Ngữ khí của tiêu phàm càng thêm ấm áp, mềm mại dịu dàng. Ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Một lát sau, cát đằng tú xuyên cuối cùng đã mở miệng, thanh âm vừa phát ra khiến cát đằng tú xuyên cũng giật mình kinh hãi hoàn toàn bị khàn giọng rồi. Giống như một con lừa bị người ta đâm một đao ở trên cổ, liều mạng hít chút không khí mà phát ra loại thanh âm này, nghe rất khó chịu. Tiêu Phàm liền mỉm cười. Xem ra đối với mấy người kế thừa gia tộc ở nước Đông Đảo, ta đây vẫn là đánh giá họ quá cao. Cứ nghĩ có lẽ những gia tộc này còn lưu lại một chút tinh anh. Ví dụ như cao thủ Liễu Sinh hùng chẳng hạn, nhưng đại đa số gia thần gia tướng thì đã bị thoái hóa, còn lâu mới có thể so sánh với với chiến tranh niên đại có lẽ, thứ còn lưu lại gần chỉ là một khối chiêu bài, một khuôn mặt mà thôi. Ta sẽ không gờ yêu ta ết ngươi, ngươi trở về nói cho liễu sinh hùn, bảo y nghiêm túc một chút. Đừng đùa kiểu trẻ con chơi trò tập làm người lớn nữa. Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây không phải là đến chơi trò tập làm người lớn đâu. Tiêu phàm khẽ cười nói, nhẹ nhàng phất tay, giống như xua đuổi một con ruồi. Vẻ mặt đều là không cần quan tâm. Cát đằng Tú Xuyên không đáng để tiêu phàm phải ra tay. Nói ra thì Cát đằng Tú Xuyên và bốn gã dưới tay y không có uy hát yêu ta ép lớn đối với tiêu phàm bằng cái ả nữ hầu mặc kimono xinh đẹp kia. Bất kể nói thế nào, ả cũng đã tới gần tiêu phàm, đánh bất ngờ khoảng cách gần trong gang tắc. Ngươi, ngươi gờ yêu ta ép năm người chúng ta. Cát đằng Tú Xuyên giống như bị bệnh tâm thần kêu to lên, vẻ mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm. Tiêu phàm liếc y một cái, rất kỳ quái nói chẳng lẽ các ngươi không phải là được phái tới g iota ta sao cát đằng tú xuyên lập tức ngứa người ra tiêu phàm nói không hề sai chút nào bọn họ chính là tới g iota tiêu phàm đấy nếu bọn họ muốn g iota người trước nhưng lại bị tiêu phàm g iota chết cũng là điều đương nhiên hoàn toàn chính đáng có cái gì sai đâu kẻ g iota người phải bị g iota ếch bát cách răng lộ nha Cát đằng tú xuyên bỗng nhiên rú lên điên cuồng, hai tay đem đao võ sĩ dơ cao khỏi đỉnh, giống như nổi điên nhằm phía tiêu phàm. khinh người quá đáng. Tên khốn này vốn đã xem thường cát đằng tú xuyên, khiến cát đằng tú xuyên không thể chịu nổi. Tài nghệ không bằng người, y có thể chấp nhận, cát đằng tú xuyên y cũng không phải cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng loại thái độ này của tiêu phàm khiến cho cát đằng tú xuyên hoàn toàn chịu không nổi. Thân làm một võ sĩ, cát đằng tú xuyên cảm giác mình có thể chết nhưng lại không thể bị nhục nhã như vậy. Võ sĩ có thể bị gờ yêu ta hết, nhưng không thể chịu nhục. Tên đáng chết này đã hoàn toàn đánh nát sự tự tôn của các đằng tú xuyên. Nhất định phải liều mạng. Lại là bóng người trượt lóe, Răng rác. Các đằng tú xuyên chỉ nghe một trận âm thanh xương vỡ vụn, hai tay cầm đao lập tức không ngừng đau nhức. Y chỉ cảm thấy như mình bị hoa mắt, tiêu phàm nhàn rỗi đứng trước mặt, sau đó khớp xương hai tay bị bóp nát. A, à, Cát Đằng Tú Xuyên không kìm nổi kêu lên thảm thiết. Đau nhức chợt đánh úp lại, đây là phản ứng tự nhiên mà vậy, không chịu chính mình khống chế. Tuy nhiên Cát Đằng Tú Xuyên rú lên thảm thiết chỉ nửa tiếng liền đột nhiên dừng lại, giữa ngực và bụng lại thêm một trận đau nhức như tê liệt ăn sâu vào tận xương tủy, nắm tay Tiêu Phàm cứng rắn vô cùng, ra một quyền thật mạnh ngay giữa ngực y. Cát Đằng Tú Xuyên thân mình không kìm lòng nổi nghiêng về phía trước, hai đầu gối ngã quỵ xuống đất. Bộ ngực nháy mắt nóng như hỏa thiêu. Như sông cuộn biển gầm, lại bị tắc cổ họng, cái gì đều không nôn ra được, nước mắt nước mũi đồng loạt trào ra. Loại thống khổ này là lần đầu tiên các đằng tú xuyên phải chịu từ khi lọt lòng mẹ tới nay. Tiêu phàm buông lỏng cổ tay, các đằng tú xuyên đã không còn chống đỡ được nữa, lập tức té nhào xuống đất, thân mình cong như hình con tôm. Không có giật được, khóe miệng phun ra từng chuỗi bọt mép. Chuyện này các đằng tú xuyên cũng không có thời gian để nghĩ tới. Chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một cỗ cảm giác sợ hãi bao vây lấy, cái gì là thanh danh võ sĩ, vinh quang gia tộc Liễu Sinh, tất cả đều là vô nghĩa. Còn sống mới là điều quan trọng nhất. Tên này vừa ra tay đã đánh nát tất cả sự tôn nghiêm của y, không để lại cho y một cơ hội chống đỡ. Tiêu Phàm đem thanh đao võ sĩ sắc bén đặt nhẹ nhàng trên bàn trà, bên cạnh cây dao găm mà nữ tử kia đã dùng. Nhìn vào công nghệ gia công mà nói, hai thanh đao này đều có thể nói là tinh phẩm bán cho người trong ngành quân sự chắc sẽ rất được giá. Trong phòng người nằm đầy đất, ngoại trừ các đằng tú xuyên đã ngừng co giật kia thì còn năm thân thể khác cũng đã dần dần trở nên lạnh. Xem ra tối nay phải đổi chỗ nghỉ ngơi mới được, gian phòng này đã không thích hợp để hắn cư ngụ. Liền vào lúc này, điện thoại trên bàn nhỏ bên cạnh sofa ở phòng khách chợt vang lên. Tiêu phàm cầm lên nghe máy. Tiêu tiên sinh. Đấu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng của Liễu Sinh Hùng, trầm ổn mà vẫn không mất đi sự ôn hòa nhã nhặn giống như tiêu phàm là người bạn già đi đường xa đến nói chuyện phiếm với gã vậy tiêu phàm không lên tiếng tiêu tiên sinh tôi biết là anh đang nghe máy đấy mấy tên tay chân của tôi hẳn là đã tới gặp tiêu tiên sinh rồi chắc tiêu tiên sinh cũng đã giáo huấn qua bọn họ liễu sinh hùng một chút suy nghĩ cũng không có chút ngang ngược khẽ cười nói giọng điệu vô cùng thoải mái tiêu phàm lúc này mới thản nhiên nói tổng cộng 6 người, 5 nam một nữ, hiện tại 5 người đã chết, còn có một người đã chết một nửa. Đã chết một nửa, tiêu tiên sinh thật sự là hài hước. Liễu sinh hùng cười ha hả, tiếng cười rất là sảng khoái. Dường như thật sự rất vui vẻ, chết mất 5 tên gia tướng đối với gã ta mà nói, hoàn toàn không để trong lòng, không khác gì chết mất 5 con chó. Tiêu tiên sinh, anh là vị thân sĩ rất giữ chữ tín, tôi rất vui được cùng tiêu tiên sinh giao lưu. Giữa chúng ta mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, tôi đều tin rằng quá trình này sẽ rất thú vị." Không đợi Liễu Sinh hùng nói xong, Tiêu Phàm liền không chút khách khí đã ngắt lời gã, thản nhiên nói: "Liễu Sinh tiên sinh, hãy bớt nói nhảm đi, bắt cóc một cô gái cũng không phải là hành động nên làm của một thân sĩ. Bất kể là gởiota ít người hay là bị gởiota, tôi cũng không cho rằng sẽ làm người ta vui vẻ. Tôi biết rằng ông rất cố chấp, cho nên tôi sẽ không bảo ông bỏ qua cho Trần Dương." Nhưng, Liễu Sinh tiên sinh, tôi rất muốn nói cho ông biết, nếu Trần Dương mà bị bất cứ thương tổn gì thì Liễu Sinh tiên sinh và gia tộc Liễu Sinh nhất định sẽ phải trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên. Phải trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Liễu Sinh hùng lặp lại một câu, ngữ điệu có chút kinh ngạc. Xem ra Tiêu tiên sinh đối với bản thân luôn tràn đầy tự tin đấy. Tiêu tiên sinh, anh vẫn chưa tỉnh ngộ ư? Nơi này là Đông Đảo, không phải là Hoa Hạ mặc kệ là ở nơi nào đều giống nhau. Tiêu phàm lạnh lùng nói. Liễu sinh tiên sinh, năm đó sư phụ tôi là tổ sư chỉ thủy có thể đem tiền bối của cử quỷ lưu và gia tộc liễu sinh các ông gợi yêu ta hết, hết, chết thành đống hỗn độn. Như vậy hiện tại, tình huống cũng giống nhau, không khác gì năm đó đâu. Đầu dây bên kia lập tức trầm mặc xuống, tiêu phàm nghe được sự hít thở thật sâu. Rất hiển nhiên, lời nói vừa rồi của hắn đã ký bản quyền tê ý bản quyền liễu sinh hùng, tên quỷ luôn giả vờ giả vịt này rốt cục đã không chịu nổi nữa. Tốt lắm, tiêu tiên sinh, chúng ta sẽ phân thắng bại. Ân oán năm đó nhất định sẽ chấm dứt, hy vọng tiêu tiên sinh đừng để cho tôi thất vọng. Trầm mặc một chút, liễu sinh hùng chậm chỉ nói, giọng điệu trở nên bình thản lạnh lùng hơn rất nhiều, ngữ điệu cũng trở nên vô cùng gượng gạo. Tiêu phàm không nói thêm tiếng nào, trực tiếp cúp điện thoại. Trường 368, truy nã toàn thành phố trong phòng bỗng nhiên có thể năm thi thể và một kẻ nửa sống nửa chết, dù định lực của tiêu chân nhân rất cao cường, nhưng đứng ở trong cái phòng như vậy cũng không phải tốt. Ánh mắt của tiêu phàm nhìn các đằng tú xuyên đang cuộn mình co giật không ngừng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Cái gã này phải xử trí như thế nào? Nếu trong quá trình giao đấu mà bị mất mạng thì chẳng nói làm gì. Hiện giờ bộ dáng này của các đằng tú xuyên, tiêu phàm đương nhiên sẽ không bổ thêm cho gã một đao. Làm như vậy sẽ mất đi thân phận của Tiêu Chân Nhân. Nhưng trong vấn đề khó khăn này, lại không cần Tiêu Phàm phải ra tay thì đã có người giúp hắn giải quyết. Một gã đàn ông ba mươi mấy tuổi trực tiếp đẩy cửa bước vào, không có bất kỳ sự xin phép nào cứ như vậy bước vào cửa. Tiêu Phàm thật ra là có quen biết ông ta, ông ta tên là Chu Đại Luân, đến từ đoàn du lịch nào đó của Hoa Hạ, khi đăng ký khách sạn Tiêu Phàm đã gặp mặt ông ta, còn nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng chỉ là như vậy không có giao tình gì khác giữa hai người thật không ngờ chu đại luân không gõ cửa lại đột nhiên xông tới tuy nhiên biểu hiện của chu đại luân sau khi vào cửa đủ để cho thấy ông ta không giống người bình thường vừa vào cửa liền nhìn thấy thi thể đầy đất chu đại luân hoảng sợ lập tức cười khổ lắc lắc đầu nói nhanh nhẹn quá nhỉ tất cả đều thanh toán hết rồi sao tiêu phàm nhìn về phía ông ta ánh mắt bình tĩnh http 2 gạch chéo gạch chéo i net gạch chéo trưởng phòng tiêu người một nhà cả trần dương là đồng nghiệp của tôi tôi cũng là người của cục hai đấy chu đại luân lập tức hướng tiêu phàm giải thích tiêu phàm gật gật đầu cho dù chu đại luân chỉ đơn giản như vậy đã nói ra thân phận cũng không lấy giấy tờ nào ra chứng nhận tiêu phàm lại không chút nghi ngờ thân phận người một nhà của ông ta tiêu trưởng phòng, Trần Dương, Cục 2, mấy cái này đặt cùng một chỗ đủ để chứng minh Chu Đại Luân không có nói dối. Hơn nữa tiêu phàm là loại người nào chứ, không phải người nào cũng có thể nói dối ở trước mặt hắn. Lại lướt nhìn qua mấy cỗ thi thể trong phòng khách, Chu Đại Luân vừa mới khôi phục được bình tĩnh trên mặt lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt cực kỳ giật mình, ánh mắt dừng lại một hồi lâu trên thi thể bốn gã ninja áo đen kia. Không thể nghi ngờ, dựa vào nhãn lực của Chu Đại Luân, ông đã nhìn ra bốn gã ninja áo đen này là chết như thế nào. Chu Đại Luân thậm chí có thể đem tình hình vừa rồi phục hồi như cũ trong đầu. Tiêu Phàm chỉ ra một chiêu, bốn gã tay cầm đao võ sĩ ninja áo đen này liền biến thành bốn cỗ thi thể. Tuy rằng Chu Đại Luân đảm nhiệm chức vụ ở Bộ An ninh, hơn nữa bản thân cũng là người của tổ đặc công, ngày thường gặp qua không ít cao thủ, nhưng thủ pháp gợi yêu ta ít người gọn gàng như vậy thì Chu Đại Luân mới nhìn thấy lần đầu. Trước đó, Chu Đại Luân luôn nghĩ rằng loại tình huống này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết hiện đại hoặc là trong tác phẩm điện ảnh. Loại Giota S người này chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới làm được, nhưng nó lại xảy ra trước mắt vị tiêu trưởng phòng mảnh mai thư sinh này. Trưởng phòng tiêu, thật tài giỏi. Chu Đại Luân từ đáy lòng tán thưởng một câu, chợt nhớ tới gần đây trên Internet vô cùng lưu hành một câu cao thủ ở dân gian, không chỉ là cơ quan tình báo chính trị bọn họ mới có được cỗ máy Giota S người nhất đảng này. Tiêu Phàm cười cười, gật đầu làm lễ. Chu Đại Luân lập tức nói: "Tiêu trưởng phòng, chỉ sợ khách sạn này không thể ở được nữa rồi, chúng tôi vừa mới nhận được tin tức, cảnh sát đã hành động, sắp chạy tới chỗ này." Cảnh sát? Tiêu Phàm hơi có chút bất ngờ. Chu Đại Luân gật đầu, có chút tức giận nói: "Tên liếu Sinh Hùng này thật không ra gì cả, cũng không nói quy củ." lại cấu kết với cảnh sát chuyện này cũng không trách chu đại luân tức giận được hoàn toàn điên đảo rồi liễu sinh hùng là kẻ bắt cóc không ngờ lại chủ động báo cảnh sát bản địa tham dự vào chuyện này mà bỏ qua thì thật là không còn gì để nói tuy nhiên đồng thời cũng có thể hiểu được thế lực gia tộc liễu sinh ở thành phố bắc điền này rốt cuộc lớn đến thế nào tiêu phàm thản nhiên nói cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo đó chỉ là đối với chính bọn họ mà thôi chỉ cần có thể đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Đúng vậy, chơi với mấy tên quỷ này không thể nói chuyện đạo lý được. Tiêu phàm đứng dậy, chỉ vào các đằng tú xuyên, nói. Năm người kia đều đã chết, tên này vẫn còn sống, hẳn là tên đầu sỏ. Chu Đại Luân khẽ vuốt cằm, nói. Không thành vấn đề, giao cho chúng tôi tới xử lý. Có thể còn cần dùng đến người kia. Vậy cũng được, Chu Tiên Sinh, tôi còn có một yêu cầu, bất kể các anh hành động như thế nào đều phải xem sự an nguy của Trần Dương là điều quan trọng, không có 10 phần nắm chắc thì không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Phàm nói rất trịnh trọng. Chu Đại Luân cũng rất trịnh trọng trả lời, tiêu trưởng phòng yên tâm, tâm tình của chúng tôi và anh giống nhau. Tiêu Phàm rời khỏi khách sạn bản điền không lâu thì cảnh sát hùng hổ chạy tới, tự nhiên chỉ thấy năm cỗ thi thể. Một tên khoảng 40 tuổi dẫn đầu đoàn cảnh quan lập tức sắc mặt xanh mét, vội vã chạy qua một bên gọi điện thoại chỉ thấy 5 người. Bên kia đầu dây điện thoại, Liễu Sinh Hùng thanh âm hơi kinh ngạc. Vâng, đúng vật thưa gia chủ, tôi không nhìn thấy ngài Cát đằng, cũng không có thấy thi thể của ngài ấy. Người dẫn đầu đoàn cảnh sát hồn hển nói. Từ cách xương hô của y với Liễu Sinh Hùng có thể thấy được, y cũng là người của gia tộc Liễu Sinh, thân phận của y ở trong gia tộc Liễu Sinh chắc cũng giống như Cát đằng Tú Xuyên. Quan hệ chủ tớ như vậy ở Hoa Hạ sớm đã biến mất, nhưng ở nước Đông Đảo vẫn còn tồn tại, đặc biệt được truyền lưu trong những gia tộc cổ xưa và luôn được bảo lưu loại truyền thống này. Xem ra các đằng đã bị bọn họ mang đi. Kẻ dẫn đầu cảnh sát lập tức nói. Nhưng gia chủ, tôi vừa rồi đã hỏi nhân viên phục vụ khách sạn rồi, tiêu phàm một mình đi ra, xách một vali hành lý rất nhỏ, chắc là không thể đem ngài cắt đằng giấu vào đấy. Cái vali hành lý quá nhỏ, cho dù đem cát đằng tú xuyên tháo thành tám mảnh, chỉ sợ cũng không chứa nổi. Liễu sinh hùng cười lạnh lùng, nói. Sơn Khẩu Quân, ngươi cho là bọn họ chỉ có một người tới hay sao? Tiêu phàm này ở nước đó là, nhà nội đảng, con ông cháu cha tiêu gia ở quốc gia của bọn họ là chính trị thế gia, thế lực lớn. Lúc này đây, tôi phỏng chừng những người núp trong bóng tối kia chắc chắn không ít. Đương nhiên, thời gian gấp gáp như vậy, bọn họ muốn triệu tập nhiều người tới đây cũng không dễ dàng như vậy đâu. Vâng, gia chủ, kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Kẻ dẫn đầu cảnh sát kính cần hỏi. Sơn Khẩu, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là truy nã người đó trong toàn thành phố. Gờ yêu ta ít người là trọng tội, mặc kệ là ở loại tình huống nào, tôi đều không hy vọng nhìn thấy người đó sống mà rời khỏi thành phố Bắc Điên. Liễu Sinh Hùng thản nhiên nói, giọng điệu cũng là lạnh lùng hơn, không mang theo chút lo lắng. Vâng, gia chủ, tôi hiểu rồi. Kẻ dẫn đầu đoàn cảnh sát cầm điện thoại rồi cúi người chào một cái, giống như đang đứng trước mặt Liễu Sinh Hùng vậy truy nã toàn thành phố ngài nghĩ người kia sẽ rời khỏi bắc điền sao đợi liễu sinh hùng cúp điện thoại xuống thu tử là người luôn hầu hạ bên cạnh liễu sinh hùng mặc bộ kimono mộc mạc tiến lên thấp giọng hỏi thần sắc trên mặt có vài phần kinh ngạc theo ả à, chuyện này hoàn toàn không cần phải làm lớn như vậy bất luận là việc gì càng làm lớn khả năng mất khống chế càng lớn lỗ hổng cũng càng nhiều cho dù thế lực của gia tộc liễu sinh ở thành phố bắc điền cũng rất hùng mạnh nhưng hiện tại dù sao cũng không giống như trước thế lực gia tộc dù hùng mạnh cũng rất khó khống chế hoàn toàn chính quyền thành phố liễu sinh hùng liếc mắt nhìn nàng một cái nói thu tử cô có phải cảm thấy tiêu phàm nếu đã dám đến thì cũng sẽ không rời đi thu tử gật gật đầu tiêu phàm là hạng người nào căn bản cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đuổi tới đại bản doanh của gia tộc liễu sinh mà hiện tại nếu đã đến đây rồi thì cũng sẽ không tùy tiện rời đi như vậy liễu sinh hùng đứng dậy chậm rãi dạo bước trong phòng từ từ nói ta đã bảo sơn khẩu truy nã tiêu phàm toàn thành phố cũng không phải sợ hắn rời khỏi đây mà là khiến tinh thần hắn không thể bình tĩnh phân tích của cô rất đúng nếu hắn đã đến đây thì sẽ không dễ dàng rời đi cuối cùng cũng phải có một kết quả nhưng hắn vẫn có khả năng trốn khiến chúng ta tìm không thấy hắn sau đó hắn lại núp trong bóng tối không ngừng tìm nhược điểm và lỗ hổng của chúng ta như vậy cũng tốt hơn so với đánh giặc đánh giặc ở thành phố Bắc Điền, chúng ta là nội tuyến tác chiến, tiêu phàm là ngoại tuyến tác chiến. Một nguyên tắc trọng yếu nhất của ngoại tuyến tác chiến chính là tìm cách đem ngoại tuyến tác chiến biến thành nội tuyến tác chiến. Mà chúng ta không thể cho tiêu phàm cơ hội này được. Thu tử trên mặt lập tức lộ ra thần sắc giật mình. Liễu sinh hùng vừa đứng lên, thu tử cũng lập tức đi theo, hơi không người, đi ở phía sau gã, cùng gã dạo bước trong phòng nhỏ này, cẩn thận mà tỉ mỉ vừa rồi sơn khẩu quân nói khớp xương toàn thân của nữ tử bị dập nát ngài cảm thấy đây là do binh khí gì tạo thành một chút thu tử lại lộ ra vẻ mặt không hiểu sơn khẩu chẳng những là người được gia tộc liễu sinh sắp xếp vào cơ quan cảnh sát bản thân anh ta cũng là một người có quyền thuật tinh thông sau khi vào cửa liền bước đầu tiến hành thăm dò nguyên nhân cái chết của mấy cỗ thi thể kia tỉ mỉ báo cáo lại với liễu sinh hùng trong điện thoại thu tử vừa rồi cũng nghe thấy cho nên mới cảm thấy lẫn lộn. Là binh khí gì mà có thể đem toàn bộ khớp xương của một người đánh cho dập nát như vậy? Hơn nữa cần phải như vậy sao? Mỹ ra tử dù sao cũng là một thích khách, tiêu phàm cũng không cần căm hận cô ta đến mức đem toàn bộ khớp xương của cô ta đánh cho dập nát hết chứ? Nội công, liễu sinh hùng chậm rãi trả lời. Không phải binh khí tạo thành, mà là nội công. Căn cứ miêu tả của Sơn Khẩu, trên thi thể Mỹ gia tử không có ngoại thương vậy cũng chỉ có thể là do nội công tạo thành thương tổn việc này rất khó làm người ta tin nhưng là giải thích hợp lý nhất thu tử không khỏi sừng sờ người này thật sự lợi hại như vậy sao cô chưa từng gặp qua tiêu phàm cô không biết hắn lợi hại như thế nào đâu một chút liễu sinh hùng lại nhẹ nhàng thở dài nói thu tử bĩu môi nhẹ lập tức nói cho dù hắn lợi hại bao nhiêu chỉ cần hắn ở lại thành phố bắc điền thì không cần phải sợ nữa tuy rằng như thế chúng ta cũng phải ép hắn phạm sai lầm muốn cho một cao thủ phạm sai lầm đầu tiên phải khiến tinh thần của hắn bất ổn ta bảo sơn khẩu truy nã hắn toàn thành phố chính là khiến hắn không thể yên tâm mà trốn phải chọc giận hắn mặc kệ cao thủ giỏi cỡ nào khi ở dưới cơn thịnh nộ mà ra quyết định đều sẽ không chu toàn đâu địch nhân sơ sẩy là cơ hội của chúng ta vậy phải làm sao với cát đằng bây giờ cát đằng thời khắc mấu chốt gã sẽ phát huy tác dụng cô không cần lo lắng. Vâng, thu đáy kính đáp, đôi mắt nhìn liễu sinh hùng toát ra thần sắc sùng bái vô hạn. chương 369, bản vẽ xây dựng. Tương đối mà nói, toàn bộ đảo ở phương Bắc của đông đảo quốc nội được cho là dân phong thuần phác. nhưng một thành phố lớn với trên trăm vạn dân như thành phố Bắc Điền thì ngành giải trí cũng rất phát triển, khu Hồng Đăng là nơi vô cùng nổi tiếng ở đây. Ở trong một quán rượu, Thu Sơn đã uống hơi nhiều. Không khí quán rượu rất huệ hoài, bốn phía là một mảnh màu hồng phấn cực kỳ hấp dẫn ca múa cũng vô cùng thối nát trên sàn nhảy một đoàn nam nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang nhảy múa điên cuồng đúng toàn bộ là đàn ông quán rượu từ trong ra ngoài từ tổng tài đến người hầu nam trẻ tuổi từ ông chủ đến khách nhân tất cả đều là nam tìm không ra một người phụ nữ quán rượu này vốn là một nơi mở ra phục vụ cho những kẻ đồng tính luyên ái không có một người phụ nữ nào dám xông vào trong quán rượu này nếu không sẽ phải chịu sự đối đãi vô cùng thô bạo, bị đuổi ra khỏi cửa không chút khách khí. Nhưng Phạm là người có giới tính bình thường nếu vào ngồi trong quán rượu này sẽ rất khó chịu, chưa đến một phút đồng hồ thậm chí nửa phút đều chịu không nổi, nó quá ghê tởm. Cho dù nước đông đảo luôn có thái độ phủ định chuyện đồng tính luyến ái, trong nước cũng không công khai liên minh đồng tính luyến ái, nhưng mà quán rượu này kinh doanh lại rất tốt, ngày ngày nhảy múa, đêm đêm hát hò. Tồn tại được là do đâu? pháp luật cũng không quản đến dù là như thế loại kinh doanh này đi bên cạnh pháp luật thì tính an toàn cũng giảm bớt đi nhiều trật tự rất khó cam đoan bất kể là nơi hội ngộ của rời đồng tính luyến ái cũng đều là chỗ giao dịch thịnh hành của các loại chợ đen hội quán đồng tính nam càng là nơi lưu hành thuốc phiện một số tên buôn lậu thuốc phiện và những tên làm loạn kỳ cương thường trà trộn trong đó quán rượu này không ít khách tất cả đều mang hai thân phận thu sơn vũ phu thậm chí có ba thân phận ở mặt ngoài, gã có một ngành nghề rất đặc biệt, là chủ nhiệm thiết kế của Sở Thiết kế Thu Sơn, trong giới thiết kế xây dựng ở thành phố Bắc Biển có chút danh tiếng, lại có rất ít người biết, Thu Sơn là một người đồng tính luyên ái, thậm chí trong quán rượu này còn làm một ma cô giao dịch trung gian, bán xác nào đó. Về phần thân phận cuối cùng của Thu Sơn, gã chính là gia thần của gia tộc Liễu Sinh, điều này càng ít người biết đến. Chuyện này cũng bởi vì thời đại bất đồng mới phát sinh loại tình huống này. Nếu ở quá khứ, gia thần trong gia tộc Liễu Sinh một gia tộc lớn như vậy sẽ không có khả năng đi ra bên ngoài làm việc. Quan hệ chủ tớ tương đối cố định, độ trung thành cũng tương đối cao. Theo sự thay đổi của thời đại, rất nhiều đại gia tộc kế thừa hơn mấy trăm ngàn năm ở nước Đông Đảo đều xuống dốc, cho tới nay nếu còn kế thừa thì quy tắc cũng bị thay đổi không ít. Dù sao Thu Sơn Vũ Phu đã có khả năng về thiết kế xây dựng, thì để gã đi ra ngoài làm việc nếu nhốt gã ở trong góc tòa biệt thự lớn thì không khỏi có chút lãng phí. Tối nay, tâm tình Thu Sơn Vũ Phu rất vui vẻ. Có rất nhiều lý do đấy. Thứ nhất, gã gần nhất vừa mới thay đổi, bạn gái. Bạn gái mới này năm nay vừa mới 20, ngày thường vô cùng kiều mị, trong diễn đàn có rất nhiều người đều đang theo đuổi, kết quả người ta chỉ coi trọng một người tuổi không còn trẻ như Thu Sơn Vũ Phu. Trong khoảng thời gian này, Thu Sơn hàng đêm trinh phạt, quả thực rất vui thứ hai thu sơn vừa mới hoàn thành một hợp đồng kinh doanh một người giàu có từ bên ngoài đến bắc điền du lịch thông qua mối quan hệ giữa thu sơn và bạn bè thu sơn giới thiệu hắn với một cô gái hai người đi rồi thu sơn thu được một món tiền lớn đáng tiếc bạn gái thu sơn hôm trước đi công tác rồi hôm nay mới có thể trở về thu sơn chờ gã ngay tại quán rượu sau khi trở về hai người cùng nhau hưởng thụ một chút tại đây rồi đi về nhà song túc song phi chẳng phải đẹp quá hay sao chỉ có điều tử lượng của Thu Sơn Vũ Phu thật sự quá bình thường, nhìn đồng hồ đợi, bạn gái, vô tình uống hơi nhiều, loạn trọng đứng dậy, chạy vào buồng vệ sinh. Điều làm cho người ta kỳ quái là, toàn bộ quán rượu này đều là nam nhân. Nhưng buồng vệ sinh không ngờ vẫn chia thành hai khu nam nữ đấy, hơn nữa còn phân cách rõ ràng. Thu Sơn Vũ Phu vào nhà vệ sinh nam, bạn gái, hắn liền vào nhà vệ sinh nữ, tuyệt đối không đi nhầm. Bất kể là loại đồng tính luyến ái nào. Tính định vị đều không thể sai đấy. Về phần song tính luyến ái kia lại khác, khỏi nói tới. Thu Sơn Vũ Phu không phải song tính luyến ái, cho đến tận bây giờ gã đều chưa kết hôn. Vừa mới đi vào buồng vệ sinh, đầu của Thu Sơn Vũ Phu liền oanh, một tiếng vang thật lớn, trước mắt Thu Sơn tối sầm, lập tức liền hôn mê. Chờ gã sau khi tỉnh lại, phát hiện hai tay hai chân của mình đều bị trói chặt, không thể động đậy, cái ót truyền đến từng đợt đau nhức đau đến mức thu sơn không nhe răng nhếch miệng được tuy nhiên thu sơn vũ phu bất chấp điều đó gã vội vàng muốn làm rõ ràng tình cảnh trước mắt mình rất rõ ràng mình bị người ta bắt cóc chỉ có điều thu sơn vũ phu trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hiểu tại sao có người muốn bắt cóc mình bởi vì gã thật sự không phải là một kẻ lắm tiền cho dù kinh doanh thiết kế cũng khá nhưng so với khái niệm kẻ có tiền còn kém xa hơn nữa thu sơn vũ phu cũng không phải là kẻ biết quản lý tài sản qua nhiều năm như vậy, tiền đều tiêu trên người mấy, bạn gái, hết rồi, chính mình cũng không tiết kiệm được chút nào. Kẻ thù, hình như gã cũng không có đắc tội qua ai. Ít nhất không có đắc tội đến nỗi khiến người ta phải bắt cóc gã. Trong khoảng thời gian ngắn, Thu Sơn Vũ Phu trong óc kêu loạn, hoàn toàn không hiểu ra sao cả. Bá, một đạo ánh sáng như tuyết sáng lên, thẳng tắp đâm về phía hai mắt Thu Sơn Vũ Phu, Thu Sơn sợ tới mức cả người khẽ run dày liên tục không ngừng nhắm hai mắt lại. Thu Sơn Quân, người cẩn thận nghe ta hỏi, mỗi câu nói đều phải rõ ràng, và phải thành thật trả lời. Nếu nội dung trả lời của ngươi không chân thực, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Người có thể sẽ mất mạng, hiểu chưa? Lập tức, một giọng nam chậm rãi vang lên, giọng điệu vững vàng, không mang theo chút cảm tình, nghe ra hàn khí khá lớn. Được. Bất chấp tất cả, Thu Sơn liên tục gật đầu trước nói sau. Hiện tại ở vào tình thế này, rõ ràng không thể chống đỡ. Thu Sơn Quân, nghe nói tổ tiên nhà ngươi là gia thần của gia tộc Liễu Sinh, có chuyện như vậy sao? Thu Sơn Vũ Phu hơi sừng sốt, tại sao người này mới mở miệng liền hỏi chuyện này, vượt ra ngoài dự liệu của gã? Theo lý, bắt cóc gã đơn giản chính là vì tiền hoặc là vì tình có quan hệ gì với gia tộc Liễu Sinh? Gã ngẩn người một chút, lập tức đã cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một trận đau nhức. Hỏi ngươi cái gì, phải trả lời cái đó, Đừng có khôn vặt. Một thanh âm lạnh băng vang lên bên tai, Thu Sơn Vũ Phu sợ tới mức hồn bay lên trời, liên tiếp gật đầu đáp ứng. Mới vừa từ cơn mê tỉnh lại, phản ứng của gã đặc biệt chậm chạp, không ngờ không phát hiện ra phía sau còn có người. Cũng không biết đây là nơi nào. Tuy nhiên có một điểm mà Thu Sơn Vũ Phu phải hiểu chính là không thể đối nghịch với người này, bằng không sẽ chết rất khó coi. Từ cách hành động của bọn họ có thể thấy, thủ đoạn lão luyện tuyệt đối không giống như là người mới. nếu có thể bắt cóc gã đến nơi này, như vậy gờ iota ít chết thu sơn vũ phu gã cũng chỉ cần một câu nói. nhà của chúng ta quả thật từ đời tổ tiên đã là gia thần của gia tộc liễu sinh. tốt lắm, nghe nói biệt thự liễu sinh cũng là do tổ tiên người chủ trì xây dựng và cải tạo. trong tay người còn có bản vẽ tỉ mỉ toàn bộ biệt thự của liễu sinh không? cho dù vừa mới bị giáo huấn, nhưng thu sơn vũ phu vẫn lại một lần nữa chần chờ lúc này gã xem như đã hiểu chuyện, không hề nghi ngờ gì nữa, những người này là nhằm vào gia tộc liễu sinh, gã chẳng qua là gặp vã lây. Bởi vì gã đã ra bên ngoài làm việc, hẹn ước của gia chủ gia tộc liễu sinh và tiêu phàm, gã tự nhiên cũng không biết. Nhưng thân là gia thần, Thu Sơn Vũ Phu này sinh tính cảnh giác tự nhiên. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là muốn bảo vệ gia chủ cùng gia tộc liễu sinh. Lúc này đây, người kia ở phía sau gã không có tiếp tục ngược đãi gã. Thu Sơn Vũ Phu Trần trừ không bao lâu, lập tức hỏi: Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải hỏi cái này? Thu Sơn Quân, xem ra ngươi là hồ đồ rồi, bây giờ là chúng ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi đang hỏi chúng ta. Dẫn vào. Từ một tiếng hô quát này, một trận tiếng la khóc hoảng sợ truyền vào trong lỗ tai Thu Sơn Vũ Phu. Vừa nghe thấy tiếng la khóc này, Thu Sơn Vũ Phu tâm thần lập tức trầm xuống, chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn rất nhanh, một nữ nhân, ăn mặc diêm rúa lập y gờ lơ, trang điểm nồng đậm đã ngã xuống bên cạnh Thu Sơn Vũ Phu cách đó không xa. Đúng là, bạn gái, mới mà Thu Sơn Vũ Phu vừa mới kết giao không lâu, mới đi công tác trở về, không ngờ cũng bị bắt cóc tới nơi này. Nữ nhân, kia thất tha thất thể, thân hình lảo đảo, đứng không vững, té trên mặt đất. Thu Sơn Vũ Phu, oai a a, à, à, kêu một tiếng, lòng đau không dứt. Thu Sơn Quân, Thu Sơn quân cứu ta. Bạn gái, vừa nhìn thấy Thu Sơn vũ phu, lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, âm thanh kêu lên, nước mắt nước mũi chảy ra, càng thêm có vẻ khổ sở đáng thương. Thu Sơn quân, bây giờ có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? Cái giọng nam trầm ổn kia lại một lần nữa chậm rãi hỏi. Đúng vậy, trong tay của tôi có bản vẽ biệt thự liễu sinh. Cầu xin các ngươi, đừng làm hại chúng tôi. Thu Sơn vũ phu rên một tiếng, đầu ngã xuống thật mạnh. Tốt lắm, hiện tại nói cho ta biết, bản vẽ đó giờ ở chỗ nào? Để ở trong phòng làm việc của tôi, một phần trong máy vi tính, còn có một phần bản vẽ in ra giấy, đặt ở trong tủ hồ sơ. Bị người ta bắt được điểm yếu, Thu Sơn Vũ Phu cũng không dám có chút phản kháng, người ta hỏi cái gì, liền thành thật trả lời cái đó. Mặc dù gã đối với gia tộc Liễu Sinh cũng khá trung thành, nhưng đối với tính mạng của mình và bạn gái mà nói Thu Sơn Vũ Phu tự nhiên biết nên ứng xử ra sao. Thời đại trung quy bất đồng. Tốt lắm, lập tức đã có người tiến lên, từ trên người Thu Sơn Vũ Phu lấy đi một chùm chìa khóa, giáp mặt hỏi rõ ràng cách sử dụng chìa khóa. Sau đó Thu Sơn Vũ Phu chợt nghe thấy thanh âm nhiều người rời đi, không thể nghi ngờ, những người này là tới văn phòng của gã lấy bản vẽ rồi. Bên trong phòng rơi vào trầm mặc. Thu Sơn Vũ Phu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một lòng hỗn loạn, liếm môi lại nửa chút thanh âm đều không phát ra được. Những người này cũng không dò hỏi gã nữa, hiển nhiên tin rằng gã không dám nói dối. Tình huống trước mắt này Thu Sơn Vũ Phu quả thật cũng không dám nói dối. Nếu không, sẽ giống như tự sát. May mắn, chính mình không có nói dối. Không lâu sau đó bên trong lại vang lên tiếng bước chân. chương 370, Phi Đao. Tại khoảnh sân nhỏ trong một tòa nhà yên tĩnh, tiêu phàm hai tay chắp sau lưng đang từ từ dạo bước. Chu Đại Luân giới thiệu loại, khách sạn gia đình, này, tiêu phàm cảm thấy rất hài lòng. Chắc hẳn ở trong mắt đại đa số người trẻ tuổi, loại khách sạn gia đình này quá mức bình thường, hơn nữa lại là ở nước ngoài, cùng sinh sống một chỗ với một gia đình đông đảo vốn không quen càng thêm không thể thích ứng. Nhưng rất đúng với khẩu vị của tiêu phàm. Đảo phương Bắc mặc dù là đảo lớn thứ hai trong lãnh thổ nước đông đảo, nhưng dù sao chỗ cực Bắc này khí hậu lạnh giá, trên đảo người ở thưa thớt, toàn bộ nhân khẩu trên đảo phương Bắc Cộng lại vẫn chưa tới một nửa so với nhân khẩu ở thủ đô Đông Đảo. Bởi vậy thành phố Bắc Điền cũng coi như khá hoang vắng, cái khách sạn gia đình này có một đình viện thật to, khiến tiêu chân nhân rất quyến luyến. Nữ chủ nhân khách sạn chuẩn bị bữa sáng nhẹ và cơm trưa cũng rất hợp khẩu vị của tiêu phàm. Ăn cơm trưa xong, tiêu phàm đi dạo một chút ở trong sân. Trong khoảng thời gian này việc luyện tập, hợp hoan thức rất không thuận lợi. Ngay từ đầu chỉ trong quá trình luyện tập, bị hữu tị y bản quyền kích động, xâm nhập tu luyện, loại kích động này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hóa thân thành một cỗ liệt hỏa, tán loạn ở bên trong kinh mạch của tiêu phàm. Dù tiêu phàm rất am hiểu, trình độ cao thâm, nhưng tình huống như vậy cũng là lần đầu thấy. Sau khi cùng nhị sư huynh Văn Thiên bàn bạc qua, ban đầu tiêu phàm vốn định đi lĩnh nam một chuyến, đem về một ít loại dược liệu dùng chung, nhằm luyện chế một lò đan dược để giải quyết vấn đề này. Không ngờ dị biến nổi lên, một cú điện thoại của Liễu Sinh Hùng đã đưa Tiêu Phàm, Điều, đến đảo phương Bắc này, hoàn toàn vào thế nam chuyển Bắc lùi. Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng chân nguyên bản mạc, áp chế cổ tà hỏa đang tán loạn kia xuống, để sau khi chuyện bên này bình ổn sẽ từ từ nghĩ cách điều trị. Buổi tối hôm qua, tại phòng khách trong khách sạn nhà đình yên tĩnh này, Tiêu Phàm lại thử tu luyện, hợp hoan thức nhưng lại bị nó cắn trả cực kỳ mãnh liệt. Xê nguyên bản mạng vừa mới buông lỏng để áp chế dục niệm tà hỏa trong người, lập tức liền xông ra thẳng hướng trên đỉnh đầu tựa hồ những ngày qua nó bị cưỡng ép áp chế nên cỗ dục niệm tà hỏa này chẳng những chưa bị tiêu trừ ngược lại càng thêm phần mạnh mẽ tiêu phàm do vội vàng mà không kịp chuẩn bị nội thức thiếu chút nữa bị chia rẽ kinh mạch dưới sự kinh hãi của tiêu chân nhân không thể không đem cổ tà hỏa này áp chế thêm một lần nữa nhưng lần này vận dụng chân nguyên bản mạng rõ ràng nhiều hơn so với lần trước nếu cứ tiếp tục như vậy trừ phi tiêu phàm hoàn toàn từ bỏ tu luyện, hợp hoan thức. Nếu không cổ trầm tích dục niệm tà hỏa này càng ngày càng lợi hại. Đây là một ngưỡng đạo không thể vòng qua được. Việc này khiến tiêu chân nhân hơi phiền não. Tuy nhiên hiện tại, tiêu chân nhân tạm thời không có thời gian chú ý vấn đề có liên quan đến tu la đạo hợp hoan thức. Cái khách sạn gia đình này thật thanh tính, dù sao cũng không phải thực sự nằm ở thế giới bên ngoài, vẫn trong phạm vi quản lý của thành phố Bắc Điên. Nếu Liếu Sinh hùng không nói đến quy tắc mà vận dụng sự giúp sức của lực lượng cảnh sát. Cảnh sát tìm tới tận cửa là chuyện đương nhiên. Tiêu Phàm vào ở trong cái khách sạn gia đình này, vẫn là dùng hộ chiếu của tên Tiêu nhất hành. Tiêu Phàm đang lúc thưởng thức cảnh đẹp của đình viện, một trận tiếng cái vã hỗn loạn vang lên, lập tức nữ chủ nhân của khách sạn gia đình liền vội vã chạy vào nội Việt, hướng Tiêu Phàm kêu lên, "Tiêu Tang, Tiêu Tang." Nữ chủ nhân của khách sạn gia đình này là một thiếu phụ chừng 30 tuổi diện mạo dáng người cũng không tệ lắm, chỉ có điều giờ phút này vẻ mặt hoảng loạn, dường như bị kinh động không nhỏ, miệng gọi hắn cũng rất gấp, nhưng vẫn dừng bước cách tiêu phàm mấy thước, không dám tới gần. Vừa rồi cảnh bộ sơn khẩu nói rất rõ, có một người tên là Tiêu Nhất Hành, là một tên, ma quỷ, gợi yêu ta ít người không chấp mắt. Tối hôm qua ở một quán rượu, đã gợi yêu ta ít một lúc năm người. Nhưng vị tiêu tang này nhìn qua thật sự không giống cái gọi là ma vương gợi yêu ta ít người kia, nhưng người thiếu phụ vẫn nửa tin nửa ngờ. Dù sao cảnh bộ sơn khẩu hoàn toàn không giống như đang nói đùa, có cảnh sát nào lại dẫn theo 7, 8 người vai súng vác, đạn lên nòng sáng sớm chạy đến trong nhà nàng để nói đùa chứ? Tiêu Phàm dừng bước, mắt nhìn vị nữ chủ nhân này, thần sắc vô cùng ôn hòa. Ánh mắt ôn hòa và thần thái điềm tĩnh đã ngăn lại lòng nghi ngờ của nữ chủ nhân. Nhất định là cảnh sát đã lầm. Một nam tử tao nhã như vậy, vừa thấy chính là kinh luân đầy mình tại sao có thể là hung thủ gợi yêu ta hết người. Phạn đảo thái thái, không nên tới gần hắn. Không đợi nữ chủ nhân nghĩ thông, trong viện liền truyền đến một tiếng hét to. Một gã cảnh sát hơn 40 tuổi đi nhanh đến, hai tay nắm chặt súng lục, họng súng đen ngòm chỉ về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng. Theo sát phía sau là bốn gã cảnh sát khác, cũng là thần thái và động tác như vậy. Năm khẩu súng cảnh sát thẳng tắp chĩa vào tiêu phàm, còn có ba gã cảnh sát canh ở bên ngoài, đều là súng vác vai, đạn lên nòng. Tiêu nhất hành tiên sinh, chúng tôi là cảnh sát Bắc Điền, tôi thuộc cảnh bộ Sơn Khẩu. Anh bị nghi ngờ là gờ yota ít người, bắt cóc, hiện tại mời anh cùng chúng tôi về đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Cảnh bộ Sơn Khẩu cao giọng quát. Không được có ý đồ phản kháng, anh là nghi phạm gờ yota ít người, chúng tôi đã được trao quyền, nếu anh dám cả gan phản kháng sẽ bị gờ yota ít chết tại chỗ nói xong, năm tên cảnh sát đồng loạt nắm thật chặt súng trong tay. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười chế nhạo. Súng lục mà cảnh sát nước đông đảo dùng trong mắt hắn thật sự không phải là vũ khí lợi hại. Loại súng lục này có ổ quay lắp 5 viên đạn, thiết kế của nó không chú trọng lớn tới lực sát thương, mà mục tiêu chủ yếu là ngăn phạm tội lại. Bởi vì súng lục cảnh dụng và súng lục quân dụng có mục đích sử dụng khác nhau, để phòng tránh làm bị thương người dân xung quanh nên lực sát thương của súng lục cảnh dụng thua xa súng lục quân dụng, tầm bắn càng bị giới hạn. 50 mét là giới hạn sát thương xa nhất của loại súng lục cảnh dụng này. Cho dù lực sát thương của súng lục cảnh dụng không cao, nhưng tiêu chân nhân cũng không muốn lấy thân xác máu thịt để đi đối kháng một phen. Nói như vậy, tiêu phàm căn bản cũng sẽ không cho người ta có cơ hội móc súng ra trước mặt hắn. Hiện tại tình huống này đã xảy ra, chỉ có thể giải thích một vấn đề, tiêu phàm cho rằng để bọn họ móc súng ra trước mặt mình cũng không cần lo lắng. Trên thực tế, đám người sơn khẩu cũng không có cơ hội bóp cò. Nhiều đạo hàn quang hiện lên, đón nắng gắt phía chân trời, khi mấy đạo hàn quang này bắn ra từ trên cây nha bên cạnh tiêu phàm, cảnh bộ sơn khẩu và bốn gã dưới tay y gần như không phát hiện ra. Tiêu phàm đang đứng ở hướng đón Thái Dương, ánh mặt trời trói mắt, ở góc độ này đám người sơn khẩu nhìn một người to cao như tiêu phàm còn mơ mơ hồ hồ, chớ đừng nói chi đến tốc độ cực nhanh của loại ám khí nhỏ này. ai nha? a. À, vài tiếng kêu la đau đớn chuyển đến, cảnh bộ sơn khẩu và năm tên cảnh sát gần như đồng thời chúng chiêu, trên cổ tay cắm một thanh phi đao hình lá liễu chói lọi, máu tươi đầm đìa, súng lục đồng loạt rơi xuống trên mặt đất. trời ơi! cảnh bộ sơn khẩu tay trái nắm chặt cổ tay phải đang bị thương, đứng thẳng lên chu lớn một tiếng, tiếng kêu lập tức đột nhiên dừng lại không biết từ khi nào tiêu phàm đã đứng ở trước mặt gã, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nhìn gã. Cảnh bộ sơn khẩu lại cảm thấy cổ mình bị một vật gì đó bóp chặt, há to mồm mới có thể thở dốc, nửa câu đều nói không nên lời, vẻ mặt kinh hoàng muốn chết. Gã là gia tướng của gia tộc Liễu Sinh, so với cảnh sát bình thường mà nói, võ nghệ cao cường hơn, tối hôm qua cũng đã nhìn thấy hiện trường ở khách sạn bản điền máu chảy đầm đìa, biết tên họ tiêu này là một tên, ác ma, Giyota ít người không chớp mắt, bởi vậy gã đã rất cẩn thận dẫn theo bốn gã bộ hạ cùng nhau đi tới đây. Họ tiêu này dù lợi hại tới đâu, võ thuật phương đông thần kỳ đến bao nhiêu cũng không thể nhanh hơn so với năm khẩu súng. Ngoại trừ ngoan ngoãn bị trói, sơn khẩu không nghĩ ra được tiêu phàm còn có con đường thứ hai có thể đi. Tiêu phàm phạm phải chính là trọng tội, bọn họ hoàn toàn không nhất định cần phải bắt sống hắn, chỉ cần hắn dám phản kháng, lập tức nổ súng gỡ yêu ta chết đây là pháp luật hoàn toàn cho phép đấy việc bắt giữ này không giống lúc bình thường năm người năm khẩu súng như vậy là đủ rồi huống chi bên ngoài còn có ba người canh giữ cũng mang ba khẩu súng cho dù tiêu phàm có thể hóa thân thành một chú chim nhỏ hắn cũng không thoát khỏi thiên la địa võng này nhưng sơn khẩu thật không ngờ tới hắn còn có ám khí gã là gia tướng của gia tộc liễu sinh ám khí cái thứ này đối với gã mà nói cũng có chút rất cổ xưa có loại ám khí siêu cấp là, súng, này, phi đao còn có thể làm gì chứ? Nhưng mà hiện tại, Sơn Khẩu rốt cuộc ý thức được chính mình đã mắc sai lầm rồi, sai lầm rất lớn. Sơn Khẩu vốn còn muốn xoay người nhặt súng lục lên đấy, tiêu phàm đã đứng trước mặt gã, gã cũng không dám tùy tiện manh động. Cảnh tượng gã đã chứng kiến buổi tối hôm qua trong gian phòng xa hoa tại khách sạn bản điền giờ chợt lóe lên trước mắt Sơn Khẩu. Bốn gã ninja đồng loạt gục ở đó, bốn cán đao võ sĩ hàn quang trói mắt cơ bản có thể đoán ra, bọn họ bị người ta gờ yêu ta chết trong nháy mắt. Đều là gia tướng của gia tộc Liễu Sinh, cảnh bộ sơn khẩu biết rất rõ bản lĩnh của mấy vị ninja này, đơn đả độc đấu, từng người đều không thua kém mình. Ở trước mặt tên họ tiêu này, bốn người cùng liên kết cũng không chống đỡ được. Như vậy tiêu phàm muốn gờ yêu ta mình, hoặc là muốn đoạt đao của năm tên này, gờ yêu ta chết hơn phân nửa cảnh sát, cái này cũng chỉ là tiện thì ra tay mà thôi chính mình không có chút cơ hội kháng cự. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên, Sơn Khẩu cảm giác được thần chết cách mình gần như thế. Thiếu phụ phản đảo thái thái sớm hét lên một tiếng, ngã xuống đất cả người lạnh run, vẻ mặt trắng bệch, không mang theo nửa phần huyết sắc. Đám người Sơn Khẩu, phản đảo thái thái, và còn có một vị tay mang súng ẩn núp trong bóng tối đều giật mình trợn mắt há hốc mồm. Vị tay súng bắn tỉa đang ở tại lầu ba của khách sạn gia đình, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ đình viện, một khẩu súng bắn tỉa tinh xảo được đặt tại cửa sổ, ẩn núp rất kín đáo. Khi đám người sơn khẩu hai tay dương súng hùng hổ chỉ về hướng tiêu phàm, tay súng bắn tỉa vốn đã chuẩn bị nổ súng, không ngờ vẫn là chậm một bước. Thật không ngờ tới, trên cây nhà sớm có người mai phục, hơn nữa là nhất đẳng cao thủ. Cho dù trong tay mình đang cầm chính là một khẩu súng bắn tỉa đời mới, nhưng tuyệt đối không có biện pháp trong cùng một lúc phế bỏ năm tên cảnh sát đông đảo cho dù động tác của y có nhanh chừng nào thì việc điểm danh mấy tên cảnh sát đông đảo cũng phải có trước sau. Ở điểm này, súng bắn tỉa của y thật sự không bằng phi đao. Loại thủ pháp ám khí, thiên nữ tán hoa này nhất định chỉ có thể dùng ở phi đao thời cổ, mà không thể dùng ở trên súng bắn tỉa, súng bắn tỉa dù tiên tiến đều không dùng được. Thời điểm đám người sơn khẩu đang thất kinh, một trận run rất nhỏ trên cây nha khiến tay súng bắn tỉa nhìn thấy rõ một đạo nhân cực kỳ nhanh nhẹn rời khỏi tán cây rậm rạp, chợt lóe lên rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Lập tức, ngoài cửa lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ba gã cảnh sát đông đảo canh giữ bên ngoài đã bị giải quyết hết. Cảnh bộ Sơn Khẩu trong phút chốc mặt biến sắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 371, trao đổi con tin. Cảnh sát Sơn Khẩu phiền ngươi gọi điện thoại cho Liễu Tiên Sinh. Tiêu Phàm bình tĩnh nói với tên cảnh sát Sơn Khẩu. Hắn có số điện thoại của Liễu Sinh Hùng, nhưng lúc này gọi cho Liễu Sinh Hùng bằng điện thoại của Sơn Khẩu vẫn hay hơn. Cho dù các đằng tú xuyên cũng tốt, đám cảnh sát Sơn Khẩu cũng được, kiểu quấy dày, mức độ này cũng không gây uy hát yêu ta ép lớn cho Tiêu Phàm. Nhưng lúc nào cũng không thuận lợi như vậy thì Tiêu chân Nhân cũng khá phiền phức, một khi tâm trạng bị ảnh hưởng thì có khi sẽ gây lú lẫn. Gã Sơn Khẩu chỉ liếc nhìn Tiêu Phàm, không nói câu nào, tay trái lấy điện thoại trong túi, cổ tay phải đã ướt đẫm máu, không còn chút sức lực. Thấy sự chú ý của Tiêu Phàm đều dồn vào gã Sơn Khẩu, một tên cảnh sát sau lưng gã Sơn Khẩu chậm chậm khom người, muốn nhặt khẩu súng lục rơi dưới đất lên. Năm tên cảnh sát súng vác vai, đạn lên nòng vây bắt một tên tội phạm. Kết quả là người kia không cần ra tay, cả đám người đã u mê, giao nộp vũ khí, thật sự là quá mất mặt, nhất là vẻ mặt ung dung cao cao tại thượng của người đó, thật làm người ta không chịu nổi. Cái người đó, lúc nào cũng có thể cục xúc hò hét như thế trước mặt người đông đảo sao. Biểu hiện của cảnh sát sơn khẩu cũng quả thật làm người ta nhìn mà nín thở, thế nào mà có thể người kia nói gì nghe nấy. Cho dù là chết thì cũng phải phản kháng. Thấy đa u ngón tay đã chạm vào súng, tên cảnh sát thậm chí còn cảm thấy hơi thở quen thuộc trên đó, tim bất giác đập rộn lên. Chỉ cần đợi thêm tích tắc nữa, Tình thế sẽ hoàn toàn đảo ngược. Cho dù không thuận dùng súng tay trái, nhưng người kia chỉ gần trong gang tấc, tùy tiện bóp cò đã có thể làm nổ tung đầu hắn. Gần rồi, lấy được rồi. Sau đó, tiếng kêu bi thảm bóng vang lên. Không một dấu hiệu, đầu tên cảnh sát đúng lúc đó nổ tung, giống như một quả dưa hấu vỡ toác, máu và óc bắn tung tóe cả người tên đồng nghiệp bên cạnh. Có tay súng bắn tỉa. Ba tên cảnh sát đông đảo khác lập tức hét lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh thảm hại không phải nói bắt một người hoa hạ thôi sao? Thế nào, thế nào bây giờ lại xuất hiện tay súng bắn tỉa? Còn tên cao thủ đó còn đáng sợ hơn những tay súng bắn tỉa, đến bây giờ cũng chưa nhìn rõ được là nam hay nữ. Hàng lông mày tiêu phàm hơi nhíu lại, nói vẻ không hài lòng. Cảnh sát sơn khẩu, người hãy trói bộ hạ của mình, hãy biết quý tính mạng mình. Đây là hoa viên của phản đảo tiên sinh và phản đảo phu nhân, ta không muốn chỗ này biến thành lò sát sinh tất cả không được nhúc nhích. Sơn Khẩu vội vàng quay lại phía ba tên cảnh sát còn lại kêu lên. Cái người này, bề ngoài nhã nhận lại thật sự là ma vương Giota S người, từ giọng nói của hắn, thần thái đến ánh mắt đều có thể đoán được, trong mắt hắn, những người đông đảo thật sự chẳng khác gì dê chờ Giota S thịt. Chỉ cần ai có hành động bất thường, tay súng bắn tỉa thần bí nấp trong bóng tối kia sẽ bóp cò không chút do dự, khiến đầu của kẻ manh động đó tan thành quả dưa thối tiêu phàm tuyệt đối không có ý định gờ yêu ta hết, hết bọn chúng. Bị kích động hoảng sợ như vậy, động tác của Sơn Khẩu lại nhanh nhẹn lên, mau chóng lấy di động, nhanh chóng gọi cho Liễu Sinh Hùng. Trong khoảnh khắc kết nối điện thoại, sắc mặt cảnh sát Sơn Khẩu vừa sợ hãi vừa xấu hổ, muốn bao nhiêu thú vị thì có bấy nhiêu thú vị. Sơn Khẩu quân, thế nào, tìm thấy chỗ tiêu phàm ở chưa? Điện thoại bên kia, vang lên giọng Liễu Sinh Hùng nhẹ nhàng điềm tĩnh. Gia chủ, đám cảnh sát sơn khẩu hận không có kẽ nứt mà chui xuống. Thế nào, có bất chắc sao? Liễu sinh hùng lập tức thấy có gì không ổn, hơi kinh ngạc hỏi. Tiêu phàm đưa tay về phía tên sơn khẩu. Tên sơn khẩu đưa di động cho tiêu phàm giống như phản xạ có điều kiện. Người đông đảo có một đặc điểm, đó chính là đặc biệt tôn sùng kẻ mạnh. Cục diện bây giờ hoàn toàn nằm trong tay tiêu phàm, tên sơn khẩu không mảy may kháng cự, không còn lòng dạ chống đối tất cả mệnh lệnh của tiêu phàm một cách rất tự nhiên nhưng sau khi đưa di động cho tiêu phàm tên sơn khẩu mới ý thức được mình chưa giải thích trước với gia chủ liễu sinh tiên sinh tiêu phàm chậm rãi nói giọng nói ngưng lại tiêu tang liễu sinh hùng cười khổ không cần phải nói tiêu phàm lại thắng rồi sơn khẩu đã nằm trong lòng bàn tay của hắn liễu sinh tiên sinh trò chơi này ta đã chán rồi bây giờ mới có một tên cảnh sát thiệt mạng nhưng ta không bảo đảm lần sau bọn còn may mắn vậy đâu liễu sinh tiên sinh, ta cần lập tức nhìn thấy Trần Dương. Tiêu tiên sinh dựa vào cái gì cho rằng có thể ra lệnh cho ta? Sóng liễu sinh hùng cũng trầm lại. Rất đơn giản, ta lấy các đằng tiên sinh và đám cảnh sát sơn khẩu trao đổi con tin với ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ xử tử bọn chúng, sau đó trực tiếp tấn công liễu sinh trang viên. Tiêu phàm bình tĩnh nói. Đám cảnh sát sơn khẩu lạnh người, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cho dù đây là đông đảo quốc, thành phố Bắc Điền ở ngay trong lãnh địa của gia tộc Liễu Sinh, nhưng đám sơn khẩu không chút nghi ngờ rằng tiêu phàm thật sự sẽ làm như vậy. Tiêu phàm không phải đang uy hát yêu ta ép Liễu Sinh Hùng mà đang nói kế hoạch của mình. Trừ phi Liễu Sinh Hùng đồng ý trao đổi con tin, nếu không thì không ai ngăn cản được tiêu phàm, đám sơn khẩu gã chết chắc rồi. Liễu Sinh Hùng đúng là không chút do dự đành đồng ý. Được, ta đồng ý trao đổi con tin. Địa điểm, tiêu tiên sinh địa điểm do ta định ngươi sẽ yên tâm chứ nói đi được địa điểm ta chọn là quảng trường công viên tĩnh xuyên của bắc thành nơi đó người ở thưa thớt tầm nhìn rộng rãi là nơi lý tưởng để trao đổi con tin được khi nào gặp tiêu tiên sinh ngươi chọn thời gian đi ta lập tức đưa trần cảnh quan đi công viên tĩnh xuyên sơn bất kể lúc nào ngươi đến gọi điện thoại cho ta là được ta sẽ luôn ở đó chờ ngươi hạ cố liễu sinh hùng nói rất rộng lượng Tiêu Phàm lập tức tắt điện thoại. Đám cảnh sát sơn khẩu lại thất thủ sao? Thu tử nhìn Liễu Sinh Hùng, hoảng hốt hỏi. Đám cảnh sát sơn khẩu về trình độ võ thuật và ninjatsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja chưa hẳn đã giỏi hơn các đằng tú xuyên. Quan trọng gã là cảnh sát, không phải một người hành động đơn độc, một đám cảnh sát có súng, sao có thể thất thủ? Ừ, việc này cũng bình thường, ta vốn không trông đợi sơn khẩu thật sự bắt được tiêu phàm, nếu tiêu phàm bị sơn khẩu bắt e là ta sẽ vô cùng thất vọng liễu sinh hùng khẽ mỉm cười vẫn ung dung như trước dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay gã dù nói thế nào thì mục đích ta muốn sơn khẩu chọc giận hắn cũng đạt rồi thu tử hỏi chúng ta thật sự phải đến công viên tĩnh xuyên trao đổi con tin với hắn sao liễu sinh hùng liếc nhìn cô cười cười nói công viên tĩnh xuyên chắc chắn là phải đi nhưng trao đổi con tin hay không thì chưa chắc Thu tử vội vàng nói. Các y, gia chủ, tôi cũng nghĩ như vậy. Công viên tĩnh xuyên chỗ đó tầm nhìn thoáng, ngắm bắn rất tốt, đặc biệt thích hợp ngắm bắn cự ly xa. Nếu như đánh giáp lá cả đã không phải là đối thủ của tiêu phàm, đến hai đám người kết hợp cả võ thuật cả vũ khí cũng đều bị hắn tiêu diệt, thì ngắm bắn cự ly xa như vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí thu tử cho rằng, việc hẹn ở công viên tĩnh xuyên để trao đổi con tin là việc không cần thiết. Tên tiêu phàm kia chẳng phải nói sẽ trực tiếp tấn công Liễu Sinh Trang Viên sao? Vậy thì cứ để cho hắn đến, Liễu Sinh Trang Viên mới là nơi tốt nhất ngắm bắn hắn, thích hợp hơn so với công viên Tĩnh Xuyên. Không phải người sống lâu ở Liễu Sinh Trang Viên, có thể không bị lạc trong hành lang gấp khúc ở đây đã tốt lắm rồi, sao có thể phòng bị ở một nơi còn không biết nấp vào góc nào để tránh bị bắn lén? Ở Liễu Sinh Trang Viên, thiên thời địa lợi nhân hòa đều hội tụ, thì có lý do gì mà không thắng? đừng nói là một tên hoa hạ cho dù cả một đám người hoa hạ đến cũng chắc chắn chết luôn nhưng nếu sinh hùng không sắp xếp như vậy thu tử cũng không tiện nói ra hơn nữa tiêu phàm cũng nói rất rõ ràng trong điện thoại nếu liễu sinh hùng không đồng ý trao đổi con tin hắn sẽ trực tiếp xử chết các đằng tú xuyên và đám cảnh sát sơn khẩu đó bất kể là các đằng tú xuyên hay đám cảnh sát sơn khẩu thì quan hệ giữa thu tử và bọn họ đều rất bình thường không phải thờ ơ với sự sống chết của bọn họ thì ít nhất cũng không phải quan tâm như vậy, quan trọng ở chỗ, về bản chất, cô và các đằng tú xuyên đều cùng dòng tộc, gia thần của liễu sinh ra. Nếu tự mình mở miệng nói không quan tâm đến sự sống chết của các đằng tú xuyên và đám cảnh sát sơn khẩu, chẳng khác gì tự đào huyệt chôn mình. Tiền lệ này vừa mở, chỉ sợ có một ngày, nếu cần thiết, gia chủ sẽ không chút khách khí mà hy sinh cả bản thân mình. Liễu sinh hùng khẽ gật đầu, nói. Thu tử, cô chuẩn bị chút, qua đó trước đi cáp y, thu tử cúi thấp người. Gia chủ, để thận trọng tôi đề nghị dẫn theo chính giã và cao điền quân cùng đi. Tên hoa hạ đó rất lợi hại, ba người chúng ta cùng ra tay, chắc chắn phải mạnh hơn hắn. Thu tử nói một cách vô cùng quan trọng. Người ngoài bất luận như thế nào đều không thể biết cô gái nhìn xinh đẹp lung linh, dịu dàng thanh thoát này, dường như ngoài việc thỏa mãn liễu sinh hùng trên giường thì chẳng có sở trường nào khác. Thật ra tiểu thư thu tử là tay súng bắn tỉa số một trẻ nhất của gia tộc liễu sinh. Cô có khả năng thiên phú vô cùng xuất sắc trong việc sử dụng các loại súng, cho dù là bắn ở cự ly gần hay bắn tỉa cự ly xa, Thu Tử đều có giác quan thứ sáu như thần. Trong rất nhiều lần quyết đấu, những ninja của gia tộc Liễu Sinh đều không thoát khỏi tay súng của Thu Tử. Cho dù như thế, Thu Tử cũng tuyệt đối không có đối thủ. Ngoài cô, Liễu Sinh chính giã và Cao Điền Nhất Lang là hai tay súng bắn tỉa giỏi nhất của gia tộc Liễu Sinh. Ba người, ba tay súng bắn tỉa cử khôi lại thêm tầm nhìn tốt của công viên tĩnh xuyên chỉ cần người hoa hạ tên gọi tiêu phàm này không phải thiên thần hạ giới thì thời điểm hắn xuất hiện ở quảng trường công viên tĩnh xuyên chính là giờ chết của hắn liễu sinh hùng khẽ cười nói chính dã và cao điền đã sớm đến đó rồi đã sớm đến đó rồi thu tử xứng người chẳng lẽ gia chủ biết trước được tiêu phàm phải trao đổi con tin với gã ở công viên tĩnh xuyên nên đã sớm sắp xếp rồi thu tử người hoa hạ có câu nói giang hồ hiểm ác thật thà quá tất sẽ chịu thiệt thòi liễu sinh hùng bất giác thở dài lắc đầu nói hai mắt thu tử mở to thu tử dù tiêu phàm có chủ động đề nghị trao đổi con tin hay không chẳng lẽ ta không thể khiến hắn đến công viên tĩnh xuyên sao chỉ cần trần dương ở trong tay ta quyền chủ động mãi mãi thuộc về ta ngươi đã hiểu chưa cáp y thu tử lại cúi người thật thấp khi ngẩng đầu lên vẻ mặt đã cực kỳ sùng bái chương 372, đánh lén. Tĩnh Xuyên Sơn cách thành phố Bắc Điền khoảng 20 cây em về phía đông bắc. Rừng núi xanh um tươi tốt, cây cối cao vút trời, một màu xanh phủ rộng khắp. Độ che phủ rừng cây ở nước đông đảo vốn rất cao, nhất là bắc đảo, đất rộng người thưa, từng vùng từng vùng rừng nguyên thủy. Tất nhiên, diện tích của riêng bắc đảo, rừng nguyên thủy trên đảo kéo dài rộng khắp, không thể so sánh với rừng nguyên thủy của đông bắc nước hoa hạ nhưng đối với bất cứ người nào hay đoàn khách du lịch nào mà nói, thì rừng nguyên thủy hàng trăm ngàn km vuông đã quá đủ rộng lớn. Công viên Tĩnh Xuyên thật ra là cổng vào rừng nguyên thủy của Tĩnh Xuyên Sơn, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Đang là tháng 7, thời tiết nắng giáo, quang cảnh Bắc Quốc, trời xanh ngàn dặm. Không xa cổng vào công viên Tĩnh Xuyên có một quảng trường lớn lát đá xanh, chạm trổ một vài hình vẽ cổ xưa và một số thiết bị vui chơi giải trí. Đây là nơi người dân thành phố Bắc Điền đến thư giãn vào ngày nghỉ, không ít khách du lịch nước ngoài cũng đến tham quan công viên Tĩnh Xuyên. Vì vậy, công viên Tĩnh Xuyên cũng được xem là một trong những thắng cảnh du lịch của thành phố Bắc Điền. Thu tử phỏng đoán, đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Phàm đồng ý ngay việc trao đổi con tin ở công viên Tĩnh Xuyên. Thắng cảnh du lịch, trong tưởng tượng của người bình thường, lúc nào cũng đông người, không quá vắng vẻ yên tĩnh. Trao đổi con tin ở nơi đông đúc như vậy, có thể tránh được sự uy hát yêu ta ép bắn tỉa từ xa một cách hiệu quả một khi bị tấn công bất ngờ cố gắng chạy về phía đông người nhất đây là kiến thức phổ thông người đông cục diện hỗn loạn tay súng bắn tỉa không dễ dàng để hoảng sợ tiếp tục ngắm đúng mục tiêu trong đám người chạy đó nhìn quảng trường công viên tĩnh xuyên vắng ngắt yên tĩnh thu tử khẽ nhếch mép lộ ra một nụ cười chế nhạo người nước ngoài rốt cuộc không thể hiểu tình trạng thật sự của công viên tĩnh xuyên Công viên Tĩnh Xuyên đương nhiên là thắng cảnh du lịch, nhưng thật sự thu hút khách du lịch là đền chùa miếu mạo và các cảnh quan tự nhiên khác trong núi sâu, chứ không phải quảng trường mà con người xây dựng. Phần lớn khách du lịch chỉ xem quảng trường như một bãi đỗ xe, sau đó trực tiếp men theo đường mòn ven rừng vào núi. Quảng trường công viên rộng lớn, nhưng chẳng có mấy người. Địa thế xung quanh không chỗ che chắn, ẩn nấp là nơi lý tưởng nhất để bắn tỉa. Chỉ cần tiêu phàm dám xuất đầu lộ diện, cho dù hắn có hóa thành chim cũng tuyệt đối không thoát được ba tay súng bắn tỉa thiện nghệ. Thu tử lái chiếc xe ô tô Việt giã nội địa của Đông Đảo Quốc, từ từ dừng lại ở một góc tối của quảng trường. Thu tử lúc này không còn mặc trang phục kimono dịu dàng nữa, mà mặc một bộ thể thao sen kẽ màu xanh lục, chân đi giày leo núi, mái tóc dài kẹp sau gáy, nhét gọn trong chiếc mũ lưỡi chai cũng màu xanh lục, nhìn vô cùng khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Bộ thể thao, mũ lưỡi chai đều sen kẽ màu xanh lục không nghi ngờ gì nữa, trong khu rừng nguyên thủy thì đây là màu ngụy trang tốt nhất. Xe Việt giã dừng hẳn trong góc, thu tử nhẹ nhàng nhảy xuống xe, kéo một cái túi vải buồm màu đen từ băng ghế sau vác lên vai, thân mình khẽ chuyển động mấy cái đã biến mất trong con đường dẫn vào rừng. Trang phục trên người hòa lẫn với rừng cây, thật khó phân biệt. Mấy phút sau, thu tử đã xuất hiện trên ngọn núi nhỏ cách đấy không xa. Ngọn núi nhỏ bao quanh rừng cây dày đặc, không có cảnh vật gì, cũng không có bất kỳ công trình nào do con người xây dựng. Trong hoàn cảnh bình thường, tuyệt đối không có khách du lịch hay người nào khác chạy lên ngọn núi này. Đối với địa hình vùng này, thủ tử đã quá quen thuộc. Những vòng chung kết trong nội bộ gia tộc Liễu Sinh, ít nhất đã hai lần tổ chức ở đây, thủ tử đã thuộc lào lào địa hình xung quanh quảng trường công viên. Cho dù trước đây cô chưa bao giờ đến quảng trường công viên, đứng ở lối vào quảng trường nhìn sơ qua cũng có thể tìm được vị trí bắn tỉa vô cùng thích hợp. Đây là bản lĩnh cơ bản của một tay súng bắn tỉa ưu tú. Lưng thu tử vác túi vải dù màu đen, bước chân nhẹ nhàng, vượt qua đỉnh núi, thân người nhanh chóng biến mất sau đống đất nhô lên. Sau đống đất này, có một thế giới khác. Nếu người có kinh nghiệm bắn tỉa đến đây, nhìn qua là có thể thấy, nơi này là một trận địa ngắm bắn đơn độc đơn giản. Thu tử gật gật đầu hài lòng. Trận địa ngắm bắn đơn độc ở đây chính là do chính cô tự tay sắp xếp khi thi đấu trong nội bộ gia tộc lần trước đã mấy tháng trôi qua nơi đây vẫn giữ hình dạng như trước xem ra không cần phải ra công tu bổ mà có thể tiếp tục sử dụng luôn thu tử ngồi xổm sau đống đất mở cái túi vải dù lộ ra một vali dài màu đen bên trong lấp lánh ánh sáng kim loại cực kỳ mê hoặc mở vali thu tử lấy ra từng linh kiện của súng ngắm lắp thành một cây súng bắn tỉa hoàn chỉnh vẻ mặt chăm chú cẩn thận tỉ mỉ cô còn thời gian không vội gia chủ mới nói chuyện điện thoại với tiêu phàm Cô gần như lập tức di chuyển đến đây. Cái tên Hoa Hạ đó có lợi hại cũng là người nước ngoài, sợ là ngay cả công viên Tĩnh Xuyên nằm ở vị trí cụ thể nào, hắn cũng phải tìm xem bản đồ hoặc hỏi người khác mới biết được, tất nhiên không thể đến công viên nhanh hơn cô được. Hơn nữa vừa rồi trên đường đi, gia chủ lại gọi cho cô báo đám cảnh sát Sơn Khẩu vẫn còn ở trong thành phố. Đây là thông tin tình báo biết được nhờ vào việc dò sóng điện thoại của đám Sơn Khẩu cái tên người hoa hạ ngông cuồng tự cao tự đại đó vẫn chưa tắt máy hoặc vứt di động của đám sơn khẩu đi. Nếu trao đổi con tin thì cái tên hoa hạ đó chắc chắn phải mang đám sơn khẩu và các đằng tú xuyên đi cùng. Cho dù gia chủ có thật sự muốn trao đổi con tin với hắn hay không, nhưng vì an nguy của bạn gái, tiêu phàm chỉ có thể lựa chọn là tin tưởng thành ý của gia chủ. Cái tên hoa hạ đó thật ngu ngốc. Biết rõ liễu sinh gia chủ muốn gây bất lợi cho hắn, nhưng vì một người con gái còn thật sự chạy đến Bắc Điền tìm cái chết. Bản thân thu tử tuy là con gái, nhưng lại ăn sâu bén dễ tư tưởng, trọng nam khinh nữ. Giống như phần lớn đàn ông đông đảo, không có khái niệm khác, thu tử đang nghĩ, đừng nói là vì, bạn gái, cho dù có vì vợ cũng không đáng để mạo hiểm tính mạng. Nếu có một ngày, mình bị bắt cóc, thì liễu sinh gia tộc chắc chắn sẽ không mạo hiểm đến cứu cô. Cho dù liễu sinh gia chủ có bằng lòng mạo hiểm như vậy, thì thu tử cũng tuyệt đối không đồng ý không đáng. Bây giờ đã là buổi chiều, thu tử phỏng đoán, tiêu phàm chỉ cần không phải tên ngốc thật sự, hẳn sẽ chọn trao đổi con tin khi trời tối. Bất kể nói thế nào, ban đêm mãi mãi là kẻ thù lớn nhất của những tay súng bắn tỉa. Mặc dù có màn hình nhiệt hồng ngoại và dụng cụ ngắm chuẩn, nhưng lại rất khó nhận ra mục tiêu trong bóng đêm. Thật sự muốn ngắm bắn thành công, cách đảm bảo nhất chính là bắn chết toàn bộ người của đối phương. Nhưng cứ như vậy, thì khó khăn lại càng nhiều ngoài ngắm bắn cự ly xa với thân thủ thay đổi bất thường của đối phương nếu đánh gần cho dù gia chủ có đích thân ra tay e là cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều lợi thế nhưng cho dù tính toán là trao đổi con tin vào buổi tối thu tử vẫn cho rằng tỷ lệ tiêu phàm có thể thoát được bắn tỉa thật sự không lớn đêm tối dĩ nhiên có thể đem đến sự bảo vệ khá tốt nhưng đó chỉ là trong những hoàn cảnh bình thường không như hoàn cảnh mà thu tử bố trí là một sát trận liên hoàn chính giã và cao điền đều là những tay bắn tỉa dày dạn kinh nghiệm. Hai người đều đã từng là bộ đội tinh nhuệ trong đội tử vệ, đảm nhiệm vị trí tay súng bắn tỉa trong quân ngũ. Bọn tiêu phàm chỉ cần không quá đông người, dưới sự tấn công hỏa lực đan sen của ba người, có thể sống sót chỉ có thể nhờ vào may mắn. Ngoài ra, thủ tử còn sắp xếp bốn tổ quan sát hai bên đường phía trước công viên tĩnh xuyên, đồng thời có nhiệm vụ yểm trợ cho những tay súng bắn tỉa. Bốn tổ quan sát này tất nhiên không chuyên nghiệp như ba người họ, nhưng cũng không phải gà mờ kỹ năng nắm bắn có thể chưa chính xác hoặc chưa đủ lực nhưng bọn chúng ngồi trên xe tấn công trực tiếp tiêu phàm thì tỷ lệ ngắm chúng mục tiêu vẫn rất lớn hơn nữa tổ chịu trách nhiệm trao đổi con tin với tiêu phàm cũng không phải ngồi không mỗi người đều được trang bị súng tấn công tiểu liên nhập khẩu từ isero hỏa lực cực mạnh lực sát thương ghê gớm dưới hỏa lực đã được thiết lập đan sen cả cự ly xa với cự ly gần tấm lưới này mà chùm xuống cho dù tiêu phàm có thật sự là thiên thần hạ phàm, thu tử cũng không cho rằng hắn có thể sống sót ra khỏi công viên tĩnh xuyên. Thu tử chưa bao giờ tin có chuyện hoang đường, càng không tin có kỳ tích. Về phần các đằng tú xuyên và đám cảnh sát sơn khẩu thì nói thật là thu tử thật sự không suy nghĩ nhiều. Tuy rằng cô không đến mức nói những lời vô tình trước mặt liễu sinh gia chủ, nhưng cũng không ngại ngần mà thực hiện kế hoạch như vậy. Đã là gia thần của liễu sinh gia chủ, thì bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần hy sinh vì gia chủ. Thu tử cuối cùng cũng lắp xong khẩu súng bắn tỉa. Theo dáng dấp của mình, thu tử không chọn súng quá cồng kềnh, cũng không quá oai phong lẫm liệt như khẩu Barrett 50 hạng nặng, đạn 12,7mm, có khả năng sát thương hơn 2.000m. Dĩ nhiên đầu ruồi của khẩu Barrett hạng nặng không thích hợp cho thu tử sử dụng, càng không phù hợp với nhiệm vụ bắn lén hôm nay. Thu tử cần khẩu súng tầm bắn không xa như vậy, tầm sát thương không phải thay đổi như vậy, nhưng có thể nhả đạn liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Tay súng bắn tỉa dù dũng mãnh cũng không thể cam đoan sử dụng thiết bị ngắm bắn hồng ngoại ngắm trúng mục tiêu khi khả năng quan sát cực thấp vào ban đêm. Vì thế, khẩu súng thu tử chọn là PSG trừ một câu đen, súng trường chính xác do công ty cóc sản xuất. Sự tinh vi cẩn thận của người Germany thể hiện vô cùng tinh tế trên khẩu súng này. Súng trường PSG-1 được coi là một trong những khẩu súng bán tự động chính xác nhất trên thế giới, có thể bắn liên tục 50 viên đạn vào vòng tròn đường kính không quá 8cm ở cự ly trên 300m. Dù súng PSG-1 cũng nặng đến 8kg, nhưng so với 13kg của súng hạng nặng Barrett thì vẫn nhẹ hơn rất nhiều. Thu tử nâng khẩu súng đen được chế tạo từ nhựa cao phân tử lên, bắt đầu quan sát tình hình quảng trường qua gương ngắm. Tầm nhìn tốt, tầm ngắm cũng rất tốt ở vị trí của thu tử đang đứng hiện tại những tay súng bắn tỉa trong tay cô có thể che phủ toàn bộ quảng trường công viên thu tử gác súng trước trận địa đơn binh mở máy bộ đàm bắt đầu gọi chính giã cao điền và mấy tổ khác chính giã và cao điền đã vào trận địa thiết lập sẵn báo cáo vị trí của mình những tổ khác cũng trả lời đã chuẩn bị xong thu tử nheo mắt khóe miệng thoáng nét cười chính giã và cao điền không hổ là bạn nối khố của cô chọn vị trí ngắm bắn cực tốt vừa khéo kết hợp với cô tạo thành hình tam giác cân đối, hỏa lực tấn công đan sen không còn góc chết. Tốt lắm, bây giờ chỉ còn đợi tên hoa hạ đến để tiến hắn trầu trời. Trong đầu thu tử hiện ra câu tục ngữ xưa của người hoa hạ mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nền văn minh của người hoa hạ bắt nguồn từ xa xưa, nhưng võ công của bọn họ thật sự là quá kém. Khóe miệng thu tử hiện rõ nét cười chế diễu, chương 373, bản lĩnh đàn ông mặt trời từ từ lặn, điện thoại của thu tử vang lên. Là tổ quan sát thứ nhất ở ngoại thành báo cáo, có một chiếc xe buýt nhỏ mang biển du lịch vừa chạy khỏi nội thành, hướng về phía công viên Tĩnh Xuyên. Theo quan sát thì chiếc xe buýt đầy hành khách, thu tử trả lời, cũng không chú ý lắm. Tiêu phàm chắc hẳn không ngồi trên chiếc xe buýt nhỏ này. Đã thương lượng trao đổi con tin, trong đó còn có đám cảnh sát, Tiêu Phàm dù hống hách khoác lác cũng không thể ném đám cảnh sát sơn khẩu và các đằng tú xuyên lẫn lộn lên xe buýt với một đám khách du lịch. Phải hiểu hắn bây giờ đang là tội phạm Giota ít người bị truy nã. Nếu trong phạm vi nước Hoa Hạ, với thế lực nhà Tiêu gia, cái gọi là lệnh truy nã của nước Đông đảo này chẳng là cái đinh gì, bất cứ một sở cảnh sát nào, bất cứ một tên cảnh sát nào của nước Hoa Hạ cũng không quan trọng lệnh truy nã này. Nhưng đây là nước Đông đảo, là thành phố Bắc Điền, người tiêu phàm tạm giữ chính là cảnh sát đương nhiệm của thành phố Bắc Điên. Đông đảo được gọi là đất nước cảnh sát, lực lượng trang bị cảnh sát rất hùng mạnh. Hơn nữa, trời bây giờ còn chưa tối, lúc này mà tiêu phàm đến công viên tĩnh xuyên thì chắc chắn đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên, không lâu sau, chiếc xe buýt nhỏ đến quảng trường công viên tĩnh xuyên, dừng bên đường, một đoàn khách du lịch bước xuống. Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch vẫy cờ, men theo con đường nhỏ sau quảng trường vào núi đi hơn 10 mét theo con đường đó sẽ dẫn tới một tòa tháp cổ, là nơi các du khách thường đến tham quan du lịch. Mặc dù biết ít có khả năng tiêu phàm ngồi trên chiếc xe buýt này, nhưng thu tử vẫn cẩn thận nằm xuống, nâng súng lên, quan sát nhất cử nhất động của đám du khách qua ống nhòm, cho đến khi toàn bộ bọn họ vào núi, biến mất ngoài tầm quan sát, thu tử mới thở nhẹ. Nửa giờ sau, tổ quan sát báo cáo, lại một chiếc minibus chạy về phía công viên. Sự thật chứng minh, vẫn là, báo động giả, tiêu phàm vẫn chưa có mặt trên chiếc xe này. Cùng lúc đó, tin tức từ đại bản doanh truyền đến, nói đã mất tín hiệu điện thoại di động của đám cảnh sát sơn khẩu, xem ra cái tên hoa hạ đó đã chuẩn bị rồi. Muốn hoàn toàn mất tín hiệu điện thoại di động thì tắt máy chưa đủ, nhất định phải lấy pin điện thoại ra mới không lần theo được. Trời tối dần, khi đám người trên chiếc xe thứ ba cũng biến mất ngoài tầm ngắm của ống nhòm, thu tử thở phào, bỏ khẩu PSG trừ một khỏi vai, ngồi dậy, dựa người vào sau, thở phào. Ngắm bắn, mai phục không chỉ là kỹ thuật mà cũng là việc hao tốn thể lực. Những người không có kinh nghiệm này, nếu chỉ nhìn những tay bắn tỉa mai phục trong các tác phẩm nghệ thuật hoặc trong các tác phẩm truyền hình thì trong suy nghĩ chỉ xuất hiện hai từ, đó là phong cách. Tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng mai phục lâu dài là cực khổ thế nào. Những tay súng bắn tỉa cũng không phải người được tạc bằng gỗ mà là người sống có máu có thịt, trong quá trình ẩn nấp mai phục cũng cần thả lỏng và nghỉ ngơi hợp lý. Thấy trời đã sắp tối hẳn, thủ tử đoán Trừng Tiêu Phàm cũng sắp hành động, đây chắc là lần nghỉ cuối cùng, sau lần nghỉ này thật sự không thể thả lỏng nữa, phải dốc toàn lực ứng phó. Thủ tử khẽ xoay khớp cổ tay, cầm bình nước bên cạnh lên, ngước mặt uống một ngụm. Sau đó, vẻ mặt thư thái bỗng chốc khẩn trương. Một cảm giác nguy hiểm bất giác tràn ngập trong lòng. Không có tiếng động, nửa tiếng động cũng không hề nghe thấy nhưng bản năng ninja có thể cho thu tử biết có người tiếp cận hơn nữa còn là một người cực kỳ cực kỳ nguy hiểm thậm chí trực tiếp đe dọa tính mạng của cô thu tử vụt quay đầu lại liền thấy một bóng người một người đàn ông dù trong rừng cây đã rất tối thu tử vẫn có thể nhìn thấy diện mạo người đó vô cùng tuấn tú sắc mặt hơi trắng xanh thậm chí nhìn còn nho nhã ôn hòa hơn liễu sinh gia chủ tiêu phàm Thu tử đã xem ảnh tiêu phàm, sắc mặt vụt thay đổi, miệng lập tức há to hình chữ O, nhưng không kêu nổi một tiếng. Ngay sau đó, thu tử cuối cùng cũng có phản ứng, hai tay chộp lấy khẩu súng. Tiêu phàm khẽ lắc đầu. Hai tay của thu tử lập tức cứng lại, chỉ một lúc, từ từ thu về, ngoan ngoán để ở bụng mình, hơi kho người về phía tiêu phàm, hạ giọng nói. Tiêu tiên sinh, đầu óc hoạt động thật nhanh. Cô mặc dù lần đầu gặp tiêu phàm, nhưng cũng biết nếu tiêu phàm đã đối mặt với cô thì có muốn cầm súng lên phản kháng rõ ràng không có nhiều khả năng tiêu phàm có thể xuất hiện trước mặt cô không một tiếng động khoảng cách gần như vậy cô không thể có một chút cơ hội nào đám cảnh sát sơn khẩu đã nói rất rõ ràng bốn tên ninja thuộc hạ của các đằng tú xuyên gần như bị g cùng một lúc chỉ một chiêu bốn tên ninja được huấn luyện bài bản kinh nghiệm dày dạn đồng loạt mất mạng trước kia thu tử không nói là đã thấy đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ trong suy nghĩ của Thu Tử, đó không phải khả năng con người có thể làm được mà thuộc về lĩnh vực thần thánh. Bây giờ, vị thiên thần đứng trước mặt cô, đứng trên cao nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại càng bình thản, không hề lộ chút sát khí. Nhưng Thu Tử hiểu rất rõ, mình không thể có hành động khác thường. Nếu không, trận địa ngắm bắn đơn binh này chính là nơi kết thúc cuối cùng cuộc sống của mình. Điều này, Thu Tử không chút nghi ngờ. Tiêu Phàm xem ra cũng không phải người có tính cách dễ kích động, không nắm chắc 10 phần, hắn sẽ không đối mặt với cô. Khi cô chưa phát giác tung tích của hắn, thì hắn đã có hơn chục cơ hội lấy mạng cô. Tiểu thư thu tử. Tiêu Phàm cứ đúng trước mặt thu tử như vậy, mỉm cười hỏi, bình tĩnh như không. Thu tử kinh ngạc. Tiêu tiên sinh, ngài biết tôi sao? Thu tử mặc dù là một tay súng cực kỳ xuất sắc, cũng là một ninja xuất sắc, nhưng trong nội bộ gia tộc liễu sinh, cô chỉ là một nữ hầu bên cạnh liễu sinh hùng, địa vị hèn mọn. Những gia thần như các đằng tú xuyên, thân thủ có thể không bằng cô, nhưng địa vị thì cao hơn cô rất nhiều. Thu tử tuân thủ rất nghiêm ngặt những quy tắc cũ, bình thường cứ lặng lẽ phục vụ liễu sinh hùng, thỏa mãn mọi yêu cầu của gã, thậm chí rất ít khi xuất đầu lộ diện ra ngoài, duy chỉ có khi tổ chức đại hội trong gia tộc mới có thể vô tình mà lộ mặt. Nhưng với bên ngoài thì cô đúng là vô danh tên hoa hạ từ xa đến kia, mở miệng đã gọi đúng tên cô rồi. Từ đó có thể biết tiêu phàm đã tìm hiểu gia tộc liễu sinh, không phải đơn giản như cô tưởng tượng mà đã tìm hiểu cực kỳ sâu xa rồi. À, các đằng tiên sinh có nói với ta một số chuyện liên quan đến tiểu thư thu tử. Tiêu phàm vẫn nói rất nhẹ nhàng. Các đằng quân, thu tử lại giật mình kinh hãi, vẻ mặt bỗng lộ đầy tức giận. Các đằng lại dám là phản đồ sao? Điều này đối với thu tử mà nói gần như là không thể tưởng tượng. Các đăng tú xuyên bị tiêu phàm đánh đại bại không tốn chút sức lực, không lập tức mổ bụng tả tội, đã là một kẻ nhát gan, lại còn đầu hàng tiêu phàm, chủ động cung cấp những thông tin cụ thể trọng nội bộ gia tộc liễu sinh. Quả thực là vô sỉ. Tiêu phàm khẽ lắc đầu nói. Các đăng tiên sinh không làm phản đồ, nhiều khi chính hắn cũng không thể khống chế đầu óc mình, càng không khống chế được miệng mình. Thu tử lập tức hiểu ra, nói. Các người dùng thủ đoạn thôi miên cát đằng sao? Tuy lời nói như thế, nhưng sắc mặt càng lộ vẻ hoảng sợ. Dùng thủ đoạn thôi miên để bức cung quả nhiên là tốt nhất, nhưng cũng rất khó khăn, nhất là sử dụng thuật thôi miên để hỏi han đối với một ninja dày dạn kinh nghiệm như cát đằng tú xuyên thì lại vô cùng khó. Khả năng của một ninja có thể cao thấp khác nhau, nhưng có thể trở thành một ninja thì bản thân phải chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường khó mà tưởng tượng được, tâm trí kiên định, không thể nghi ngờ Người có ý chí càng cao thì càng khó thôi miên. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Ta có một người bạn rất giỏi thuật thôi miên." Trong Tuyệt Kỹ, ngự hương của Thất Đại Tuyệt Kỹ Thất Diệu Cung cũng gồm cả mê hồn thuật cực kỳ cao minh, cũng chính là tên mà Phương Tây vẫn gọi là thuật thôi miên. Mỗi lần mang Hắc Lân lên máy bay, Tân Lâm đều phải can thiệp với nhân viên quản lý, nói một vài câu đã thuyết phục được đối phương nhưng thủ đoạn bề ngoài của mê hồn thuật cũng chỉ là chuyện nhỏ như gợi yêu ta ết gà mổ trâu mà thôi. Thu tử không nói gì, vẫn đối mặt với tiêu phàm, không chút sợ sệt. Chắc chắn rằng, trong tình huống này, tiêu phàm hoàn toàn chiếm thế thượng phong, hoàn toàn nắm trong tay thế cục, nhưng muốn thu tử khuất phục người đàn ông hoa hạ mới là khó. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, thu tử đã biết mình là nô tỳ của liễu sinh gia chủ, cuộc đời này sống vì gã, chết cũng cần phải chết vì gã bao nhiêu năm nay không ngừng nhấn mạnh quan niệm này đã từ lâu khắc sâu tâm khảm xương cốt khó có thể thay đổi tiêu tiên sinh người định xử lý ta thế nào đối mặt hồi lâu thu tử lạnh lùng hỏi tiểu thư thu tử cô là người hiểu rõ không cần nói cô cũng biết cái gọi là trao đổi con tin ở công viên tĩnh xuyên chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm của liễu sinh hùng trần dương vốn dĩ không ở đây đúng không tiêu phàm chậm rãi hỏi đúng vậy vì thế Tiêu Tiên Sinh nếu muốn bắt ta làm con tin trao đổi với Liễu Sinh gia chủ, e là kết quả sẽ làm Tiêu Tiên Sinh vô cùng thất vọng. Những người như bọn ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp so với kế hoạch của Liễu Sinh gia chủ. Liễu Sinh gia chủ tuyệt đối sẽ không vì sự an nguy của mấy người chúng ta mà thương lượng với Tiêu Tiên Sinh đâu." Thu tử nhẹ giọng nói, dường như chuyện đang nói không phải chuyện sống chết của bản thân. Cái kiểu bình tĩnh thản nhiên đó, làm người ta thấy khó hiểu. Tiêu Phàm cười khẽ, khóe miệng thoáng nét diếu cợt, nói. Tiểu thư thu tử, ta nghĩ cô hiểu nhầm rồi. Ta khác chủ nhân của cô, lấy nữ nhân ra uy hát yêu ta ép người khác, thủ đoạn hạ lưu này ta khinh không thèm dùng. Hai gò má của thu tử ửng đỏ, nhưng không phải vì bản thân cô mà vì cảm thấy đỏ mặt xấu hổ thay cho liễu sinh gia chủ. Người đàn ông hoa hạ này dùng hành động thực tế của mình để nói cho thu tử biết cái gì gọi là bản lĩnh đàn ông đích thực, cái gì gọi là khí phách lớn đích thực. Vậy, người muốn thế nào? rất đơn giản, ta muốn để chủ nhân của cô biết ta đã ở đây, hơn nữa đã bị cô bắt giữ, ít nhất phải tạo ảo giác như vậy cho gã. Thu tử lại cười, tiêu tiên sinh, người cảm thấy ta sẽ hợp tác với người sao? Tiểu thư thu tử, không phải ta thương lượng với cô, cũng không phải ta muốn cô hợp tác. Ta chỉ nói để cô biết thôi. Tiêu phàm lắc đầu, nói khẽ. Thu tử còn chưa hiểu rõ đã cảm thấy trước mặt tối đen, chi giác lập tức trở nên mơ hồ, rất nhanh không còn biết gì nữa. chương 374, ba hướng tấn công. Trời đã tối đen, liễu sinh sơn trang ở thành bắc lần lượt sáng đèn. Nhưng so với những ánh đèn sáng trưng xung quanh, những bóng đèn nê ông liên tục nhấp nháy của các tòa cao ốc, thì liễu sinh sơn trang hoàn toàn giống một thế giới khác, dường như vẫn đang trong thời kỳ trung cổ, không hợp với những tòa cao ốc hiện đại này. Cũng may là ở nước đông đảo có rất nhiều kiến trúc cổ được bảo tồn khá tốt, cho dù là ở thành phố Bắc Điền, kiến trúc phong cách cổ của Liễu Sinh Trang Viên không phải độc nhất vô nhị, đây mới khiến cho Liễu Sinh Sơn Trang không cố thu hút chú ý của mọi người. Bản thân nhân khẩu trong Liễu Sinh gia tộc không nhiều, cho dù nuôi không ít gia thần gia tướng và nhân viên phục vụ gia chủ, đối với Sơn Trang tương đối lớn mà nói thì số người này còn quá ít. Bởi vậy cứ đến buổi chiều, toàn bộ Sơn Trang liền có vẻ u ám, gió lạnh từng đợt, rất khủng bố. Nhưng tối nay, Liễu Sinh Sơn Trang đặc biệt vắng lặng. Tối qua tổn thất 6 người tinh nhuệ các đằng tú xuyên, Mỹ giai tử, chiều nay thu tử lại đem mười mấy người đi, lực lượng cảnh vệ ở nhiều chỗ đều bị bỏ trống. Liễu sinh sơn trang tối nay nhìn ngoài vẫn giống ngày thường, yên bình vắng lặng, nhưng trên thực tế đã miệng cọp gan thỏ. Liễu sinh hùng mặc bộ kimono màu xanh đen, lẳng lặng khoanh chân ngồi trong phòng, hàng lông mày nhíu lại. Gã vừa nhận được điện thoại của một cô gái, tự xưng là bạn của tiêu phàm, thông báo cho Liễu sinh hùng, bọn họ đã xuất phát đến công viên tĩnh xuyên mong liễu sinh hùng chuẩn bị trao đổi con tin đồng thời cô gái này cũng cảnh cáo liễu sinh hùng đừng dở cho nếu không bọn họ sẽ xử lý các đằng tú xuyên và đám cảnh sát sơn khẩu không khách khí dù không được giới thiệu nhưng liễu sinh hùng có thể đoán được cô gái này chính là tân lâm theo tin tức bên kia thông báo thì cạnh tiêu phàm có một nữ hầu thân cận xuất thân thần bí võ nghệ cao cường là vệ sĩ của tiêu phàm Lần này Tiêu Phàm đến Bắc Điền, không đi cùng người khác, người nữ hầu thân cận này lại nhất định đi cùng. Giống như Liễu Sinh Hùng muốn mạo hiểm ra nước ngoài, Thu tử cũng nhất định phải kè kè bên cạnh. Liễu Sinh Hùng lập tức báo tin này cho Thu tử. Nhưng nghe giọng Thu tử dường như có chút khác thường so với mọi khi, sự khác thường này vô cùng nhỏ, người bình thường sẽ không nhận thấy. Nhưng Liễu Sinh Hùng không phải người bình thường, quan hệ giữa Thu tử và gã lại quá thân thiết, tất nhiên điện thoại di động có lúc sẽ tạo thành những âm thanh sai lệch nhất định, huống hồ là công viên tĩnh xuyên cách thành phố hai mươi mấy cây số, tín hiệu không tốt cũng là hiện tượng bình thường. Sự khác thường rất nhỏ đó không đủ khiến cho Liễu Sinh Hùng lập tức chọn hành động quả quyết nào đó, nhưng làm cho lòng gã thấy bất an. Bất kể là đám cảnh sát sơn khẩu hay các đằng tú xuyên, trong suy nghĩ đánh giá của Liễu Sinh Hùng vẫn kém xa thu tử. Nếu tiêu phàm bắt được thu tử, uy UH hát ta ép gã trao đổi con tin, Nói không chừng Liễu Sinh Hùng sẽ trao đổi thật. Liễu Sinh Hùng bất giác thấy hối hận, không nên để Thu Tử rời xa mình đến công viên Tĩnh Xuyên thực hiện nhiệm vụ. Thu tử cố nhiên là một ninja và một tay súng thần có tố chất và được huấn luyện bài bản, đối phó với những người khác hẳn không là vấn đề, nhưng Tiêu Phàm thật sự là một ngoại lệ. Sở dĩ Liễu Sinh Hùng quả quyết kéo lực lượng cảnh sát vào cuộc chính là vì gã không nắm chắc sẽ thắng được Tiêu Phàm. Ngay cả gã còn không nắm chắc, chứ đừng nói đến người khác có điều bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Dù bây giờ thu tử vẫn đang bình an vô sự, nhưng tiêu phàm đã di chuyển đến công viên tĩnh xuyên thì lúc này chắc chắn không thể rút thu tử về được. Liễu sinh hùng đứng dậy, dường như muốn rời khỏi phòng, thì đúng lúc này hệ thống báo động trong phòng chợt vang lên. Đây không phải hệ thống báo động hiện đại mà là một hệ thống báo động vô cùng cũ kỹ, dây tơ liền với chuông. Tuy Liễu Sinh Hùng không bài xích khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng hệ thống báo động cũ kỹ này trước giờ hoạt động cực kỳ hiệu quả, chưa bao giờ nhầm lẫn, thế nên không cần thiết phải thay một hệ thống mới. Liễu sinh hùng nhướng mày. Chuông báo đồng lại cùng lúc kêu lên từ ba hướng. Nói cách khác, kẻ thù từ ba hướng khác nhau đã đột nhập vào trang viên của gã. Với tình huống này, ba hướng cùng lúc đột nhập trang viên, có thể nói là tấn công toàn diện rồi. Vốn dĩ cũng biết tiêu phàm không thể một mình đến Bắc Điền, cơ quan tình báo chính trị Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không ngồi im, bàng quan nhìn con cháu tiêu ra đơn độc mạo hiểm, nhưng trời vừa tối đã tấn công quy mô lớn vào trang viên của gã thì thực sự làm Liễu Sinh Hùng bất ngờ. Đây là cả một tiểu đội đến sao? Thế nào mà cơ quan tình báo chính trị nước đông đảo không chút cảnh giác? Liễu Sinh Hùng lúc này cảm thấy, nhận thức của mình về cơ quan chính trị tình báo nước láng giềng còn quá ít ỏi. Đất nước này còn cất giấu rất nhiều sức mạnh mà bên ngoài không biết thời điểm quan trọng mới tung ra. Nhưng trước mắt rõ ràng không phải thời điểm, quốc gia đại sự, như vậy. Liễu sinh hùng vươn tay lấy đao võ sĩ đặt trên bàn trà, đi nhanh ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, hồi chuông báo động thứ hai lại đập vào tai gã. Điều này cho thấy kẻ thù đã phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên, vào đến phạm vi tuyến phòng thủ thứ hai. Nhanh như vậy, Liễu sinh hùng giật mình kinh hãi. Dù hai ngày nay đã tổn thất một số người, lực lượng bảo vệ của toàn bộ trang viên đã yếu nhưng cũng còn lâu mới đến bước chứng chọi đá những thứ khác không nói riêng việc sắp xếp trận pháp cổ xưa này không phải người bình thường có thể dễ dàng đột phá trong chốc lát những kẻ địch này cho dù có bản đồ trang viên hoàn chỉnh về lý cũng không thể đột phá nhanh như vậy bản đồ và trận pháp bảo vệ là hai chuyện khác nhau nếu không hiểu trận pháp thì dù có bản đồ cũng không xông vào được tác dụng của bản đồ trong những thời điểm quan trọng chỉ giúp người ta không đi sai hướng mà thôi, chứ không phá giải được trận pháp. Chẳng lẽ trong số những kẻ tấn công có cao thủ tinh thông trận pháp? Điểm khác biệt giữa hệ thống báo động cũ với hệ thống báo động hiện đại chính là hiển thị hình ảnh lúc này. Hệ thống báo động cũ có thể báo cho chủ nhân biết, kẻ thù đến, từ đâu đến nhưng không cách nào cung cấp hình ảnh, không thể phán đoán chính xác số địch đến và tình hình khái quát. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần liễu sinh hùng gã còn ở trang viên thì không có gì phải sợ. Những tên hoa hạ này chẳng lẽ cho rằng ta thật sự không dám gợi yêu ta ết Trần Dương sao? Không ngờ bọn chúng vốn không quan tâm đến sự an toàn tính mạng của Trần Dương, mục đích của hành động này chính là đến để gợi yêu ta ết liễu sinh hùng hay sao? Sắc mặt liễu sinh hùng trầm mặc lại. Liễu sinh hùng ra khỏi phòng không lâu, thì phía đông vang lên hồi chuông báo động thứ ba, thời gian ngắn ngủi một tuần trà, kẻ địch phía đông đã liên tiếp đột phá qua phòng tuyến thứ ba, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Nhưng hai hướng khác, sau một hồi chuông báo động thì không có động tính gì, cũng không biết là đánh nghi binh hay thật sự gặp sự phản công mạnh mẽ. Đối với hai đồng chí cục hai bộ an ninh phối hợp mình tấn công, Đàm Hiền lúc này cũng không chú ý đến bọn họ. Khi đột phá phòng tuyến bảo vệ thứ ba, Đàm Hiền gặp chút rắc rối. Dừng trúc trước mặt, nhìn thì không lớn, nhưng sắp xếp thành cửu cung bát quái trận, hơn nữa lại không phải cửu cung bát quái trận bình thường mà đã có cải tạo thành cửu cung bát quái trận biến hóa chuyện nhỏ chuyện của tôi nét đàm hiên cười lạnh một tiếng dừng bước đàm vụ trưởng lúc này cả người một bộ quần áo giả dạ hành màu đen tiêu chuẩn khăn đen trùm đầu khăn đen che mặt chỉ hở ra đôi mắt tinh anh liếc nhìn bốn phía dưới ánh đèn phản chiếu yếu ớt cả người toát lên vẻ cực kỳ thần bí bất kể là cửu cung bát quái trận chính xác hay là cửu cung bát quái trận thay đổi trong mắt của Đàm Hiền, cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Sự sắp xếp trận pháp trình độ này, ở vô cực môn chẳng qua chỉ là trình độ cấp nhập môn. Đàm hiên chỉ đứng yên quan sát một lát là đã hiểu ngay, thân người trong chớp mắt đã lao về bên trái. Ô, tiếng xé gió cực nhỏ rít lên. Trong bóng tối, ánh chấp lóe lên, bắn thẳng về phía Đàm Hiên. Chân Đàm Hiên rút nhanh, thân người lóe sang trái, luồng chấp kia liền bắn sát thân người cô dù chỉ ánh sáng trong chớp mắt, Đàm Hiên cũng có thể nhìn rõ, đó là một phi đao nhỏ được làm cực kỳ tinh xảo. Loại ám khí phi đao này trong giang hồ thường gặp nhất, mẫu mã chủng loại cũng phong phú hỗn tạp nhất, có phi đao nặng đến hơn một cân, bị một đao không chết cũng bị thương, có phi đao lại nhỏ nhắn như lá liễu, thậm chí không khác gì cây kim dùng để châm cứu trong đông y. Ô, Đàm Hiên vừa tránh được phi đao thứ nhất, còn chưa thực sự đứng vững, tiếng xé gió thứ hai lại vút đến vẫn lao đến vừa nhanh vừa nguy hiểm như trước. Đàm Hiên cười lạnh một tiếng, ngón giữa khéo léo bật mạnh lên, nắm đúng lưỡi đao, phi đao nhỏ nhắn liền thay đổi phương hướng, phi đi mất dạng. "Ồ." Một giọng đàn ông hơi kinh ngạc vang lên, dường như bất ngờ trước chiêu thức này của Đàm Hiên. Tránh phi đao cũng chẳng có gì, người bình thường chỉ cần nhanh tay nhanh mắt, thân thủ hoạt bát đều có thể làm được. Nhưng trong hoàn cảnh tối đen này, bình tĩnh hết sức dùng ngón tay cực kỳ chính xác bắt được phi đao đang lao nhanh đến thì độ khó hoàn toàn không thể tính được ơ tây người đàn ông kêu lên một tiếng tán thưởng nghe ra tuổi người này hẳn cũng không nhỏ ít nhất cũng đã qua trung niên đàm hiên hít một hơi lao mạnh về phía có giọng nói tốc độ cực nhanh trong rừng trúc rậm rạp thân người mềm mại của đàm hiên gần như biến thành hư không những bụi trúc cao hoàn toàn không gây bất cứ khó khăn nào cho cô trong chớp mắt đã cách xa mấy mét Trống rỗng. Đàm Hiên có thể phán đoán, đây chính là nơi người đàn ông trung niên vừa đứng, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Trong chớp mắt cực ngắn ngủi, người đàn ông trung niên đã đổi vị trí, hơn nữa Đàm Hiên nhất thời không đoán nổi gã trốn hướng nào. Ninjutsu đảo quốc nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja quả nhiên có vài phần môn đạo. Đúng lúc này, rừng trúc xung quanh lay động dữ dội, tiếng gió vun vút, năm sáu bóng đen to lớn từ những hướng khác nhau lao thẳng vào Đàm Hiên nhờ ánh đèn lờ mờ không xa và ánh trăng nhàn nhạt, nhạt đàm hiên nhìn thấy rõ đây là súng trúc súng trúc vát nhọn dùng sức mạnh máy móc phóng đi lao đến vừa nhanh vừa độc lực sát thương còn mạnh hơn rất nhiều so với hai phi đao vừa nãy hơn nữa lại phóng từ những hướng khác nhau bất kể tránh hướng nào đều không ổn đàm hiên không chút nghĩ ngợi chân nhún nhẹ hai tay ôm lấy cây trúc bên cạnh mà trèo lên bá cũng lúc này một đao sáng loáng như ánh tuyết chém mạnh xuống đầu đàm hiên. Đã có kẻ nấp trong không trung ngấm ngầm đánh lén. chương 375, sông cửa. Thủ đoạn ninja tiêu chuẩn. Đàm hiên lúc này người ở trên không, chỉ tập trung súng trúc dưới chân, không chút đề phòng bị đánh bất ngờ trên không. Nhát đao từ trên trời giáng xuống này vừa nhanh vừa hiểm, thật sự không đỡ nổi. Nếu không phải trong hoàn cảnh như vậy, đàm hiên đúng là rắc rối lớn, muốn né tránh giữa không trung không được trợ giúp thì cơ bản là không có khả năng, vi phạm kiến thức vật lý phổ thông. Tuy nhiên, đàm hiên đang ở trong rừng trúc, bên cạnh cô toàn là cây trúc. Khoảnh khắc mũi đao sát người, đàm hiên bỗng biến mất. Mũi đao nhìn như chắc chắn trúng đích, không ngờ mất mục tiêu, rơi vào khoảng không. Nhìn giắt xu, một người đàn ông áo đen từ trên trời lao xuống, hai tay cầm đao võ sĩ sáng long lanh, kêu lên kinh hãi chiêu, độn thuật mà Đàm Hiên vừa thực hiện thật sự chính là ninjutsu, gần như giống hoàn toàn với độn thuật mà hàng ngày y luyện tập, chỉ có điều trình độ còn cao hơn y. Chẳng lẽ tên địch sông vào đây không phải người hoa hạ, mà là người đông đảo, đồng bào của mình? Tên ninja áo đen vẫn đang sững sờ, rừng trúc cách đó không xa lay động, dường như có một bóng đen vút qua, phóng ra ngoài rừng trúc. Người hoa hạ này không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự vướng víu của y mà xông vào hướng trang viên. Ngu ngốc, ninja áo đen khẽ chửi một tiếng. Bao nhiêu năm nay từ khi y phụ trách chấn thủ khu vực này, dù là tập trận quyết đấu hay chiến đấu thực sự, trước nay chưa có kẻ nào có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của y, vì thế, ninja áo đen kiêu ngạo vô cùng. Kỷ lục này quyết không thể bị một người hoa hạ phá bỏ. Hơn nữa lại là một người phụ nữ hoa hạ. Thật sự mất hết thể diện. Ninja áo đen không nghĩ ngợi, chẳng chút do dự phóng theo truy sát. Mức độ quen thuộc đối với rừng trúc này, cả gia tộc Liễu Sinh hay có thể nói cả thế giới này đều không có ai hơn y. 20 năm nay, y gần như coi rừng trúc này là nhà, thậm chí cả rừng trúc có bao nhiêu cây trúc, mùa xuân năm nay tăng thêm bao nhiêu cây trúc, y đều nắm rõ. Ninja áo đen mượn sức bật của cây trúc lao như gió trong rừng trúc, rất nhanh đã đến mảnh đất bên cạnh rừng trúc. Âm um một tiếng động khẽ vang lên. Một luồng khói trắng bỗng nhiên bốc lên dưới chân y. Lại là Ninh Ninja áo đen lại chửi một tiếng, hai chân vừa chạm mặt đất lại nhảy lên, lao lên không trung giống như đàm hiên vừa nãy tránh súng trúc. Phút, tiếng xé gió mãnh liệt. Một bóng đen từ trên trời lao xuống, trong tay chập trần ánh lạnh, tựa hồ là một thanh đoản kiếm. Ninja áo đen vừa tức giận vừa buồn cười, cô gái hoa hạ này không ngờ lại dùng thủ pháp giống hệt y để đối phó với y, quả thực là đang cố ý làm nhục y. Cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể. Y a a a a ninja áo đen hét một tiếng, hai chân dạng ra, mỗi chân dẫm lên một cây trúc, hai tay múa tít, múa võ sĩ đao thành một quầng sáng, nghênh đánh đảm hiên từ không chung không chút nào núng. Cho dù liều mạng như vậy, từ bỏ sở trường đánh lén bất ngờ của ninja, coi như lấy ngắn tránh dài, trong trường hợp đối thủ dường như tinh thông ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja, như thế cũng không chiếm ưu thế hơn. Hơn nữa đối mặt với một người phụ nữ hoa hạ, sự kiêu ngạo của ninja áo đen cũng không cho phép y sợ hãi trốn tránh. Đinh đinh đinh, vụt. Tiếng binh khí giao kích dày đặc như chuỗi ngọc trai vang lên liên tục không ngớt, lập tức trở thành một trường âm kéo dài. Ngay sau đó, một tiếng hừ buồn phát ra, tiếng binh khí giao kích đột nhiên dừng lại. Vù, trên rừng trúc thoát thấy một bóng đen, một bóng người nhỏ nhắn lanh lợi xuyên qua rừng trúc, lao vọt về phía hành lang gấp khúc. Đến lúc này, bên cạnh rừng trúc mới phát ra âm thanh nặng nề, đỉnh đầu ra áo đen máu bắn tung tóe, thi thể lao thẳng từ giữa không trung rơi xuống, nằm sấp dưới rừng trúc, không hề nhúc nhích. Người bảo vệ rừng trúc 20 năm nay, cuối cùng phải đổi rồi. Với điều kiện đầu tiên là nếu qua đêm nay, gia tộc liễu sinh còn tồn tại trên thế giới. Đàm Hiên không cần biết có phải nhổ tận gốc gia tộc liễu sinh hay không, cô chỉ quan tâm đến an nguy của con gái của mình. Trận đấu kịch liệt trong rừng trúc, nhìn thì phức tạp, thật ra quá trình cực kỳ nhanh chóng. Từ khi Đàm Hiên xông vào rừng trúc, đến khi ninja áo đen bị đâm mất mạng, thời gian mới chỉ nửa khắc đồng hồ. Từ lúc Đàm Hiên xâm nhập liễu sinh trang viên đến bây giờ, cũng chưa quá nửa tiếng đồng hồ, liên tục vượt qua 3 phòng tuyến, mỗi phòng tuyến đều chỉ có một người chấn thủ. So sánh ra thì lực lượng phòng thủ không hùng mạnh, ngoài dự đoán lúc đầu của Đàm Hiên bọn họ. Xem ra phía Tiêu Phàm đã thu hút khá thành công một lượng lớn nhân sự. Đặc biệt là mấy tên bắn tỉa giỏi nhất của Liễu Sinh gia tộc đều bị chuyển đến công viên Tĩnh Xuyên, là sự hỗ trợ lớn nhất đối với Đàm Hiên và những đồng chí khác xâm nhập Liễu Sinh trang viên. Lúc đầu, rốt cuộc do ai tấn công trang viên chính cũng không phải có sự khác biệt. Đương nhiên, cái gọi là khác biệt là chuyện xảy ra giữa Đàm Hiên và Tiêu Phàm. Hơn nữa còn chưa gặp mặt, chỉ là khi hợp tác qua những đồng chí khác, có thể cảm nhận được ý kiến bất đồng của đối phương. Lần này đến thành phố Bắc Điền, sự an nguy của Trần Dương nhất thiết phải được suy nghĩ đầu tiên. Điểm này, suy nghĩ của hai người giống nhau. Điểm thứ hai, không thương lượng với Liễu Sinh Hùng cũng giống nhau, hơn nữa điểm này không mâu thuẫn với điểm thứ nhất. Thời gian thương lượng với Liễu Sinh Hùng sẽ kéo dài, quyền chủ động hoàn toàn trong tay Liễu Sinh Hùng thao túng nơi này dù sao cũng là nước đông đảo, không phải, sân nhà tác chiến, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho những người nước ngoài. Đến lúc đó không những tiêu phàm gặp rắc rối, những bằng hữu tham gia hành động khác cũng sẽ gặp rắc rối, tạo thêm áp lực cho cơ quan chính trị tình báo nước đông đảo thông qua phương diện ngoại giao cũng không đủ để hoàn toàn nắm được cục diện. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp đột kích liễu sinh trang viên là cách cứu Trần Dương nhanh nhất, cũng là cách khó nhất, nguy hiểm nhất. Nơi này là sao huyệt, Đại bản doanh của gia tộc Liễu Sinh. Tiêu Phàm và Đàm Hiên đều muốn đảm nhận nhiệm vụ chủ công. Cuối cùng một câu nói của Đàm Hiên đã thuyết phục được Tiêu Phàm mục tiêu của Liễu Sinh Hùng chính là ngươi, Người ở đâu thì hắn đặc biệt chú ý ở đó. Tiêu Phàm lưu lại bên ngoài, Liễu Sinh Hùng điều động chủ lực đi đối phó hắn. Sự phòng ngự của Liễu Sinh Trang Viên tự nhiên sẽ trở nên mỏng manh, yếu ớt. Hơn nữa, Liễu Sinh Hùng không thể ngờ rằng bên này còn có một đại cao thủ trấn thủ không những võ nghệ hơn người mà còn tinh thông trận pháp, không hề thua kém tiêu phàm. Sự thật chứng minh, sách lược này vô cùng hữu ích. Nếu không, cho dù đàm hiên có lợi hại nữa cũng không thể nhanh chóng phá vỡ ba phòng tuyến nhanh như vậy. Hành lang dài là phòng tuyến thứ tư. Theo khẩu cung lấy được sau khi thôi miên cắt đằng tú xuyên thì hành lang dài này là tuyến phòng thủ thứ tư của liễu sinh trang viên, cũng đã tiếp cận với tuyến phòng thủ trung tâm bình thường có ít nhất 4 gã ninja có tố chất và được huấn luyện phụ trách phòng thủ. Nhưng bây giờ nhìn lên, hành lang dài lại cực kỳ yên tĩnh, không thấy nửa bóng người, chỉ có lồng đèn màu hồng phấn đung đưa theo gió trong bóng tối, ánh đèn u ám làm người ta bất giác cảm thấy run lạnh. Các đằng tú xuyên thừa nhận, ngày thường liễu sinh trang viên có khoảng hơn 100 người sinh sống, trong đó gia tướng giỏi giang, thật sự trải qua huấn luyện nghiêm ngặt không đến một nửa. Tối qua mất 6 tên ở khách sạn Bản Điền, Tối nay phía công viên Tĩnh Xuyên lại mang đi mười mấy tên. Nếu Tiêu Phàm đích thân đến công viên Tĩnh Xuyên thì mười mấy tên này, bao gồm cả nữ hầu bên cạnh Liễu Sinh Hùng, về cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bọn chúng dù cho có mấy người sống sót, không bị Tiêu Phàm và Tân Lâm tiêu diệt thì tối nay tuyệt đối không thể chạy về Liễu Sinh Trang Viên để tham chiến. Lực lượng phòng ngự sẵn sàng của Liễu Sinh Trang Viên đã rút đi một nửa. Đàm Hiên thay đổi suy nghĩ thật nhanh, thân người nhẹ nhàng lao về hướng hành lang. Bá. Đúng lúc Đàm Hiên vừa đặt chân lên hành lang, sau những cột trụ dài nhìn tưởng như giống tuếch, ánh đao chói mắt, giống như giải lụa vung ra, lao thẳng vào bộ ngực cao vút của Đàm Hiên. Đao này vừa nhanh vừa hiểm, phóng nghiêng từ dưới lên, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Đàm Hiên hơi co lại. Chỉ một đao này, công lực còn vừa tên ninja trong rừng trúc vừa nãy. Hơn nữa ánh đao lơ lửng không rõ, cùng một lúc nhằm vào ba yếu điểm quan trọng trên người Đàm Hiên, tà khí bốn phía. Cửu quỷ lưu, đây mới là kiếm pháp cửu quỷ lưu đích thực. May là đàm hiên võ nghệ cao cường, thân người trong không trung không chỗ mượn lực, đối mặt với đao lơ lửng bất định như vậy cũng không thể liều mạng, ánh chấp trong tay lóe lên, lộ ra thanh đoản kiếm, trong tiếng tinh tang chớp mắt đỡ liền ba đao của đối phương. Kiếm pháp cửu quỷ lưu phóng khoáng, tà mỹ vô cùng, từ lưỡi kiếm lại thoát ra một nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Đỡ được ba đao, đàm hiên chậm nhịp, bị sức mạnh của lưỡi kiếm đánh chúng bật về phía sau giữa rừng trúc và hành lang là một cái ao nhỏ trong ao trồng mấy bông hoa sen nếu là ban ngày cảnh trí hẳn rất đẹp trong đêm trăng vắng lặng này lại là một chỗ âm u quỷ khí cả người đàm hiên rơi vào hàng rào xi măng bên cạnh cái ao một loạt tiếng tạt hát bọt nước văng khắp nơi một ánh đao quỷ dị hơn sáng chói mắt hơn tách khỏi mặt nước giống như một con rắn độc lao lên cắn người nhằm thẳng đàm hiên giữa không trung phóng đến. Một tên ninja áo đen xuất hiện sau cột hành lang dài, cũng truy sát như bóng với hình. Đánh lén, đánh lén, lại đánh lén. Ninja su nước đông đảo nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja, được truyền tụng thần kỳ, nói trắng ra chính là như vậy. Lợi dụng ảo thuật và thủ thuật che mắt, lấy địa thế địa hình làm yểm hộ, liên tục thực hiện những hành động đánh lén bất ngờ, làm cho kẻ địch trong lúc suy tính thiệt hơn không hiểu tại sao ngã mà chết đàm hiên không có tay súng bắn tỉa yểm trợ từ xa những người trong tiểu đội lần này đến bắc điền chỉ có hai tên bắn tỉa thực sự là sự tình xảy ra quá đột ngột thời gian liễu sinh hùng cho cũng quá gấp chỉ trong ba ngày giữa lúc gấp rút có thể triệu tập một đội quân vội vàng đến bắc điền bộ an ninh cũng đã dốc hết sức đàm hiên vẻn vẹn chỉ có hai tay súng bắn tỉa đều bố trí cho những bằng hữu đột kích hướng khác Mặc dù nói hai tay súng bắn tỉa cũng là đặc công tinh anh của Bộ an ninh, thân thủ nhanh nhẹn, nhưng nói chung so với Đàm Hiên không thể ngang bằng. Đàm Hiên cho rằng bọn họ càng cần sự yểm trợ của tay súng bắn tỉa hơn. Nếu vì cứu Trần Dương mà khiến những bằng hữu khác phải hy sinh thê thảm, thì trong lòng Đàm Hiên cũng sẽ rất khổ tâm. Về phần cô, chỉ đơn thương độc mã như thế xông vào. Vì con gái mình, nguy hiểm lớn nữa cũng phải xông vào. Nửa tiếng ngắn ngủi, vượt liền ba cửa ải. Tất cả dường như đều rất thuận lợi. Cho đến bây giờ, rắc rối rốt cuộc đến rồi. Đối mặt với hai thanh đao võ sĩ như hai con rắn độc lao tới, Đàm Hiên lơ lửng giữa không trung gần như rơi vào đường cùng. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 375.